Đô thị cực phẩm y thần, Diệp thần. Tập 286. Lập tức, Diệt Vô Cực mời Diệp thần vào nhà, cũng ở giữa núi đánh một ít linh thú trở về, lại lấy ra bí tàng sản xuất rượu ngon, khoản đãi Diệp thần. Diệp thần trong ngực còn thu Huyễn Trần Yên cho Phong Thư, nhưng xem cái này hai vợ chồng người, như vậy ân ái hình dáng, Phong Thư này hiển nhiên còn chưa tới thời điểm giao ra. Đêm đó, Diệp thần liền ở Diệt Vô Cực vợ chồng khoản đãi hạ, tham ăn tham uống liền một lần. Biết rõ là ảo cảnh, nhưng Diệp thần trong lòng cũng là đặc biệt ấm áp. Ở bên ngoài, hắn trải qua quá nhiều sát phạt, chỉ có ở nơi này phiến trong ảo cảnh, mới được một chút yên lặng thở dốc, tựa như cái gì cũng không cần quản, chỉ để ý tận tình hưởng thụ sơn thủy phong nguyệt. Sáng sớm hôm sau, Diệt Vô Cực dậy thật sớm, kéo Diệp thần ra săn bắn. Mà Huyễn Trần Yên, chính là ở nhà dưỡng thai. Huynh đệ, ta nhất định phải báo đáp ngươi, như vậy đi, ta đưa một môn thần thông cho ngươi. Diệt Vô Cực còn băn khoăn Diệp thần ân tình, móc ra một khối ngọc giản, giao cho Diệp thần. Khối ngọc này giản, tràn ngập từng luồng khí tức hủy diệt, vừa lấy ra, liền chung quanh không gian đều vặn vẹo, tựa hồ muốn bị khí tức hủy diệt phá hủy. Đây là, hủy diệt đạo ấn tu luyện ngọc giản. Diệp thần vừa thấy, nhất thời thất kinh. Diệt Vô Cực cười nói, huynh đệ mắt thật là tốt, đây là ta tu luyện thần thông, là nguyên thủy tam đạo một trong, lấy hủy diệt là nói, có thể biến thành hủy diệt đạo ấn, uy lực cực kỳ mạnh mẽ, người giúp vợ ta, để cho nàng miễn đi trăm năm nghỉ ngơi, ta rất là cảm kích, ngọc giản này đưa cho ngươi. Diệp thần trong lòng động một cái, hắn tiến vào ảo cảnh, chính là muốn tu luyện đột phá hủy diệt đạo ấn, mà Diệt Vô Cực, sẽ đưa cho hắn hủy diệt đạo ấn ngọc giản, cái này sau lưng, tựa như trong sâu thẳm, hết thảy tự có định số. Diệp thần nói, Vô Cực huynh đệ, thực không dám giấu giếm, thật ra thì ta cũng đang tu luyện hủy diệt đạo ấn, ngọc giản này cũng không cần, ta tu luyện đến tầng 6, không biết huynh đệ là mấy trọng thiên. Cái gì, người vậy tu luyện hủy diệt đạo ấn, người đạo ấn, cũng tầng 6. Diệt Vô Cực vừa nghe, nhất thời rất kinh ngạc, không nghĩ tới Diệp thần vậy tu luyện hủy diệt một đạo, đây thật là đúng dịp. Diệp thần nói, đúng vậy. Diệt Vô Cực nói, vậy thì tốt quá, ta cả đời chỉ điều nghiên hủy diệt đạo ấn, trước mắt đã tu luyện tới thất trọng thiên, thiên hạ quả nhiên là mưa gió lấp lấp xuất hiện, ta lấy là ta đã coi như là thiên tài, không nghĩ tới huynh đệ cũng kém không nhiều đạt tới ta cảnh giới, hơn nữa còn quá mức tinh thông y thuật, này cùng thiên phú, thật là làm người hâm mộ. Diệp thần nói, may mắn mà thôi, nếu mọi người đều là tu luyện hủy diệt đạo ấn. Sau này có lẽ chúng ta có thể luận bàn một chút, lẫn nhau kiểm chứng võ đạo. Diệt Vô Cực vui vẻ nói, cầu không được. Diệp thần cười một tiếng, Diệt Vô Cực cũng là vui vẻ cười to, rất có gặp được chi kỳ cảm giác. Hai người liền ở thung lũng bên trong, bốn phía săn thú, hiện ra hết nam nhi phong độ. Diệp thần tâm tình, vậy là vô cùng tốt, ở bên ngoài nơi nào có cái loại này an nhàn ngày. Mấy ngày kế tiếp, Diệp thần đều cùng Diệt Vô Cực cùng nhau. Ra săn bắn, cũng tỉ thí với nhau, kiểm chứng hủy diệt đạo ấn bí ẩn. Như vậy vội vã qua nửa năm, Huyễn Trần Yên cũng mau chuyển dạ, Diệt Vô Cực liền tên của hài tử cũng nghĩ xong. Lúc đầu Diệt Vô Cực và Huyễn Trần Yên tiền bối, hai người lại là có đứa trẻ, cũng không nghe bọn họ đề cập tới. Diệp thần khẽ cau mày, rõ ràng là một chuyện đáng giá cao hứng tình, nhưng trong lòng lại tổng có chút bất an. Ngày nay, Diệp thần lại cùng Diệt Vô Cực đi ra ngoài. Chuẩn bị thu xếp tư bổ con mồi, cho Huyễn Trần Yên dưỡng sinh tử. Cái này nửa năm thời gian, Diệp thần và Diệt Vô Cực so tài trò chuyện, tu vi nhưng không việc gì tiến bộ. Bởi vì nửa năm thời gian quá ngắn, trong ảo cảnh thiên địa linh khí lại là giả, tự nhiên không thể nào để cho hắn đột phá. Hắn thiếu, là đối với hủy diệt đạo ấn lĩnh ngộ tích lũy, nếu như tích lũy đủ rồi, liền có thể đột phá đến thất trọng thiên. Nhưng mà, muốn tích lũy... Cũng không phải việc một sớm một chiều, nửa năm liền muốn đột phá, đó là không thể nào, Diệp thần đã làm xong vạn năm khổ tu chuẩn bị. Dùng 10.000 năm thời gian, đi cảm ngộ hủy diệt mộ đạo. Hiện tại, thời gian còn sớm trước đây. Oanh! Diệp thần và Diệt Vô Cực hai người, ở trong núi săn thú tới giữa, chợt nghe thảo lư phương hướng, truyền tới một tiếng chấn động to lớn. Suy suy suy! Sau đó, hai người liền kinh ngạc thấy. Chừng trăm nghìn thanh phi kiếm, hội tụ thành nước lũ, ở chân trời hiện lên. Chu Thiên Thần kiếm quyết, Yên Tịch kiếm linh tới. Gay gâu, phu nhân muốn xảy ra chuyện.
Diệt Vô Cực thấy một màn này, nhất thời sắc mặt bị sợ phát trắng, vội vàng quay đầu đi trong nhà phóng tới. Diệp Thần cũng là cảm thấy không ổn, hoảng vội vàng đi theo trở về. Hai người trở lại Thảo Lư, nhưng phát hiện hai đạo thân ảnh, từ bầu trời hạ xuống. Cái này hai đạo thân ảnh, một cái tóc bạc hoa râm, sau lưng lơ lửng ngày tận thế xét xử khí tượng, chính là Công Dã Phong. Mà một người khác, cả người tràn ngập ngất trời kiếm khí, chính là Yên Tịch Kiếm Linh. Ha ha ha, Huyễn Trần Yên, các ngươi quả nhiên trốn ở chỗ này, Diệt Vô Cực ở nơi nào, kêu hắn cút ra đây. Đắc tội Hồng Thiên Vương, các ngươi còn muốn sống. Mộng tưởng hảo huyền. Yên Tịch Kiếm Linh cười to, nhìn xuống hướng mặt đất. Huyễn Trần Yên lẻ loi một người đứng, cả người mưa bụi bốc hơi lên, cũng là thả ra thần thông. Nhưng nàng hơi thở, và Công Dã Phong, Yên Tịch Kiếm Linh hai người so sánh, chân thực quá yếu. Chu Thiên Thần Kiếm Quyết, cho ta chém giết. Yên Tịch Kiếm Linh hét lớn một tiếng, đầy trời phi kiếm, chính là cuồn cuộn hướng Huyễn Trần Yên chém xuống đi. Không tốt. Diệp Thần và Diệt Vô Cực, đồng thanh kêu lên, muốn phải đi cứu viện. Nhưng, Yên Tịch Kiếm Linh kiếm, chân thực quá nhanh, đầy trời phi kiếm chém đánh tiếp, ngay tức thì oanh chém vào Huyễn Trần Yên trên mình. Oanh! Huyễn Trần Yên gặp phải vô cùng phi kiếm chém, quanh quẩn thân thể khói hơi nước khí, đều là nhanh chóng tán loạn. Nàng muốn phải phản kích, nhưng nơi nào là Yên Tịch Kiếm Linh địch thủ, liền phản kích một tí cũng không thể, tại chỗ bị chém thành trọng thương. À một tiếng hét thảm, bi thảm ngã nhào trên đất, cả người máu rầm rề. Thật là đau, à, ta đứa nhỏ. Huyễn Trần Yên xít sao che bụng, ánh mắt vô cùng khủng hoảng. Cái này một tí bị thương, nàng nhưng là cảm giác được, liền trong bụng đứa nhỏ, đều là được liên lụy, có thể không giữ được. Phu nhân, Diệt Vô Cực hù được gan mật câu liệt, vội vàng xông lên phía trước. Đáng chết, Diệp Thần cũng là giận dữ. Nhìn bầu trời bên trong Yên Tịch Kiếm Linh và Công Dã Phong bóng người, chán nổi gân xanh nhô lên, tức giận tới cực điểm. Hủy diệt đạo ấn, mở. Thái Dương Tiên Hoàng Trảm. Dưới cơn thịnh nộ, Diệp Thần lập tức rút ra trường kiếm, hủy diệt đạo ấn trình độ cao nhất mở, hung mãnh hủy diệt gió bão, ngay tức thì ở hắn quanh thân nổi lên, giữa trời đất hô hô vang dội. Một đạo mang vô cùng huy hoàng, vô cùng nóng rực mặt trời kiếm khí. Từ Diệp Thần thân kiếm bên trong bạo giết ra. Cái này mặt trời kiếm khí, còn kèm theo hủy diệt mộ đạo uy nghiêm, chém thẳng Yên Tịch Kiếm Linh. Ồ, Yên Tịch Kiếm Linh thất kinh, hiển nhiên không ngờ tới sẽ có những người khác ở chỗ này. Nhìn Diệp Thần hung mãnh kiếm khí, hắn sắc mặt ngưng trọng, vội vàng ngự kiếm ngăn cản. Nếu như ở bên ngoài, Diệp Thần một thân một mình, khẳng định không phải Yên Tịch Kiếm Linh địch thủ, nhưng nơi này là ảo cảnh. Huống chi lại là nhiều năm trước, địch nhân thực lực bị áp chế, mà Diệp Thần tu vi đạt được tăng lên, cho nên, hắn miễn cưỡng, có thể cùng Yên Tịch Kiếm Linh chiến thành ngang tay. Yên Tịch Kiếm Linh vậy là không dám thờ ơ, cảm thấy Diệp Thần vô cùng lợi hại, thiên kiếm vũ động như hắt mực, không ngừng tiêu cưỡi Diệp Thần kiếm khí uy lực. Vô số đạo kiếm khí va chạm nhau, nhất thời ở trên trời nổ lên trùng trùng hủy diệt đợt khí, sáng đẹp nguy nga. Kiếm Linh đại nhân. Ta tới giúp ngươi. Một bên Công Dã Phong thấy vậy, lập tức phi thân tới, thẩm phán đạo pháp tập sát ra, từng luồng hắc quang mang mãi mãi hỗn độn khí tức, đánh phía Diệp Thần thân thể. Diệp Thần lấy một chọi hai, nhất thời cảm thấy ngập trời áp lực. Coi như là ở trong ảo cảnh, hắn vậy miễn cưỡng chỉ có thể và Yên Tịch Kiếm Linh động thủ, nếu như hơn nữa một cái Công Dã Phong, vậy thì không phải là địch thủ. Mắt gặp Công Dã Phong đánh tới. Diệp Thần chỉ có thể lui về phía sau. Mà Diệt Vô Cực, giờ phút này đang xỉ xỉ xách xách, ôm thật chặt thê tử, căn bản không có chút nào chiến ý, tâm thần tựa như đã thành cho tàn, chỉ sợ thê tử sẽ chết đi. Tiền bối, trước giải quyết kẻ địch. Diệp Thần vội vàng kêu lên, nguy cấp bên trong, thậm chí còn quên chân thực ảo mộng, kêu Diệt Vô Cực là tiền bối. Nhưng mà, Diệt Vô Cực nhưng là thờ ơ, ôm trước thê tử, nước mắt cũng chảy xuống. Tướng công, đứa nhỏ không có. Huyễn Trần Yên cũng là rơi lệ, ánh mắt đau buồn tới cực điểm. Ta biết, không có sao, không có chuyện gì. Diệt Vô Cực gắt gao ôm nàng, không biết như thế nào an ủi. Diệp Thần thấy cái này bộ dáng của hai người, nhất thời cảm thấy trong lòng rung động. Quả nhiên vẫn là xảy ra chuyện, lúc đầu ngày xưa Huyễn Trần Yên, là trong bụng mang thai, vốn là có thể cùng Diệt Vô Cực có một cái đứa nhỏ,
nhưng bởi vì Yên Tịch kiếm linh đuổi giết, đứa nhỏ chỉ như vậy không có. Ha ha ha, Yên Tịch kiếm linh thấy vậy, nhưng là máu lạnh vô cùng cười lớn. Ngày hôm nay ta muốn các ngươi tất cả người, cũng tan thành mây khói. Vô cùng kiếm khí, hòa lẫn công dã phong thẩm phán thiên uy, như châu chấu bay vậy, giết hướng Diệp Thần, Diệt Vô Cực, Huyễn Trần Yên ba người. Hai cái tay sai, còn muốn giết người. Ngay tại lúc này, một đạo thanh âm đầy uy nghiêm, từ phương xa chân trời vang lên. Sau đó, cuồn cuộn kiếm khí, mang tai nạn vô cùng, xét lửa trời điện, nạn lụt nạn hạn hán vân. Vân, từ chân trời chém ngang tới. Không tốt, hằng cổ thánh đế tới. Yên Tịch kiếm linh và công dã phong thấy vậy, nhất thời bị sợ hết hồn, vội vàng né tránh. Vậy vô cùng vô tận tai nạn kiếm khí, hoành cướp chân trời, làm được thiên địa cũng là thất sắc, càn khôn kịch liệt chấn động, sơn hà nhật nguyệt đều phải sụp đổ, khí thế đặc biệt khủng bố. Tai nan thiên kiếm, hằng cổ thánh đế sao? Diệp Thần thấy một màn này, cũng là vô cùng kinh ngạc. Hạ một sát, chỉ gặp một đạo vô cùng nguy nga, giống như tuyệt thế đế hoàng bóng người, từ chân trời bay vút tới, trong tay xách một cái đen nhánh xám nói bừa trường kiếm, tràn đầy tai nạn sát phạt hơi thở. Chính là hằng cổ thánh đế. Hắn kiếm trong tay, dĩ nhiên chính là tai nan thiên kiếm. Lúc đầu năm đó, Diệt Vô Cực và Huyễn Trần Yên tiền bối, là bị hằng cổ thánh đế cứu. Diệp Thần bừng tỉnh hiểu ra, ngày hôm nay cái này trường kiếp nạn, công dã phong và Yên Tịch kiếm linh sấm sét ra tay, nếu như không có cao nhân tương trợ mà nói, đích xác rất khó khăn qua cửa ải khó. Đáng chết, chúng ta đi. Yên Tịch kiếm linh, công dã phong thấy hằng cổ thánh đế tới, trên mặt hiển hiện ra vô cùng kiêng kỵ, lật đật chạy thục mạng. Hằng cổ thánh đế hừ một tiếng, cũng không đuổi theo, nhanh chóng đáp xuống, đi tới Diệt Vô Cực và Huyễn Trần Yên bên người. Đáng tiếc, hằng cổ thánh đế một tiếng thở dài, bàn tay vung lên, một cổ thần quang hiện lên, rơi vào Huyễn Trần Yên trên mình. Huyễn Trần Yên thương thế, ngay tức thì hết bệnh, nhưng tinh thần nhưng là uể oải, hiển nhiên là gặp đồ sộ đả kích lớn. Nàng coi như thương thế hết bệnh, đứa nhỏ đã không còn, không thể nào trở về. Huyễn Trần Yên cả người, đều là đau buồn muốn chết hình dáng, nằm ở Diệt Vô Cực trong ngực hu hu thống khổ. Thánh đế đại nhân, đa tạ. Diệt Vô Cực sắc mặt bi thương, hướng hằng cổ thánh đế nói cảm ơn. Hằng cổ thánh đế, là một tôn nhân vật lớn, đã chuẩn bị muốn phi thăng đi thái thượng thế giới, coi như Diệt Vô Cực lại bướng bỉnh, ở hằng cổ thánh đế trước mặt, cũng là vô cùng cung kính. Không có sao, ta tới trễ, xin lỗi. Hằng cổ thánh đế thanh âm mang áy náy, nếu như hắn tới sớm một chút, có lẽ là có thể vãn hồi Diệt Vô Cực đứa nhỏ. Ý trời như vậy, thánh đế đại nhân, không thể trách ngươi. Diệt Vô Cực cười khổ một tí, chỉ có thể ôm thê tử an ủi. Vô Cực, ngươi nhưng có ý đi theo ta, ngươi hủy diệt đạo ấn, tu vi rất như người thú, ta chuẩn bị phi thăng, có thể sẽ có rất nhiều kiếp nạn, cần người làm hỗ trợ. Như ngươi không ngại, sau này thì cùng ta đi, chờ ta phi thăng, ta sẽ thay ngươi giải quyết tất cả kẻ địch. Hằng cổ thánh đế chậm rãi mở miệng, nguyên lai là muốn lôi kéo Diệt Vô Cực. Diệt Vô Cực nhưng là yên lặng, nhìn Huyễn Trần Yên một mắt, hiển nhiên là đang do dự. Hằng cổ thánh đế nói, ta biết Hồng Thiên Kinh cũng muốn lôi kéo ngươi, thậm chí phái ra Yên Tịch kiếm linh và công dã phong, muốn cưỡng ép mang đi ngươi, thế nhưng loại lòng dạ độc ác người. Ngươi đi theo hắn sẽ không có kết quả tốt, vẫn là đầu dựa vào ta đi, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Diệt Vô Cực nói, đa tạ thánh đế đại nhân ý tốt, ta vốn là muốn cùng đứa nhỏ ra đời, lưu lại huyết mạch, để cho vợ ta có cái làm bạn gửi nhờ, lại đi theo bước chân ngươi, nhưng hiện tại, đứa nhỏ nhưng là không có, ta muốn để lại chiếu cố thê tử ta. Tướng công, Huyễn Trần Yên nghe nói như vậy, cũng là lớn là cảm động. Diệp Thần ở bên cạnh yên lặng nhìn hết thảy các thứ này, không có mở miệng, âm thầm vậy len lén đánh giá hằng cổ thánh đế. Cái này hằng cổ thánh đế, quả nhiên là khí thế phi phàm, giống như trên trời quân vương, để cho người nhìn một cái, liền cảm thấy khuất phục. Hằng cổ thánh đế nói, ta phi thăng sắp tới, không thể thời thời khắc khắc chiếu cố các ngươi, ta lần này xuất thủ, cứu vãn các ngươi một lần, nhưng lần kế, vạn nhất ta không kịp, các ngươi chẳng phải là muốn bị Hồng Thiên Kinh người giết chết. Dựa vào người khác, cuối cùng không phải biện pháp, Vô Cực, ngươi cần mình trở nên mạnh mẽ, đi theo ta có thể truyền thụ ngươi tốt nhất phương pháp tu luyện. Nghe được hằng cổ thánh đế mà nói,
Diệt Vô Cực nhất thời động tâm. Đúng là, chỉ có mình lực lượng, mới là vĩnh hằng, dựa vào người khác, căn bản không phải kéo dài kế. Tướng công, người phải rời khỏi ta sao? Nguyễn Trần Yên cảm thấy nguy cơ cực lớn, vội vàng kéo Diệt Vô Cực quần áo. Diệt Vô Cực không nói ra lời. Hằng Cổ Thánh Đế nhìn một cái Nguyễn Trần Yên, nói, Hồng Thiên Kinh đang đuổi giết ta, ta ngày hôm nay ra tay, nhân quả đã bại lộ, phải mau rời khỏi, Vô Cực, cho ta một cái câu trả lời, có chịu hay không đi theo ta? Phu nhân của ngươi, ta có thể phái người chiếu cố. Nói xong, Hằng Cổ Thánh Đế ngoắc tay, trên người có pháp bảo ánh sáng hiện lên, sau đó một người cô gái, từ pháp bảo bên trong không gian đi ra. Đây là ta thị nữ, nàng kêu Phi Giao, ta chuẩn bị an bài nàng đi Thất Đại Thần Quốc, giải quyết thiên ma họa loạn, là ta phi thăng tích lũy công đức, ta nghe nói Thất Đại Thần Quốc, mới quật khởi một cái kêu là Hiên Viên Mặc Tà cao thủ, hùng tâm tráng trí rất là lợi hại, cũng muốn kêu nàng đi làm quen một tí. Hằng Cổ Thánh Đế nhàn nhạt nói, bất quá bây giờ còn chưa đến lên đường thời điểm, Phi Giao, ngươi thay ta chiếu cố Vô Cực phu nhân, cùng trăm năm sau thời cơ đã đến, lại xuất phát không muộn. Tên là Phi Giao cô gái, cung kính nói, đại nhân. Phi Giao đại đế, đứng ở một bên Diệp Thần, thấy người phụ nữ này, không nhịn được kinh hô thành tiếng. Lúc đầu người này lại là Phi Giao đại đế, già thiên ma đế Hồng Nhan chi kỷ vũ chỉ giao đời trước, không nghĩ tới lúc đầu đã từng là Hằng Cổ Thánh Đế thị nữ. Thời đại thượng cổ, Thất Đại Thần Quốc có thiên ma chi loạn, khi đó, Hằng Cổ Thánh Đế liền muốn phái người đi giải quyết. Nếu như có thể giải quyết thiên ma họa loạn, vậy đem sẽ có thiên đại công đức, đối với hắn phi thăng rất có ích lợi. Đột nhiên mở miệng Diệp Thần, đưa tới Hằng Cổ Thánh Đế chú ý. Ngươi không phải người nơi này, trên mình ngươi thời gian pháp tắc, đặc biệt cổ quái. Thời không hoàn toàn sai vị. Hằng Cổ Thánh Đế nhìn chằm chằm Diệp Thần, trong mắt bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt tinh mang. Ngươi đến từ vạn năm sau đó, có phải hay không? Nghe vậy, Diệp Thần thất kinh, không nghĩ tới Hằng Cổ Thánh Đế ánh mắt như thế cay độc, lại có thể một mắt nhìn ra, hắn đến từ vạn năm sau đó. Cái gì, người huynh đệ lại có thể đến từ vạn năm sau đó? Diệt Vô Cực vừa nghe, cũng là khiếp sợ không thôi. Vạn năm sau đó, ta vẫn cùng tướng công tư thủ sao? Chúng ta ngoài ra có em bé sao? Nguyễn Trần Yên vậy là tinh thần tỉnh táo, vội vàng hỏi. Hằng Cổ Thánh Đế mặc dù hoài nghi Diệp Thần thân phận, nhưng vẫn là nói, vạn năm sau thế giới, không biết có biến hóa gì. Xin huynh đệ chỉ giáo, ta có thuận lợi hay không phi thăng? Hồng Thiên Kinh có thể hay không giết chết ta? Thái Thượng Thiên Nữ có thể hay không chiến thắng Hồng Thiên Kinh? Vù vù! Hằng Cổ Thánh Đế kiếm trong tay, hắc khí chào đáng, kiếm linh tai nạn ma nữ, cũng là hiện thân đi ra. Tai nạn này ma nữ hình dáng, và Lý Phi Tuyết là giống nhau như đúc. Là Lý Phi Tuyết đời trước. Tiểu huynh đệ, ta là tai nan thiên kiếm kiếm linh, không biết vạn năm sau đó, vận mệnh ta như thế nào. Tai nạn ma nữ nhìn Diệp Thần, trong tròng mắt cũng là mang vẻ trông đợi. Nàng cũng rất muốn biết, mình vạn năm sau vận mệnh. Diệp Thần nghe mọi người hỏi, nhất thời trong lòng rét một cái. Nơi này là ảo cảnh, thế giới quy luật đặc biệt yếu ớt, nếu như thay đổi quá nhiều tương lai, rất có thể đưa đến cả thế giới sụp đổ. Các vị, xin lỗi, thiên cơ bất khả lậu. Diệp Thần còn muốn ở chỗ này tu luyện vạn năm, tự nhiên không muốn nhìn thấy thế giới tan biến, cho nên đối mặt mọi người hỏi, hắn cũng không trả lời. Nghe được Diệp Thần cự tuyệt trả lời, Hằng Cổ Thánh Đế trong tròng mắt nổ bắn ra ra tinh mang, ẩn nhiên có sát khí, xương ngón tay tiết sắc sắc vang dội, tựa hồ là muốn động thủ. Nhưng dừng một chút, hắn cuối cùng vẫn là than thở một tiếng, nói thôi, ngươi nếu không chịu nói. Ta cũng không trách ngươi. Sau đó, hắn nhìn về Diệt Vô Cực, ngươi chịu đi theo ta không? Thánh Đế đại nhân, Diệt Vô Cực tâm loạn như ma, hắn cũng rất muốn biết, mình vạn năm sau kết cục, nếu như có thể trước thời hạn biết được, hắn liền có thể làm ra chính xác nhất lựa chọn. Nhưng, Diệp Thần không chịu tiết lộ, hắn cũng không biết tương lai vận mệnh như thế nào. Tướng công, ta không cho phép ngươi bỏ lại ta. Nguyễn Trần Yên cắn chặt hàm răng. Hai tròng mắt nhưng là cầu nước mắt. Diệt Vô Cực nói, phu nhân, nếu như ta lưu lại, lần sau đụng phải nữa công dã phong bọn họ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nguyễn Trần Yên nhưng là không quan tâm chút nào, nói ta cho dù chết, cũng không muốn và ngươi tách ra.
Diệt Vô Cực nội tâm có vẻ chấn động, nhìn xem Hằng Cổ Thánh Đế, lại nhìn xem Diệp Thần, lần nữa rơi vào mê mang tình cảnh. Nếu như hắn không đi, sớm muộn phải bị Công Dã Phong bọn họ giết chết. Nhưng, nếu như hắn rời đi, bỏ lại Huyễn Trần Yên một người, vậy càng là phụ lòng. Đây là một cái tiến thối lưỡng nan vấn đề. Huyễn Trần Yên nói, chỉ cần có thể cùng ngươi chung một chỗ, ta cho dù chết cũng không sợ, nhưng nếu như ngươi bỏ rơi ta bỏ mặc, ta sẽ hận ngươi cả đời. Nàng lời nói này, cắn răng nghiến lợi, nhấn mạnh. Diệp Thần, Hằng Cổ Thánh Đế, Diệt Vô Cực nghe được, đều là vô cùng lộ vẻ xúc động. Diệp Thần là biết kết cục chính là Diệt Vô Cực rời đi, bỏ lại Huyễn Trần Yên một người, sau đó Huyễn Trần Yên bởi vì yêu sinh hận, hận Diệt Vô Cực cả đời. Nhưng cái này ảo cảnh phải chăng như vậy, Diệp Thần thật không biết. Có lẽ đây cũng là quỹ tích, thoáng chập chờn, liền có thể thay đổi hết thảy. Ước chừng sau ba hơi thở, Diệt Vô Cực mới nói, phu nhân, ngươi nghe ta giải thích, nếu như ta lựa chọn lưu lại, tuyệt đối không có kết quả tốt, chỉ có theo đuổi võ đạo, mới khá tìm được một đường sinh cơ. Huyễn Trần Yên thần sắc vô cùng là đoạn tuyệt, nhìn chằm chằm Diệt Vô Cực nói, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi là muốn võ đạo làm bạn, vẫn là phải ta làm bạn. Diệt Vô Cực thân thể chấn động một cái, không nói ra lời. Diệp Thần thấy vậy, trong lòng động một cái, móc ra phong thư, giao cho Diệt Vô Cực nói, huynh đệ, phong thư này, là ngươi vạn năm sau thê tử, ủy thác ta đưa cho ngươi, ngươi có thể xem. Cái gì? Diệt Vô Cực sửng sốt một chút. Đây là vạn năm sau ta, đích thân viết tin. Huyễn Trần Yên cũng là ngẩn ra. Ừ. Diệp Thần gật đầu một cái. Diệt Vô Cực lật đật đem phong thư mở ra, rút ra giấy viết thư, thấy nội dung phía trên, nhất thời giật mình. Huyễn Trần Yên lạnh lùng nói, vạn năm sau ta, nói những gì? Diệt Vô Cực môi vù vù động, muốn nói cái gì nhưng không nói ra được, run lẩy bẩy đem giấy viết thư giao cho Huyễn Trần Yên. Huyễn Trần Yên nhận lấy vừa thấy, cũng là ngẩn ngơ. Giấy viết thư bên trên, cũng là một câu truy hỏi. Võ đạo làm bạn, vẫn là người yêu làm bạn. Những lời này, là mới vừa Huyễn Trần Yên truy hỏi Diệt Vô Cực. Không nghĩ tới ở vạn năm sau đó, nàng còn ở truy đuổi hỏi cái vấn đề này, cách nhau vạn năm thời không, chấp niệm như cũ vô cùng nồng nặc. Diệp Thần và Hằng Cổ Thánh Đế gặp được, đều là một hồi chấn động ngạc. Lúc đầu cái vấn đề này, ta lại hỏi tới vạn năm, Diệt Vô Cực, muốn đến vạn năm sau đó, người đã sớm từ bỏ ta, lưu lại ta lẻ loi một người trên đời này, chịu hết cô quạnh khổ sở chứ. Huyễn Trần Yên chữ chữ đắng chát, chữ chữ mang lạnh lùng ý. Diệt Vô Cực hít sâu một hơi, bỗng nhiên bắt tay nàng, cắn răng nói, phu nhân, xin lỗi, ta sai rồi. Ta đáp ứng ngươi, ta không đi, ta muốn lưu lại, ta phải bồi bạn ngươi cả đời. Tiếng nói rơi xuống, Huyễn Trần Yên ngơ ngác ngẩng đầu lên, nói thật. Diệt Vô Cực nói, ừ, là thật. Hằng Cổ Thánh Đế nhướng mày một cái, nói, Vô Cực, nếu như ngươi thật muốn lưu lại, chờ lần sau Công Dã Phong bọn họ lại giết tới, ta không thể nào sẽ ra tay giúp ngươi, ta ngày hôm nay động thủ, đã bại lộ thiên cơ, không thể sẽ ra tay lần thứ hai. Diệt Vô Cực nói, Thánh Đế đại nhân, đa tạ ngươi ý tốt, ta đã làm xong quyết định, ta muốn ở còn dư lại trong thời gian, bầu bạn vợ ta, coi như cuối cùng chúng ta bỏ mình, chỉ ít vậy từng chung một chỗ qua, có thể chết cùng một chỗ, cũng không uổng cuộc đời này. Hằng Cổ Thánh Đế chần chờ một hồi, cuối cùng thở dài một cái, nói, được rồi, đây là đường của ngươi chọn, ngươi không nên hối hận. Diệt Vô Cực nói, ta không hối hận. Hằng Cổ Thánh Đế nói, rất tốt, có thể cùng nơi yêu người, cùng chung cuộc đời còn lại, cũng không coi là phụ lòng, vậy ngươi thật tốt trân trọng, như có cơ hội, ngày khác tạm biệt. Nhỏ rất, chúng ta đi. Phi Giao, ngươi vẫn là lưu lại, hỗ trợ chiếu cố Diệt phu nhân một hai, thời cơ đã đến, lại xuất phát đi thần quốc. Nói xong, Hằng Cổ Thánh Đế mang tai nạn ma nữ, ngự gió bay khỏi đi. Phi Giao trả lời một tiếng, liền lưu lại. Tướng công, Huyễn Trần Yên trong tròng mắt, mang vô tận quyến luyến, Diệt Vô Cực chịu lưu lại, để cho nàng an tâm rất nhiều. Diệp Thần thấy kết cục này, cũng là hơi có chút rung động. Hiện tại ở nơi này phiến trong ảo cảnh, tương lai thời gian tuyến đã thay đổi, chỉ là không biết cuối cùng kết cục như thế nào. Huynh đệ, người đến từ vạn năm sau đó, dự định khi nào thì đi. Diệt Vô Cực cười nhìn Diệp Thần,
tư tưởng tháo ra, hắn cũng là buông lỏng rất nhiều. Diệp Thần nói, ta muốn ở chỗ này tu luyện vạn năm, tạm thời là sẽ không đi. Diệt Vô Cực nói, phải không? Vậy chúc ngươi võ vận xương long, chỉ tiếc ta không thể lại chiêu đãi ngươi, ta rất có thể sẽ bị Công Giã Phong bọn họ để mắt tới, ta không muốn liên lụy ngươi. Diệp Thần nói, vậy ngươi có kế hoạch gì? Diệt Vô Cực nói, ta dự định mang vợ ta, trở về nàng lãnh địa Huyễn Trần Phong, cùng nhau vượt qua còn sót lại 5 tháng, chúng ta sớm muộn sẽ bị Công Giã Phong giết chết, như có cơ hội, ngươi có thể tới Huyễn Trần Phong một chuyến, thay chúng ta thu liễm hải cốt, đem chúng ta táng chung một chỗ. Diệp Thần nói, đừng nói như vậy. Diệt Vô Cực nói, huynh đệ tốt, thật bỏ không được ngươi à. Đáng tiếc vận mệnh vô thường, chúng ta hôm nay lúc này từ biệt, cáo từ. Chắp tay một cái, trịnh trọng tạm biệt Diệp Thần. Diệp đại ca, vậy cáo từ. Huyễn Trần Yên cũng có điểm không thôi, hướng Diệp Thần tạm biệt. Cáo từ. Diệp Thần chắp tay cười một tiếng. Huynh đệ, trân trọng. Diệt Vô Cực tới đây hung hăng ôm Diệp Thần một tí, sau đó mang Huyễn Trần Yên, phi giao rời đi. Diệp Thần đưa mắt nhìn ba người rời đi bóng người, một hồi thổn thức, tựa hồ cảm ngộ được cái gì, đạo tâm mơ hồ muốn đột phá. Ừ. Bỗng nhiên, Diệp Thần cảm thấy Thiên Võ Ngọa Long trải qua tổng cương, tựa hồ khác thường động. Hắn đem kinh thư tổng cương lấy ra, nhưng gặp cấm chế phía trên xiềng xích, rào rào một hồi vang động, lại có thể từng cái hòa tan tháo ra. Cuối cùng, hoàn mỹ kinh thư tổng cương xuất hiện ở Diệp Thần trước mắt, lại cũng không có một chút cấm chế dấu vết, tất cả gông xiềng cũng bị đánh vỡ. Đây là... Diệp Thần thấy một màn này, nhất thời trợn to hai mắt, vô cùng chấn động ngạc. Lúc đầu phá vỡ kinh thư cấm chế, không phải dựa vào man lực, mà là phải dựa vào đạo tâm. Diệp Thần thấy cấm chế tháo ra, mừng rỡ không thôi, cũng là hiểu được. Lúc đầu muốn phá giải Thiên Võ Ngọa Long trải qua cấm chế, không phải dùng sức mạnh, mà là dùng đạo tâm. Đạo tâm cảnh giới đến, cấm chế dĩ nhiên là sẽ giãn ra hòa tan. Mới vừa mắt thấy Diệt Vô Cực và Huyễn Trần Yên sống chết quyến luyến, Diệp Thần cảm ngộ được vận mệnh vô thường đạo lý, võ tổ đạo tâm lập tức lớn tiến bộ lớn, lại phá vỡ Thiên Võ Kinh Thư Tổng Cương gông xiềng. Cái này một tí đánh vỡ, một tiếng nổ, Diệp Thần nhưng cảm thấy cả người huyết mạch sôi trào. Xương cốt rắc 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 vang dội, tất cả tích góp võ đạo nội tình, đều là bị nổ đi ra. Thiên Võ Ngọa Long Kinh, chú trọng hậu tích bạc phát, là giữa thiên hạ tốt nhất kíp nổ, có thể đem thân thể con người tiềm lực, hung mãnh nổ đi ra. Cấm chế gông xiềng mở ra, Diệp Thần rất nhiều tu luyện đạo pháp, đều bị nổ, bát quái thiên đan, thiên tiên cá chép, nắm giữ tiên ma, thái thượng thiên sư, thiên long bát âm, hủy diệt gió bão, lục đạo luân hồi, hồn thể đổi thành vân. Vân, các loại lộng lẫy khoáng đạt khí tượng, lập tức từ Diệp Thần trên mình toát ra. Diệp Thần chỉ cảm thấy, đan điền bên trong rời sông lấp biển, linh lực như sóng lớn vậy mãnh liệt, tu vi mơ hồ muốn đột phá. Ta rốt cuộc phải đột phá. Diệp Thần trong mắt tinh mang bạo sáng, lập tức ngồi xếp bằng xuống, nhưng cảm thấy cảnh giới tu vi muốn đột phá. Mượn Thiên Võ Kinh Thư Tổng Cương năng lượng, Diệp Thần cả người linh khí sôi trào, như nước thủy triều như biển. Tiên đạo ma đạo, Phật đạo luân hồi, hủy diệt mộ đạo vân. Vân khí tượng, hòa làm một thể, vô cùng nguy nga. Thủy nguyên cảnh 6 tầng thiên. Trong nháy mắt, Diệp Thần chính là phát hiện, mình cảnh giới tu vi, từ thủy nguyên cảnh 5 tầng trời, đột phá đến 6 tầng thiên. Vù vù. Khoáng đạt hồng mông đại tinh không, cũng là ở Diệp Thần sau lưng tách thả ra. Trong tinh không, hiện ra một tôn nguy nga bóng người, lại là võ tổ. Đang mở ra kinh thư tổng cương cấm chế sau đó, Diệp Thần hồng mông đại tinh không, cũng là có lột xác, có thể trực tiếp cho gọi ra võ tổ hư ảnh. Khổng lồ võ tổ hư ảnh, trôi lơ lửng ở trong tinh không, dường như muốn chấn áp hoàn vũ, khí thế uy mãnh mà mạnh mẽ, đỉnh thiên lập địa, như muốn chống đỡ đúng phiến thế giới, vô cùng bá đạo. Quá tốt, có cái này tôn võ tổ hư ảnh, ta lại thêm một lá bài tẩy. Diệp Thần vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Lần này đột phá có chút đặc thù, đến từ đạo tâm đột phá, mặc dù là ở ảo cảnh bên trong, nhưng ngoại giới mình chắc hẳn cũng là đột phá. Mấu chốt không chỉ là tu vi tấn thăng như thế đơn giản, thậm chí liền hồng mông đại tinh không cũng thăng cấp, có thể mượn dùng một chút võ tổ lực lượng. Một khi võ tổ hư ảnh, hạ xuống, vậy sợ rằng là long trời lở đất, ngăn cản người tán loạn. Có lá bài tẩy này,
Ở trăm ngày ước hẹn bên trong, Diệp Thần sức lực liền lớn một phần. Rất tốt, tiếp tục tu luyện, ta còn có vạn năm thời gian, mặc dù rất khó bởi vì đạo tâm đột phá để cho ngoại giới ta đột phá, nhưng chờ ta đem hủy diệt đạo ấn, tu luyện tới thất trọng thiên, nhất định sẽ càng cường đại hơn. Diệp Thần nội tâm tràn đầy chiến ý, lúc này tất cả tâm thần đưa vào tu luyện bên trong. Hắn đem hoàng tuyển đồ bên trong thái ất chấn lôi xa, vậy thả ra ngoài, từng luồng cát chảy, còn quấn thân thể xoay tròn. Dựa vào thái ất chấn lôi xa, Diệp Thần dè đặt, ăn cắp trước thái thượng thế giới hủy diệt khí, mặc dù mỗi lần chỉ có thể ăn cắp một chút, nhưng hắn chừng vạn năm thời gian, vô luận như thế nào, đều có thể đột phá tới hủy diệt thất trọng thiên. Thời gian kế tiếp, Diệp Thần chính là một lòng một dạ tu luyện. Rỗi rãnh lúc đó, Diệp Thần biết bói quẻ thiên cơ, suy diễn diệt vô cực, Huyễn Trần Yên hai người số mạng. Bởi vì nơi này là ảo cảnh, thiên cơ suy diễn đặc biệt dễ dàng, cho nên Diệp Thần có thể rõ ràng biết, diệt vô cực và Huyễn Trần Yên sinh hoạt. Hai người trở lại Huyễn Trần Phong sau đó, hai chân đôi tê, ngày tốt không vui. Liên liên Diệp Thần, đều có điểm hâm mộ. Hắn hồi nào lại chẳng muốn, ném xuống mọi phiền não, và rất nhiều hồng nhan cửa, tiêu dao sung sướng đây. Như vậy vội vã qua trăm năm, công giã phong còn không tìm tới cửa, diệt vô cực còn đang hưởng thụ mỹ mãn cuộc sống gia đình tạm ổn. Lúc này, Phi Giao đã chào từ giã, đi thất đại thần quốc, chuẩn bị đối kháng thiên ma họa loạn, là hằng cổ thánh đế tích lũy công đức. Nàng tương lai sẽ trở thành là Phi Giao đại đế, uy trấn thần quốc. Cái này trăm năm trong thời gian, Phi Giao đại đế ở Huyễn Trần Phong bên trong, học được mưa bụi phúc thiên sương mù thần thông, tu vi có vẻ tiến bộ. Diệp Thần biết nàng kết cục, nàng cái này nhất thế sẽ chết đi, sau đó sống lại, cuối cùng trở thành già thiên ma đế hồng nhan chi kỷ vũ chỉ giao, cũng coi là mỹ mãn. Thất đại thần quốc thiên ma họa loạn, cũng không thể ở nàng cái này nhất thế giải quyết, chỉ có thể chờ đến Diệp Thần cái này nhất thế, mới cuối cùng giải quyết hết. Lại vội vã qua 400 năm, thiên rốt cục thì thay đổi. Ngày này, một vòng màu đen mặt trời, mang kinh khủng ngày tận thế thẩm phán hơi thở, hạ xuống đến Huyễn Trần Phong phía trên bầu trời. Hai đạo thân ảnh, từ màu đen mặt trời lộ ra hóa đi ra. Chính là Công Giã Phong và Yên Tịch Kiếm Linh. Ha ha ha, diệt vô cực, tìm ngươi 500 năm, rốt cuộc tìm được ngươi. Yên Tịch Kiếm Linh ngửa mặt lên trời cười to, ánh mắt tràn đầy sát khí. Công Giã Phong đứng ở một bên, mỉm cười vuốt râu, nói Kiếm Linh đại nhân, diệt vô cực người này, hủy diệt đạo ấn rất là mạnh mẽ, cùng giết hắn, nhất định phải lấy ra hắn linh khí, cho ta hấp thu luyện hóa. Lúc này Công Giã Phong đã mò tới thần diệt thiên chiếu công ngưỡng cửa, công pháp một vận chuyển, thì có hắc nhật thiên chiếu khí tượng diễn hóa ra tới, vô cùng cường đại. Nhưng cái này luân màu đen mặt trời, còn xa xa không tới có thể phá diệt thế giới bước, hắn cần càng nhiều hơn hủy diệt nguyên khí, tư bổ tu vi. Yên Tịch Kiếm Linh nói, yên tâm đi, Công Giã tiên sinh, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Công Giã Phong hí mắt cười nói, ha ha, vậy thì tốt. Phía dưới, Huyễn Trần Phong bên trong, diệt vô cực và Huyễn Trần Yên, thấy Công Giã Phong và Yên Tịch Kiếm Linh hạ xuống, nhưng không có gì vẻ khiếp sợ, ngược lại là một mặt bình tĩnh. Hai người tay cặp tay, ẩn tình đưa mắt nhìn đối phương. Bọn họ đã sớm làm xong chuẩn bị tâm tư, có thể làm bạn 500 năm, đã là trời cao ban cho. Yên Tịch Kiếm Linh quát lên, diệt vô cực, ta hỏi ngươi một lần nữa, có chịu hay không đi theo Hồng Thiên Vương? Ta niệm tình ngươi tu vi không dễ, chỉ cần ngươi chịu gật đầu, ta cũng không giết ngươi. Diệt vô cực cười lạnh một tiếng, nói ta diệt vô cực đường đường nam tử hán đại trượng phu, há chịu làm Hồng Thiên Kinh tay sai. Rất tốt, đây là ngươi tự tìm chết, có thể không trách ta. Yên Tịch Kiếm Linh chân mày cao lại, thiên kiếm giết ra, phân quang hóa ảnh, ước chừng diễn hóa ra trăm nghìn thanh phi kiếm, hội tụ thành ngập trời nước lũ, điên cuồng chém chết hướng diệt vô cực. Mà Công Giã Phong, cũng là ngang nhiên ra tay, màu đen mặt trời, nổ bắn ra ra vô cùng kinh khủng hủy diệt ánh sáng. Nhìn từ chân trời phủ xuống vô cùng phi kiếm, hủy diệt gió bão, diệt vô cực và Huyễn Trần Yên vẫn là tay cặp tay, ánh mắt thâm tình nhìn đối phương. Cho đến sát phạt ập lên đầu, hai người thân thể, mới toát ra ánh sáng nóng rực. Oanh! Lại là đồng thời tự bảo. Cuồng bạo hủy diệt nổ, ngay tức thì đem cả tòa Huyễn Trần Phong, đều là tiêu diệt. Yên Tịch Kiếm Linh phi kiếm nước lũ, Công Giã Phong màu đen mặt trời,
cũng bị nổ đợt khí phá hủy. Phốc xích, phốc xích. Hai người đồng thời cuồng phún ra một ngụm máu tươi, ngũ tạng lục phủ bị cực lớn chấn động. Đáng chết, lại có thể tự bảo. Yên Tịch Kiếm Linh sắc mặt rất là khó khăn xem, không nghĩ tới Diệt Vô Cực hai vợ chồng người, vừa thấy mặt liền tự bảo, hoàn toàn không chút do dự nào. Phần này quyết tâm, quả thực làm người ta lộ vẻ xúc động. Kiếm Linh đại nhân, làm thế nào? Công Giã Phong thấy Diệt Vô Cực tự bảo, nhất thời khóc không ra nước mắt, còn lấy là mới có thể có chúng mùa lớn, không nghĩ tới con mồi lại có thể chạy. Còn có thể như thế nào? Đi thôi, đi Nho Thần Cốc lòng đất, Hồng Thiên Vương cho ngươi mang theo một cái mới mẻ võ giả, đối phương cũng là tu luyện hủy diệt đạo ấn, là thứ 250 cái, hy vọng lần này, ngươi thần công có thể đột phá tiến bộ. Yên Tịch Kiếm Linh hừ một tiếng, trong lòng rất là bực mình, nhưng vậy không thể làm gì, chỉ có thể mang Công Giã Phong rời đi. Diệt Vô Cực và Huyễn Trần Yên, hoàn toàn bạo diệt chết. Cả tòa Huyễn Trần Phong, cũng là thành phế tích. Ở xa xa Diệp Thần, nhưng là bắt được nơi này thiên cơ, trong lòng động một cái, biến dạng hư không chạy tới. Làm Diệp Thần đi tới Huyễn Trần Phong thời điểm, nổ hủy diệt gió bão còn không tản đi, trong không khí tràn đầy hơi thở cuồng bạo. Tiền bối, kết cục này, người sẽ hối hận sao? Diệp Thần nhìn trước mắt phế tích, ánh mắt hơi có vẻ thổn thức. Diệt Vô Cực không có lựa chọn võ đạo, mà là lựa chọn cùng người yêu làm bạn, cuối cùng hai vợ chồng người, song song chết bỏ mình. Kết cục này, dĩ nhiên là vô cùng bi thảm. Nhưng, trong người trước khi chết, bọn họ đã hưởng thụ 500 năm hạnh phúc năm tháng, cũng không uổng cuộc đời này. Mà thực tế bên trong, mặc dù Diệt Vô Cực và Huyễn Trần Yên cũng còn sống, nhưng hai người mệnh đồ lận đận, vợ chồng bất hòa, vạn năm tới chịu hết khổ sở, không có một ngày sung sướng ngày. Nhưng cũng không gặp được so với cái này ảo cảnh kết cục thân nhau. Đời người buồn vui, vận mệnh họa phúc, chân thực khó mà dự liệu. À, Diệp Thần thư ra một ngụm chọc khí, lắc đầu một cái, cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, liền ở Huyễn Trần Phong trong phế tích, tìm được Diệt Vô Cực, Huyễn Trần Yên hai người tàn toái hài cốt, đem hai người hợp táng chung một chỗ. Rồi sau đó, Diệp Thần liền ở mảnh phế tích này bên trong, yên lặng tu luyện. Thời gian kế tiếp, ngày bình thường nhàn nhạt, không có bất trắc phát sinh nữa. Tu luyện không năm tháng, thời gian tựa như mũi tên, vạn năm vội vã mà qua. Diệp Thần hủy diệt đạo ấn, rốt cuộc đột phá. Đi qua vạn năm tu luyện tích lũy, giờ khắc này, Diệp Thần trên mình bộc phát ra vô cùng khí tức hủy diệt, nhất trọng trọng hủy diệt đạo ấn, không ngừng xen lẫn hội tụ, để cho Diệp Thần cả người nhìn như, tựa như một tôn ma thần. Hủy diệt đạo ấn thất trọng thiên. Rốt cuộc thành. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Thần ánh mắt như điện, hắn võ đạo nội tình vô cùng là thâm hậu, đột phá muốn so với thường nhân khó khăn gấp trăm ngàn lần, nhưng vạn năm tu luyện tích lũy, vậy đủ để cho hắn lột xác. Một tích tắc này, Diệp Thần là hoàn toàn lột xác. Thất trọng thiên hủy diệt đạo ấn, cuồn cuộn khí tượng, ở Diệp Thần trên mình còn quấn, hung mãnh hủy diệt gió bão, thẳng ngất trời vũ. Không biết là ảo cảnh thời gian đến, vẫn là Diệp Thần khí tức hủy diệt quá lợi hại, toàn bộ ảo cảnh thế giới, đều là một tấc tấc sụp đổ tiêu diệt. Diệp Thần trước mắt Càn Khôn Sơn Hà, dần dần trở thành cho tàn, bị từng mảnh khói hơi nước ải bao phủ. Vô cùng khói mù vần quanh, thế sự như mộng, đời người như huyễn, Diệp Thần đầu một hồi trời đất quay cuồng, chỉ chốc lát sau, tinh thần thoáng lắng xuống, lại mở mắt ra một cái, Diệp Thần chính là phát giác. Mình đã tự ảo cảnh trong thế giới đi ra, lần nữa trở lại Huyễn Trần Phong. Lúc này Diệp Thần, ngồi xếp bằng ở một bụi dưới cây bồ đề, trước mắt là hai cô gái, một cái là Huyễn Trần Yên, một cái là Kỳ Lâm. Này, Diệp Bức Phương, người không có sao chứ? Người ánh mắt, làm sao như thế mê mang? Kỳ Lâm nhanh như chớp con ngươi, quét nhìn Diệp Thần, tựa hồ là ở lo lắng. Kỳ Lâm. Diệp Thần thấy Kỳ Lâm, thần sắc một hồi mê mang. Bởi vì hắn mới vừa từ trong ảo cảnh đi ra, ở bên trong ước chừng vượt qua vạn năm tháng, bỗng nhiên trở lại thế giới hiện thật, tinh thần có chút hoảng hốt. Kỳ Lâm cười nói, là ta à, Diệp Bức Phương, làm sao, người không nhận được ta. Ta ở quay mặt vô vách núi hối lỗi 10 ngày, cũng mau chết ngộp ta, ngày hôm nay ta vừa ra tới, cứ tới đây xem ngươi, hì hì. Diệp Thần vẫn là có chút hoảng hốt, nhìn về phía một bên Huyễn Trần Yên. Nhưng gặp Huyễn Trần Yên trên gương mặt, lại cúp trước hai hàng nước mắt.
Tiền bối, không có sao chứ? Diệp Thần nói. Sư phụ, người tại sao khóc? Kỷ Lâm cũng là ngẩn ra. Kỷ Lâm, người đi ra ngoài trước, ta muốn cùng Diệp Thần nói một chút. Diệp Thần phục hồi tinh thần lại, biết mình đã trở lại thế giới hiện thật, xem Huyễn Trần Yên hình dáng, tựa hồ là mở ra cái gì tư tưởng. À! Kỷ Lâm bĩu môi, lập tức xoay người đi ra ngoài. Tiền bối, đa tạ tương trợ, ta tu vi đã đột phá, muốn đến ở trong ảo cảnh sự tình phát sinh, ngươi cũng nhìn thấy, ngươi vấn đề, đã có câu trả lời. Diệp Thần chắp tay nói cảm ơn. Huyễn Trần Yên tin, hắn đã giao đến Diệt Vô Cực đưa tay trên. Diệt Vô Cực trả lời, là bầu bạn người yêu, buông tha võ đạo, cuối cùng hai người bỏ mình, đây là buông tha võ đạo giá phải trả. Nhưng, trong người trước khi chết, hai người lẫn nhau quyến luyến liền 500 năm, đây là lựa chọn người yêu kết quả, tổng cũng không coi là quá xấu xa. Đa tạ ngươi. Huyễn Trần Yên cười một tiếng, tựa hồ là thích trong lòng, sau đó lại có điểm ngượng ngùng nói. Cái đó, tiểu huynh đệ, có thể hay không sẽ giúp ta một chuyện, thay ta đi một chỗ, mời chồng ta trở về, ta biết hắn ở ẩn cư, như ngươi chịu tương trợ, ta có thể đưa ngươi một đạo cơ duyên. Diệp Thần nói, tiền bối, ngươi là muốn gọi Diệt Vô Cực tiền bối trở về, tướng phu thê tụ. Huyễn Trần Yên gò má một đỏ, nói, không sai, ta năm đó quá quá khích, trách lầm hắn, hắn lựa chọn võ đạo, thật ra thì cũng là vì ta tốt, ta không nên cùng hắn bất hòa. Hụ hụ, cái này. Diệp Thần ho khan hai cái, ngược lại là không nghĩ tới Huyễn Trần Yên chịu trước cúi đầu nhận sai. Không cần tìm, ta ở chỗ này. Vừa lúc đó, một giọng già nua vang lên. Chỉ gặp cả người còng lưng, áo quần đơn sơ ông già, chậm rãi từ bên ngoài đi vào. Lại là Diệt Vô Cực. Tướng công. Huyễn Trần Yên thấy Diệt Vô Cực tới, nhất thời ngẩn ngơ. Phu nhân. Diệt Vô Cực than thở một tiếng, ánh mắt vô cùng bể dâu, tựa hồ là suy tính đến trong ảo cảnh sự việc, biết được hết thảy. Hắn từng bước một đi tới, mỗi một bước đi ra, dưới chân liền toát ra thanh liên. Đỉnh đầu có khói trắng bốc hơi lên lên, trên mặt nếp nhăn nhanh chóng tiêu tán, lại có thể đang khôi phục, trẻ tuổi. Cùng đi tới Huyễn Trần Yên bên người thời điểm, Diệt Vô Cực đã khôi phục được lúc còn trẻ hình dáng, hiển nhiên là tư tưởng tháo ra, tinh thần vậy lung lay. Phu nhân, ta năm đó hẳn lưu lại, mặc dù cuối cùng không tránh được vừa chết, nhưng có thể cùng ngươi chết cùng một chỗ, cũng không uổng cuộc đời này, vẫn tốt hơn hôm nay bộ dáng này. Diệt Vô Cực nắm Huyễn Trần Yên tay. Không khỏi thổn thức. Thế sự vô thường, ai có thể ngờ tới cuộc sống sau này. Tướng công, hôm nay ngươi chịu trở về, chúng ta bắt đầu lại đi. Huyễn Trần Yên mỉm cười cười một tiếng, trong mắt nhưng là mang nụ cười. Diệt Vô Cực gật đầu một cái, nhìn về Diệp Thần nói, Diệp Thần tiểu hữu, lần này vợ chồng chúng ta có thể tháo ra tư tưởng, lần nữa đoàn tụ, may mà ngươi hỗ trợ, ngươi muốn thủ lao gì. Diệp Thần nói, một cái nhấc tay. Tiền bối không nên khách khí, ta hủy diệt mộ đạo, có thể đột phá đến thất trọng thiên, đã là rất cảm ơn hai vị. Diệt Vô Cực khẽ cau mày, nói, nhắc tới, người mới vừa thời điểm đột phá, mặc dù là ở trong ảo cảnh mặt, người bình thường không cảm thấy được, nhưng công giã phong tu luyện thần diệt thiên chiếu công, tinh thần cực kỳ bén nhạy, hắn rất có thể phong tỏa ngươi vị trí, ta đã âm thầm xóa đi thiên cơ, ngươi tạm thời sẽ không bị phát hiện, nhưng sau khi đi ra ngoài. Vẫn là phải cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Diệp Thần trong lòng rét một cái, đúng là, hắn hủy diệt đạo ấn, đã đột phá đến thất trọng thiên, mà đột phá thời điểm khí tượng, rất có thể bị công giã phong bắt được. Tiền bối, ta sẽ chú ý. Diệp Thần tự nhiên cũng là phòng bị, dưới mắt trọng yếu nhất, là cùng Nho Tổ trăm ngày ước hẹn, Diệp Thần chỉ muốn tất cả tâm thần, đối kháng Nho Tổ, chẳng muốn lại chia tim đi kháng nhận định công giã phong. Huyễn Trần Yên cười một tiếng, nói, Diệp tiểu huynh đệ, cái này cái chìa khóa đưa cho ngươi, coi là báo đáp ân tình của ngươi, ta và tướng công ta khó khăn được đoàn tụ, chúng ta đã chẳng muốn lại dính cái gì thế tục sát phạt nhân quả, chỉ muốn ở chỗ này vượt qua cuộc đời còn lại, chìa khóa này sau lưng quan hệ đến một chàng đại cơ duyên, ta cũng không cần, ngươi cứ việc cầm đi. Nàng móc ra một quả, đưa cho Diệp Thần. Đây là... Diệp Thần nhận lấy chìa khóa. Nhưng phát hiện cái này cái chìa khóa, toàn thân ám kim màu sắc, chạm trổ thiên long điêu khắc, khá là lộng lẫy, toàn thể tràn ngập một chút nhàn nhạt hủy diệt huyết khí. Huyễn Trần Yên nói, đây là ta tổ tiên vật lưu lại, là mở ra diệt long táng địa chìa khóa,
Vậy diệt long táng địa, hàm chứa vô cùng là đậm đà hủy diệt linh khí, chồng ta năm đó hủy diệt đạo ấn, tiến cảnh như vậy thần tốc, chính là bởi vì lấy được diệt long táng địa cơ duyên. Bất quá, hắn chỉ lấy vòng ngoài cơ duyên, nồng cốt tạo hóa còn không nhận, diệt long táng địa nơi hạch tâm, năm đó tràn đầy cấm chế, hắn vậy không vào được. Nếu như vạn năm năm tháng trôi qua, vậy cấm chế lực lượng, chắc hẳn cũng đã giãn ra, người có thể đi thử vận khí một chút. Diệt long táng địa sao? Diệp thần ánh mắt đông lại một cái, nắm chìa khóa, vô cùng ma đồng mơ hồ mở, ngược dòng sau lưng thiên cơ. Trong thoáng chốc, Diệp thần trước mắt, liền nổi lên một bức kinh khủng hình ảnh, đó là một phiến tràn đầy tĩnh mịch hơi thở cùng hủy diệt gió bão địa phương, có vô số hình rồng hài cốt mai táng, âm phong hô hô. Điều này hiển nhiên chính là diệt long táng địa, hàm chứa vô cùng phong phú hủy diệt linh khí. Phu nhân, người phải đem diệt long táng địa chìa khóa, đưa cho Diệp thần tiểu hữu. Diệt vô cực nhướng mày một cái. Nguyễn Trần Yên nói, làm sao, người không muốn sao? Người hủy diệt đạo ấn, cũng tu luyện đến cửu trọng thiên, chỗ đó hủy diệt linh khí, đối với người không có chút nào tác dụng, chẳng lẽ ta vẫn không thể đưa người? Diệt vô cực nói, không phải, không phải, phu nhân, người nghe ta giải thích, Diệp thần tiểu hữu mới vừa đột phá, rất có thể đưa tới công giã phong chú ý, nếu như hắn đi diệt long táng địa, tiếp xúc tới khí tức hủy diệt, rất có thể bại lộ khí cơ, bị công giã phong phong tỏa vị trí, vậy thì không ổn. Nguyễn Trần Yên trong bụng rét một cái, tự nhiên cũng biết công giã phong cường hãn, dẫu sao là tu luyện cửu thiên thần thuật thượng vị giả, không phải Diệp thần có thể tùy tiện chống lại. Diệp tiểu huynh đệ, vậy ngươi trăm ngày sau lại đi, ngươi hôm nay mới vừa đột phá, hơi thở còn không hoàn toàn ổn định, vì an toàn khởi kiến, trong thời gian ngắn không muốn đi trước vậy diệt long táng địa, biết không? Trăm ngày sau lại đi sao? Diệp thần sắc mặt cứng đờ, huyết thần và nho tổ có trăm ngày ước hẹn, hắn chính là cần số lớn cơ duyên tạo hóa, không ngừng tăng tiến thực lực thời điểm. Vậy diệt long táng địa cơ duyên, rất thích hợp hắn, hắn chỉ muốn lập tức đi thu lấy. Nhưng hiện tại Huyễn Trần Yên lại nói, muốn chờ trăm ngày sau, mới có thể đi, Diệp thần lại như thế nào có thể nhẫn chịu được. Phu nhân, hắn không thể nào nhịn được, chìa khóa này, vẫn là trăm ngày sau lại cho hắn đi. Diệt vô cực đưa tay muốn đoạt lại chìa khóa, nhưng lại bị Huyễn Trần Yên một mắt trợn mắt nhìn trở về. Ta đưa đi đồ, không có thu hồi lại đạo lý. Hụ hụ, Diệt vô cực một mặt lúng túng, xem ra Huyễn Trần Yên vẫn là lấy trước bộ kia cố chấp tính cách. Diệp thần cười một tiếng, nói, hai vị tiền bối, mọi người có riêng mình duyên phận, các ngươi đã giúp ta rất nhiều, không cần lại là ta bận tâm, ta sẽ tự mình xử lý. Diệt vô cực thở dài một cái, nói, được rồi, vậy ngươi cẩn thận một chút. Diệp thần gật đầu một cái, hướng Huyễn Trần Yên nói, đúng rồi, tiền bối, vậy Kỳ Lâm. Huyễn Trần Yên nói, Kỳ Lâm vậy nha đầu, còn phải tiếp tục ở lại chỗ này, hỗ trợ bố trí huyễn độc thần trận, ta sẽ hút lấy trước kia dạy bảo, coi như là ẩn cư, cũng phải có đủ năng lực tự vệ. Ở ảo cảnh bên trong, Diệt vô cực và Huyễn Trần Yên hai chân đôi tê, nhưng cuối cùng cường địch giết tới cửa, hai người chỉ có thể tự bạo tiêu diệt, chính là bởi vì thực lực không đủ. Mà lần này, Huyễn Trần Yên tự nhiên sẽ không lại ngồi chờ chết, nếu như có thể bố trí xong huyễn độc thần trận, ít nhất có năng lực tự vệ. Kỳ Lâm còn tấm bé, đừng nhường nàng dắt kéo vào. Diệp thần chỉ lo lắng Kỳ Lâm sẽ xảy ra chuyện, dẫu sao sau lưng kẻ địch, nhưng mà thượng vị giả. Huyễn Trần Yên nói, người cứ việc yên tâm, ta so người bất kỳ đều đau yêu nàng, sẽ không để cho vậy nha đầu xảy ra chuyện, nếu như thật xảy ra ngoài ý liệu, ta sẽ thời gian đầu tiên đưa nàng rời đi. Diệp thần nói, vậy thì tốt, ta muốn cùng vậy nha đầu trò chuyện một chút, không biết có thuận tiện hay không. Huyễn Trần Yên cười nói, thuận lợi, thuận lợi. Đa tạ. Diệp thần nói cảm ơn một tiếng, lập tức đi ra ngoài. Kỳ Lâm nhưng ở bên ngoài chờ trước hắn, thấy hắn đi ra, liền cười hì hì chạy tới, nói, Diệp Bức Vương, ta đều nghe được, lúc đầu ngươi như thế quan tâm ta, vậy ta trưởng thành có phải hay không muốn cùng tỷ tỷ cùng nhau gả cho ngươi? Diệp thần bật cười khanh khách, xoa xoa nàng đầu nhỏ, nói, biết nói sao đây, cùng ta tới đây, ta truyền thụ ngươi một chút trận pháp chi đạo. Kỳ Lâm nói, à. Lập tức Kỳ Lâm và Diệp thần cùng nhau, đi tới Huyễn Trần Phong một nơi tĩnh lặng u cốc bên trong. Sư phụ ngươi muốn bố trí huyễn độc thần trận, ta truyền cho ngươi một chút trận pháp bí quyết,
hy vọng ngươi có thể sử dụng được cho. Diệp Thần nghiêm mặt một cái, đem tự thân nắm giữ một ít trận pháp cách nhìn, truyền thụ cho Kỳ Lâm. Nhưng, 45 phút, Kỳ Lâm nơi nào nghe hiểu được. Này, Diệp Bức Vương, ngươi ở trong ảo cảnh vượt qua vạn năm, đầu óc không hư mất sao? Kỳ Lâm hoàn toàn là một bộ không yên lòng hình dáng, còn quan tâm tới Diệp Thần đầu óc. Thật dễ nghe nói, không nên chen miệng. Diệp Thần gõ một tí đầu nàng, trợn mắt nhìn nàng một mắt. Kỳ Lâm le lưỡi một cái, liền không hỏi nữa. Thật ra thì ở trong ảo cảnh mặt, Diệp Thần võ tổ đạo tâm tiến bộ, tinh thần hồn lực cũng có cực lớn tăng lên, coi như là vạn năm ảo cảnh đánh vào, cũng dung chuyển không tới hắn tinh thần. Diệp Thần ở Huyễn Trần Phong bên trong, dừng lại 3 ngày, tận lực hướng Kỳ Lâm giảng giải trận pháp nghĩa sâu xa. Kỳ Lâm, ta phải đi, nếu như có người xấu muốn giết ngươi, ngươi liền bóp vỡ đạo bùa này chiếu, ta sẽ không để ý hết thảy trở lại cứu ngươi. 3 ngày sau, Diệp Thần để lại một đạo phù chiếu, liền nói tạm biệt rời đi. Hắn chính mắt gặp qua cấp trên mạnh mẽ, vô luận là Công Giã Phong vẫn là Yên Tịch Kiếm Linh, đều là vô cùng hung hãn nhân vật. Cái này 2 người. Tu vi so thái thượng thời kỳ tột cùng, suy sụp 7-8 thành, nhưng vẫn là vô cùng đáng sợ. Diệp Thần tự nhiên chẳng muốn Kỳ Lâm xảy ra chuyện, nếu quả thật có phát sinh ngoài ý muốn, hắn sẽ không để ý hết thảy bảo vệ. Diệp Bức Vương, người đối với ta thật là tốt à, đa tạ ngươi. Kỳ Lâm nhận phù chiếu, trong lòng mơ hồ nhưng là có chút cảm xúc. Diệp Thần cười một tiếng, nói thay ta hướng Diệt Vô Cực 2 vị tiền bối nói một tiếng, ta cáo từ trước. Dứt lời, Diệp Thần thân thể bay lên bầu trời, biến dạng hư không rời đi. Diệp Bức Vương, Kỳ Lâm kêu một tiếng, tiến lên trước 2 bước, nhìn Diệp Thần rời đi bóng người, suy nghĩ xuất thần. Nàng thật ra thì còn muốn hỏi một cái vấn đề. Mà Diệp Thần rời đi sau đó, chính là nhanh chóng hướng Diệt Long Táng Địa chạy đi. Nếu Diệt Long Táng Địa và Hủy Diệt 2 chữ có liên quan, Diệp Thần dĩ nhiên là không muốn bỏ qua. Linh Hải Nhi, thay ta che giấu hơi thở, không nên để cho Công Giã Phong phát hiện. Diệp Thần thần niệm truyền về Hoàng Tuyền Đồ bên trong đi, rất cẩn thận kêu Linh Hải Nhi ra tay. Đây là vì an toàn khởi kiến. Diệp Thần hủy diệt đạo ấn, tấn thăng thất trọng thiên thời điểm, hơi thở rất có thể liền tiết lộ, bị Công Giã Phong để mắt tới. Mặc dù Diệt Vô Cực đã ra tay, thay Diệp Thần xóa đi thiên cơ, nhưng lần này, Diệp Thần đi Diệt Long Táng Địa, vẫn là có bại lộ nguy hiểm. Cho nên, trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng, là nhất định. Linh Hài Nhi là địa tâm diệt châu khí linh, hắn đối với khí tức hủy diệt nắm trong tay, đặc biệt tinh chuẩn, đủ để che giấu Diệp Thần hơi thở chập chờn, không để cho người ngoài phát hiện. Chỉ muốn hủy diệt đạo ấn hơi thở, không bộc lộ ra đi, Diệp Thần cũng sẽ không bị Công Giã Phong để mắt tới. Được, ca ca. Linh Hài Nhi đáp ứng, lập tức thúc giục địa tâm diệt châu. Một món nhàn nhạt châu quang quanh quẩn ở Diệp Thần trên mình, thay hắn che lại hơi thở. Không cần thiết đã lâu, Diệp Thần dọc theo chìa khóa nhân quả chỉ dẫn, đi tới vậy phiến cơ duyên chi địa. Đây là một phiến đặc thù bí cảnh cửa, nhưng là trôi lơ lửng ở trên trời bên trong, bị tầng tầng mây mù che lại. Nếu như không phải là có chìa khóa nhân quả chỉ dẫn, Diệp Thần căn bản không thể nào phát hiện nơi này. Trước mắt cửa, là ám kim mài rũa mà thành. Thâm trầm phong cách cổ xưa, trên cửa hội họa trước rất nhiều cổ xưa phi long, những thứ này phi long nhưng là phơi bày đỏ nhạt màu sắc, hơi có vẻ dữ tợn, giống như có máu tươi đọng lại. Nơi này chính là Diệt Long Táng Địa sao? Không biết sẽ có cơ duyên gì chờ ta? Diệp Thần cầm chìa khóa, cắm vào cửa lỗ bên trong, nhẹ nhàng lắc một cái. Rắc rắc. Nhất thời, 2 phiến ám cửa kim loại, chậm rãi từ bên trong mở ra, có không rõ ràng cổ xưa ánh sáng. Từ bên trong tản mát ra. Thái Ất Trấn Lôi Xa, bảo vệ. Diệp Thần cho gọi ra Thái Ất Trấn Lôi Xa, từng viên một sen lẫn sấm sét hơi thở cát, giống như chư thiên tinh thần vậy, còn quấn hắn thân thể xoay tròn. Đồng thời, Diệp Thần đem lôi yểm vậy cho gọi ra tới, làm đủ chuẩn bị. Tôn chủ, muốn đánh nhau sao? Địch nhân ở nơi nào? Lôi yểm hiện thân đi ra, khổng lồ như tu la vậy thân thể, đen nhánh dữ tợn. Trong tay sách cây đinh ba, đằng đằng sát khí. Hắn lần đầu tiên bị Diệp Thần kêu gọi, chỉ cho là có chiến đấu phát sinh. Không phải đánh nhau, cùng ta đi bí cảnh bên trong thăm dò một tí. Diệp Thần ngoắc tay, trước tiên chui vào trước.
Ừm. Lôi Yểm đáp một tiếng, vậy đi vào theo. Hai người đi tới Diệt Long Táng Địa bên trong, nhưng phát hiện trước mắt là liên tiếp mảnh hoang mạc phế tích, khắp nơi đều là trắng hiếu hình rồng hài cốt, gió lớn hô hô, gió cát cuộn sạch, nhưng không thấy được bất kỳ sinh linh tồn tại. Nơi này là nơi nào, tại sao có thể có như thế nhiều Diệt Long thần tộc hài cốt? Lôi Yểm thấy một màn này, nhất thời có chút cảnh giác, nắm chặt cây đinh ba. Diệt Long thần tộc. Diệp Thần có chút nghi ngờ, chưa từng nghe qua con rồng này tộc danh hiệu. Tôn chủ, Diệt Long thần tộc là thời đại thái cổ chủng tộc, sau đó chẳng biết tại sao, trong một đêm toàn bộ chết hết sức, xem ra mảnh địa phương này, là mai táng Diệt Long thần tộc hài cốt nghĩa địa. Lôi Yểm nói, thời đại thái cổ chủng tộc sao? Diệp Thần khẽ cau mày, nếu như là thời đại thái cổ chủng tộc, vậy muốn đến huyết mạch cũng là tương đương cường hãn. Chỉ bất quá năm tháng bể dâu, hiện tại tàn ở lại chỗ này long cốt, linh khí đã hoàn toàn khô kiệt, không cảm ứng được cái gì. Nguyễn Trần Yên tiền bối nói, cái này Diệt Long táng địa, có rất nồng đậm hủy diệt linh khí, nhưng hiện tại nhưng không có gì cả, xem ra là bị Diệt Vô Cực tiền bối tìm tòi cạo sạch sẽ. Diệp Thần ngưng thần cảm ứng bốn phía, cũng không có phát hiện có cái gì khác thường, linh khí đều là rất thông thường tồn tại, cũng không có cái gì khí tức hủy diệt. Mà mảnh sa mạc hoang vu này trong phế tích, có rất nhiều bị vơ vét qua tung tích, rất nhiều thái cổ lưu lại thiên tài địa bảo, đều bị người cầm đi. Hiển nhiên, nơi đây vòng ngoài cơ duyên, đã sớm bị Diệt Vô Cực lấy đi, liền liền hủy diệt linh khí cũng hấp thu sạch sẽ. Diệp Thần muốn tìm cơ duyên nói, chỉ có thể đi càng xâm nhập địa phương. Lập tức Diệp Thần mang Lôi Yểm, dè đặt đi nơi chôn cất chỗ sâu, dọc theo đường đi gió cắt cuồn cuộn, nhưng trừ hoàn cảnh tồi tệ một chút bên ngoài, cũng không có chỗ nào đặc biệt, cũng không có cái gì hung thú làm loạn. Đi thẳng đến hoang mạc cuối phế tích, Diệp Thần nhưng phát hiện nơi này bố trí một tầng cấm chế. Tầng này cấm chế, năng lượng đã đặc biệt yếu kém, căn bản không ngăn được Diệp Thần bước chân. Nguyễn Trần Yên tiền bối quả nhiên nói không sai, so với vạn năm trước, nơi này cấm chế đã giãn ra. Diệp Thần trong lòng động một cái, xem ra cấm chế sau lưng, có thể chính là Diệt Long táng địa cốt lõi nhất địa phương, cơ duyên lớn nhất, cũng có thể núp ở trong đó. Nghĩ tới đây, Diệp Thần bắn ra chỉ, một viên lôi xa bắn ra, oanh một tí nổ, trực tiếp cấm chế nổ tung. Vù vù, cấm chế tan biến, sau lưng nhưng là một tòa thạch thất. Trong thạch thất, chỉ có một bộ bể tan tành bàn cờ, còn có tán lạc đầy đất hắc con cờ trắng. Đây là... Diệp Thần sửng sốt một chút, lại không nghĩ rằng cấm chế sau lưng, lại là như thế đơn giản cảnh tượng. Tôn chủ, nơi này tựa hồ vậy không có gì lớn cơ duyên à. Lôi Yểm nắm kích thân, ngắm nhìn bốn phía, nhưng cũng không có phát hiện bất kỳ khác thường, thậm chí liền một điểm dị thường hơi thở, cũng không có cảm giác được. Nơi này, chính là thật đơn giản một tòa thạch thất, chỉ có một tòa bàn đá, hai tấm băng đá, trên bàn bàn cờ bể tan tành, trên đất con cờ tán lạc. Tựa hồ đã từng có người ở chỗ này đánh cờ. Trừ cái này ra, lại vậy không có chỗ nào đặc biệt. Tại sao có thể như vậy? Diệp Thần cũng là cau mày, còn lấy là có thể được cái gì cơ duyên tạo hóa, nào nghĩ tới lại là bộ dáng này. Không, không thể nào như thế đơn giản, nơi này nhất định là có chút chỗ đặc thù. Diệp Thần lắc đầu một cái, đi vào thạch thất bên trong, tự nhiên không cam lòng lúc này buông tha. Hắn ở thạch thất các nơi, sao sao đả đả, hy vọng có thể tìm xảy ra cái gì cơ quan. Đột nhiên, Diệp Thần gõ một khối gạch đá thời điểm, có một loại khác thường cảm giác, cũng nghe được liền dị thường hồi âm. Có cổ quái, phía sau là không, nhất định là có cơ quan. Diệp Thần ánh mắt bỗng nhiên sắc bén, cái này gạch đá sau lưng là không, nói không chừng ẩn núp có cái gì cơ quan. Bàn tay hắn nắm quyền, đang muốn đánh vỡ gạch đá. Không thể. Nhưng lúc này, Phong Thiên Thương thần hồn hư ảnh, nhưng từ luân hồi mộ địa bên trong bay ra, bỗng nhiên uống trở Diệp Thần. Phong tiền bối, thế nào? Diệp Thần sửng sốt một chút. Ngươi cẩn thận xem, trên vách tường điêu khắc có đặc thù phù văn. Phong Thiên Thương ánh mắt nhìn chằm chằm bốn phía vách tường, trầm giọng nói. Đặc thù phù văn. Diệp Thần chăm chú nhìn vừa thấy, nhưng cái gì vậy không thấy? Không có à? Đừng dùng mắt thường. Dùng hồn lực xem xét. Được. Diệp Thần theo lời làm theo, hồn lực thả ra ngoài, nhất thời, hắn liền thấy, trên vách tường quả nhiên có một từng đạo phù văn, mơ hồ tràn ngập kim quang,
sát phạt nhuệ khí đặc biệt nồng nặc, còn có từng luồng nhàn nhạt ánh sao, không ngừng còn quấn, vô cùng lộng lẫy. Đây là cái gì phù văn? Tốt hơi thở sắc bén. Diệp Thần một hồi kinh ngạc, chỉ cảm thấy trên vách tường phù văn, hơi thở vô cùng là sắc bén, lại có vô thượng thiên kiếm như vậy ác liệt sát phạt khí thế, nếu như không cẩn thận xúc động, sợ rằng không chết cũng phải trọng thương. Phong Thiên Thương nói, nếu như ta không nhìn lầm, đây cũng là một loại tinh văn. Diệp Thần cau mày nói, tinh văn. Phong Thiên Thương nói, không sai, tinh văn, là thái thượng thế giới một loại đặc thù phù văn, lấy thái thượng tinh túc hơi thở là năng lượng, thuộc tính nhiều loại đa dạng, sát phạt, phòng thủ, chữa trị, khu độc, nguyền rủa, tụ khí vân. Vân, có chỗ kỳ diệu. Trước mắt người tinh văn, hẳn là sát phạt thuộc tính bạch đế kim hoàng văn, canh kim sát khí rất nặng, một khi kích phát, người đầu người đều phải bị chặt xuống. Diệp Thần cả kinh nói, như thế lợi hại. Phong Thiên Thương nói, tinh văn là thái thượng thế giới đồ, nhất định phải lấy thái thượng ngôi sao năng lượng, mới có thể khắc họa bố trí, cái này diệt long táng địa người sau lưng vật, tuyệt không đơn giản, lại có thể bố trí ra tinh văn. Diệp Thần nói, tiền bối nhưng có phương pháp phá giải. Phong Thiên Thương nói, cái này bạch đế kim hoàng văn, đường vân tinh vết toàn bộ bị chia rẽ, thành từng cái rời rác ký hiệu, muốn phá giải tuyệt không phải chuyện dễ, ngươi cẩn thận một chút, không muốn phá hoại những thứ kia. Nếu không kích động tinh văn, không chết cũng phải trọng thương. Diệp Thần trong lòng rét một cái, không nghĩ tới đây còn có tinh văn bảo vệ, thạch thất sau lưng, khẳng định cất giấu cái gì. Hắn mong muốn đại cơ duyên, có thể vậy ẩn giấu ở sau lưng. Ca ca, ta tựa hồ vậy gặp qua những phù văn này. Một đạo thanh âm non nớt, từ Hoàng Tuyền Đồ bên trong truyền ra. Linh Hài Nhi hiện thân đi ra, nhìn trên vách tường tinh văn, tựa hồ vậy nhớ lại cái gì. Linh Hài Nhi, người biết cái này tinh văn. Diệp Thần kinh nghi bất định. Linh Hài Nhi nói, ừ, năm đó Thái Thượng Thiên Nữ tỷ tỷ ban cho ta che chở, chính là ở trên người ta, khắc vẽ cái loại này phù văn, nàng nói nếu như có người dám đụng ta, những phù văn này lập tức liền sẽ bùng nổ, mũi nhọn có thể so với vô thượng thiên kiếm, không người có thể ngăn cản được. Linh Hài Nhi là địa tâm diệt châu khí linh, năm đó hắn ở Nho Thần Cốc lòng đất thời điểm, Công Giã Phong liền lom lom nhìn hắn. Hận không được đem hắn chiếm đoạt. Nhưng, bởi vì có Thái Thượng Thiên Nữ che chở, Công Giã Phong không có biện pháp ra tay. Diệp Thần nghe xong Linh Hài Nhi mà nói, nhưng là một hồi kinh ngạc, lúc đầu năm đó Thái Thượng Thiên Nữ ban thưởng che chở, chính là Bạch Đế Kim Hoàng Văn, ước chừng bảo vệ Linh Hài Nhi vạn năm thời gian mới tiêu tán. Liền liền Công Giã Phong, cũng không dám động thủ, có thể tưởng tượng được, cái này Bạch Đế Kim Hoàng Văn, mũi nhọn có nén nhọn giường nào. Diệp Thần nói, Linh Hài Nhi, vậy ngươi có thể phá giải sao? Linh Hài Nhi nói, ca ca, ta cũng không biết, chỉ có thể tận lực thử một chút, ta nhớ vậy Bạch Đế Kim Hoàng Văn toàn cảnh, hy vọng có thể giúp được ngươi. Diệp Thần nói, Phong tiền bối, nếu như trả lại như cũ tinh văn toàn cảnh, có thể hay không phá giải? Phong Thiên Thương nói, nếu như có thể trả lại như cũ, dĩ nhiên là có thể phá rõ ràng. Diệp Thần nói, tốt lắm. Chúng ta trước trả lại như cũ nói sau. Thấy được phá giải hy vọng, Diệp Thần tinh thần nhất thời phấn chấn, lúc này khởi động thái ất chấn lôi xa, diễn hóa ra từng luồng cát, tích tụ trên đất, tạo thành một cái bản bản đồ cát. Sau đó, Diệp Thần lấy kiếm làm bút, vẽ trên vách tường tinh văn, đem rời rác tinh văn ký hiệu, toàn bộ chép xuống. Từng cái cổ xưa phù văn, ở trên bản bản đồ cát dần dần hiện lên. Diệp Thần chán. Nhưng là thấm lộ ra mồ hôi hột. Những thứ này tinh văn, đường vân đặc biệt phức tạp, huyền ảo tinh thâm, hơn nữa tựa hồ mang một cổ minh mông thiên uy, Diệp Thần khắc họa lúc đó, tinh thần hồn lực không ngừng bị tiêu hao, tựa như đang tiến hành một trận đại chiến. Tôn chủ, ta tới giúp ngươi. Lôi Yểm vậy tới trợ giúp, nhắc tới cây đinh ba, dựa theo trên vách tường ký hiệu, một khoản rạch một cái phác họa. Nhưng mà, hắn mới vừa vẽ mấy cái phù văn. Lập tức tinh thần hỗn loạn, gương mặt trắng bệch, phun một ngụm máu tươi phun ra, tựa như gặp phải đả kích khổng lồ. Tà môn, đây là chuyện gì xảy ra? Lôi Yểm kinh hãi không thôi, không dám cử động nữa tác hạ đi. Diệp Thần lắc đầu một cái, giải thích những thứ này tinh văn, là thái thượng thế giới đồ, vô cùng là ảo diệu, khắc họa cần muốn vô cùng mạnh mẽ hồn lực, người hồn lực không đủ, đừng tới nhúng vào. Lôi Yểm trong bụng rét một cái, nói ừ. Sau đó, hắn liền thật nghiêm túc thị đứng nghiêm một bên.
Ca ca, người vậy cẩn thận một chút. Linh Hải Nhi vậy lo lắng Diệp Thần. Diệp Thần nói, không có sao, người dạy ta lại thế nào nguyên là được. Ừ, thiên nữ tỷ tỷ ở trên người ta vẽ tinh văn, hẳn là như vậy. Linh Hải Nhi hai tay bút hoa trước, đeo sau văn cụ thể toàn cảnh, nói cho Diệp Thần. Tinh văn tuy phức tạp, nhưng Linh Hải Nhi học hỏi hơn 10.000 năm, dĩ nhiên là vô cùng quen thuộc, có thể nhớ mỗi một văn lạc vị trí. Diệp Thần ngưng thần nghe, đem từng viên tinh văn phù ấn chép lại, lại căn cứ Linh Hải Nhi chỉ điểm, tổ chức thành hoàn chỉnh tinh văn. Nhưng, trên vách tường tinh văn phù ấn, chân thực quá mức tán loạn, số lượng vậy quá nhiều, Diệp Thần một người vẽ chép, vô cùng là cố hết sức. Ta tới giúp ngươi đi. Phong Thiên Thương thấy vậy, thần hồn lực lượng động một cái, cũng là ở bàn bản đồ cát bên trên, phác họa tinh văn. Đa tạ tiền bối. Diệp Thần thoáng thở phào nhẹ nhõm, có Phong Thiên Thương hỗ trợ, hắn thì ung dung nhiều. Nhưng dù vậy, hai người vẫn là hao tốn ước chừng 3 ngày thời gian, mới đưa hoàn chỉnh tinh văn, hoàn toàn khắc vẽ ra tới. Rốt cuộc hoàn thành. Diệp Thần thư ra một ngụm chọc khí, nhưng gặp bàn bản đồ cát bên trên, là một cái vô cùng huyền ảo hình vẽ, phảng phất là kết giới trận pháp, có vô số đạo cổ xưa đường vân, giống như là thần bí đồ đằng, lại có thể chảy ra từng luồng kim quang. Đây chính là Bạch Đế Kim Hoàng văn sao. Diệp Thần cẩn thận dò xét, vẫn là lần đầu tiên thấy tinh văn, so với bất kỳ trận pháp kết giới cũng phức tạp hơn. Thật là đẹp hay à? Phong Thiên Thương cũng không khỏi khen ngợi. Diệp Thần nói, tiền bối, có thể phá rõ ràng sao? Phong Thiên Thương nói, muốn phá giải tinh văn, cần trước phải tìm được tâm trận, cái này Bạch Đế Kim Hoàng văn tâm trận. Ngay lúc nói chuyện, Phong Thiên Thương ngưng mắt nhìn trên bàn bản đồ cát tinh văn, cẩn thận xem xét mỗi một đạo phù ấn dấu vết, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, chỉ một nơi nói. Là nơi này, quẻ càn tinh vị, quần long không đầu, tâm trận ở nơi này. Cái gọi là tinh văn, nhưng thật ra là một loại trận pháp đặc biệt kết giới, cũng có kỳ môn độn giáp, bát quái sáu hợp đạo lý. Hiện tại Phong Thiên Thương chỉ, chính là quẻ càn tinh vị. Diệp Thần gật đầu một cái, đáp một tiếng, cũng nhìn thấy tâm trận cụ thể chỗ. Sau đó, Diệp Thần đứng dậy, nhìn trên vách tường rời rác phù ấn, lập tức tìm được tương ứng tâm trận. Phá! Diệp Thần một kiếm đâm ra, hướng tâm trận phù ấn đánh tới. Vù vù! Phù ấn chấn động, tại chỗ vỡ vụn. Hu hu hu! Mà theo tâm trận bị phá, một hồi gió lớn thổi qua, trên vách tường tinh văn phù ấn, lập tức toàn bộ tan vỡ, tan thành mây khói, hoàn toàn tiêu tán. Thành công! Diệp Thần thở phào nhẹ nhõm, khẩn trương tâm tình buông xuống. Mới vừa xuất kiếm thời điểm, hắn đã làm xong phòng thủ lui về phía sau chuẩn bị, nếu như phá trận thất bại, kích phát tinh văn, hắn tùy thời có thể chạy trốn. Thật may, cuối cùng không việc gì bất ngờ, tâm trận thuận lợi phá hỏng. Phong Thiên Thương nói, mau xem nơi này có cái gì cơ quan, nơi đây sau lưng chủ nhân, tuyệt không phải hạng người bình thường, lại có thể bố trí tinh văn, thực lực tuyệt không đơn giản. Được. Diệp Thần gật đầu một cái, lần nữa tìm được khối kia dị thường gạch đá, một quyền nổ. Gạch đá vỡ vụn sau đó, bên trong lộ ra một cái ngăn bí mật bên trong có một cái cơ quan. Quả nhiên có cơ quan. Diệp Thần giãy giụa cơ quan, rắc 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 một hồi vang, thạch thất nứt ra một kẽ hở, một cái dũng đạo dưới đất xuất hiện, không biết liền thông hướng nào. Tôn chủ, ta tới dò đường. Lôi Yểm Từ nói với anh Dũng, thân thể thu nhỏ lại thành người bình thường lớn nhỏ, chui vào đường lót gạch bên trong. Phong tiền bối, Linh Hải Nhi, các ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta đi xuống xem. Diệp Thần vậy chui vào đường lót gạch bên trong, một đường đi dưới đất đi tới. Phong Thiên Thương lần nữa trở lại luân hồi mộ địa, Linh Hải Nhi cũng trở về hoàng tuyền đồ bên trong. Diệp Thần và Lôi Yểm, toàn bộ tinh thần phòng bị, dọc theo đường lót gạch tiến về trước. Hai người càng ngày càng sâu nhập, dần dần, lại có thể cảm ứng được một cổ kinh khủng khí tức hủy diệt. Thật là khủng khiếp chập chờn, dưới đất này không biết có cái gì. Lôi Yểm ánh mắt khẽ biến, hắn chỉ cảm thấy dưới lòng đất truyền tới khí tức hủy diệt, so với Diệp Thần còn lợi hại hơn. Phải biết, Diệp Thần hủy diệt đạo ấn, đã luyện đến thất trọng thiên, mà xuống lòng đất khí tức hủy diệt, so hắn còn cường hãn hơn, khẳng định không đơn giản. Phía trước có đại cơ duyên đang chờ ta. Diệp Thần trong mắt như nước tẩy vậy trong trẻo lạnh lùng,
càng đi sâu vào để, hắn càng có một loại cơ duyên phủ xuống cảm giác, các loại nhân quả khí vận thêm thân, dưới đất nhất định có kỳ ngộ. Nghĩ tới đây, Diệp Thần bước nhanh hơn, trực tiếp vượt qua lôi yểm, dẫn đầu chạy về phía dưới đất. Tôn chủ, cẩn thận một chút. Lôi yểm lật đật đi theo lên. Rất nhanh, trước mặt xuất hiện ánh sáng, đường lót gạch cuối đến. Rào. Diệp Thần đi ra đường lót gạch, nhưng đi tới một người vô cùng là đẹp lạ thường thế giới. Cái thế giới này, tựa hồ là một tòa thật to dưới đất lăng mộ, có chôn theo đồ gốm dũng trưng bày, còn có rất nhiều hơn chân quý chôn theo pháp bảo, dược liệu, mỏ sắt vân. Vân, khắp nơi là một tòa tòa cổ xưa bàn thờ Phật, còn có từng ngọn rồng thần pho tượng. Đây là phần mộ sao? Lại có thể như vậy khổng lồ. Lôi yểm ngạc nhiên nhìn bốn phía, cái này phiến cổ mộ, quy mô quá to lớn, thậm chí có thể thấy thành tường xa xa, phảng phất là đem trên đất thành trì, rời đến dưới lòng đất, còn có sông hộ thành tồn tại, nước chảy rào 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 vang dội. Rõ ràng là lòng đất, nhưng nguồn nước lại là lưu động, cũng không biết ngọn nguồn ở nơi nào, đặc biệt thần kỳ. Đi, lại xem. Diệp Thần nhìn phương xa tường thành, vậy cổ kinh khủng khí tức hủy diệt, chính là từ bên trong thành tản mát ra. Tòa cổ mộ này chủ nhân, phỏng đoán cũng là an táng ở bên kia. Diệp Thần lập tức mang lôi yểm, đi thành chỉ phương hướng chạy đi. Dọc theo đường đi, tùy ý có thể gặp chôn theo đồ gốm dũng, nhuộm sơn màu, tướng mạo mài rũa được trông rất sống động, để cho người nhìn có chút phát mao. Còn có vậy từng ngọn rồng thần cự điêu, vô cùng khí phái, dường như muốn chống đỡ đúng phiến thiên địa. Pho tượng nóc, cũng kém không nhiều đụng phải cổ mộ mái vòm. Cái này cổ mộ mái vòm, nạm từng hạt tròn chân quý mã não đá quý, ánh chiếu được đúng phiến cổ mộ, đều là sáng loáng, không có một chút u tối khí tượng. Diệp Thần và Lôi Yểm một đường đi tới trước, rất nhanh là đến dưới tường thành. Cửa thành khóa chặt, hơn nữa còn có sông hộ thành tồn tại. Nơi này có thể sẽ gặp nguy hiểm. Diệp Thần nhìn sông hộ thành, một mắt lại nhìn không thấy đáy. Cũng không biết bao sâu. Hắn mơ hồ tới giữa, có loại nguy cơ cảm giác, muốn vào thành nói, trước hết phải qua sông. Mà đây cái sông hộ thành bên trong, nói không chừng sẽ cất giấu nguy hiểm gì. Thái Ất Chấn Lôi Xa, bảo cắt hạ xuống. Diệp Thần vung tay lên, từng viên một tràn đầy sấm chớp mưa bão hơi thở cát, lập tức từ ở trên tay hắn bay bắn ra, trôi lơ lửng ở sông hộ thành bầu trời. Hô hô hô. Sau đó, gió bão cổn đáng. Đầy trời gió cát, vô căn cứ diễn hóa liền đi ra, tựa như mưa như chút nước vậy, đi mặt sông rơi xuống đi xuống. Cái này Thái Ất Chấn Lôi Xa, có thể diễn hóa ra vô cùng cát, thậm chí là diễn hóa ra một phiến sa mạc lớn, hiện tại Diệp Thần liền muốn dùng cát, đem sông hộ thành san bằng. Nhưng, vô số bảo cát hạ xuống, điều này sông hộ thành, nhưng không có một chút bị san bằng hình dáng, nước chảy như cũ trong suốt, vẫn là sâu không thấy đáy. Ừ. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thần hơi biến sắc mặt, cảm thấy dị thường. Mậu thổ nguyên phù, hạ xuống. Hắn dứt khoát liền mậu thổ nguyên phù, cũng thanh toán đi ra, từng luồng mậu thổ tinh khí, hóa thành vừa dày vừa nặng đất khối nham thạch, đi sông hộ thành bên trong rơi xuống. Nhưng con sông này, vô cùng quỷ dị, tựa như vĩnh viễn vậy không điền đầy, Diệp Thần vận dụng Thái Ất Chấn Lôi Xa và mậu thổ nguyên phù, coi như là một phiến biển cả, đều có thể san bằng. Nhưng hết lần này tới lần khác bổ sung không được một con sông. Tôn chủ, con sông này có chút tà môn, đừng để ý nhiều như vậy, chúng ta trực tiếp bay qua. Lôi yểm nóng nảy hung dữ, thấy sông hộ thành từ đầu đến cuối cũng không điền đầy, chân mày cau lại, dứt khoát cũng không để ý, thân thể nhảy một cái, lập tức liền muốn bay vút đi qua. Đừng xung động. Diệp Thần mặt liền biến sắc, muốn ngăn cản, nhưng đã muộn. Lôi yểm bay đến sông hộ thành bầu trời. Mới vừa vẫn là bình tĩnh con sông, bỗng nhiên cuồn cuộn nổ tung, lật ra sóng gió kinh hoàng, một phiến kim quang, từ trên mặt sông nổi lên. Cái này phiến kim quang, ngưng tụ thành một cái cổ xưa hình đồ đằng lạc. Cái này văn lạc, Diệp Thần nhận được. Là tinh văn. Bạch đế kim hoàng văn. Suy suy suy. Vô số đạo canh kim nhuệ khí, và cuồn cuộn nước chảy hòa chung một chỗ, hóa thành kinh khủng đao kiếm nước lũ, hướng Lôi Yểm chém chết đi. Cái gì? Lôi yểm kinh hãi muốn chết, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có này cùng dị biến. Cái này bạch đế kim hoàng văn sát phạt nhuệ khí, có thể so với vô thượng thiên kiếm, mũi nhọn cực kỳ đáng sợ, tốc độ cũng là cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt,
liền chém tới sát lôi yểm trên thân thể, hắn hoàn toàn liền tránh né thời gian cũng không có. Xì, xì, xì. Trong nháy mắt, lôi yểm thân thể, gặp phải vô số đao kiếm chém phạt, máu tươi văng tung tóe, máu thịt mơ hồ, bị trọng thương, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Phốc thông. Rồi sau đó, lôi yểm đánh rơi đến trong sông đi, thân thể trực tiếp chìm xuống, không thấy bóng dáng, nước sông cũng bị hắn máu tươi nhuộm đỏ. Đáng chết. Diệp Thần thấy vậy, tim đập bịch bịch, không nghĩ tới cái này Bạch Đế Kim Hoàng Văn như vậy lợi hại, lại có thể nhất kích liền bị thương nặng lôi yểm. Phải biết, ban đầu ở Thái Ất Thần Tôn trước mặt, Diệp Thần khiêu chiến lôi yểm thời điểm, cũng là hao phí cực lớn tinh lực, mới miễn cưỡng đem hắn đánh bại. Thằng nhóc, cẩn thận một chút, con sông này, tựa hồ là Bích Thủy Khảm Linh Châu biến thành. Phong Thiên Thương thanh âm, từ luân hồi mộ địa bên trong truyền ra. Bích Thủy Khảm Linh Châu. Diệp Thần nhướng mày một cái. Ừ, Bích Thủy Khảm Linh Châu, là 33 thiên hỗn độn chí bảo một trong, là bát quái hỗn độn, thuộc khảm quẻ, khảm là nước. Hạt châu này, có thể diễn hóa ra cuồn cuộn không dứt nước chảy, liền một ít nhỏ yếu đạo hỏa đều có thể tưới tắt, vô cùng lợi hại. Ta đoán không lầm, hạt châu này phía trên, hẳn khắc vẽ một đạo Bạch Đế Kim Hoàng Văn, một khi cảm ứng được người sống hơi thở, liền sẽ kích hoạt sát phạt, cái đó mọi người, hẳn là không sống nổi. Phong Thiên Thương thở dài một cái, hắn cũng là thấy mới vừa Bạch Đế Kim Hoàng Văn phù hiện lúc đi ra, mới bắt được đầu mối. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, Thái Ất Thần Tôn để cho Lôi Yểm đi theo mình, cái này còn không mấy ngày, Lôi Yểm liền phải bỏ mạng, hắn như thế nào hướng người giao phó. Diệp Thần, dùng ngươi Hoàng Tuyền Thánh Thủy thử một chút, Hoàng Tuyền Thánh Thủy là Vạn Thủy Vương, chí cao vô thượng, nếu như vậy Bích Thủy Khảm Linh Châu còn không nhận chủ nói, người có lẽ có thể trấn áp thu phục. Lúc này, Huyền Hàn Ngọc thanh âm truyền ra ngoài. Được. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, lúc này sử dụng Hoàng Tuyền đồ, đồ quyển mở ra, cuồn cuộn Hoàng Tuyền Thánh Thủy, giống như thác nước vậy, hùng mãnh dòng nước chảy ra, một cổ não tràn vào vậy sông hộ thành bên trong. Cái này Hoàng Tuyền Thánh Thủy, cũng là tương đương với Diệp Thần thân thể một phần chia, một trào rơi xuống đi, cùng nước sông lẫn nhau hỗn hợp, Diệp Thần lập tức cảm giác được, những thứ này nước sông, quả nhiên hàm chứa vô cùng là dư thừa bát quái hơi thở, là khảm quẻ mùi vị. Cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Thần ngay tại đáy sông bên trong, phát hiện một hạt châu. Hạt châu này, toàn thân xanh thẫm màu sắc, giống như ẩn chứa một phiến biển cả, hỗn độn pháp bảo hơi thở đặc biệt nồng nặc, và Đại Hàn Cấn Nhạc Phong, Thái Ất Chấn Lôi Xa là tương thông. Chính là 33 thiên hỗn độn chí bảo một trong, Bích Thủy Khảm Linh Châu. Viên này Bích Thủy Khảm Linh Châu, bề ngoài chạm trổ một bức cổ xưa phức tạp đồ đằng, cẩn thận vừa thấy. Vậy đồ đằng chính là Bạch Đế Kim Hoàng Văn. Phong tiền bối quả nhiên nói không sai, hạt châu này, đúng là khắc một đạo Bạch Đế Kim Hoàng Văn. Diệp Thần thán phục không thôi, cũng không biết là ai, lại có thần thông lớn như vậy, có thể ở hỗn độn trên pháp bảo khắc họa tinh văn. Hạt châu này, rất có thể là cổ mộ chủ nhân pháp bảo, ở lại chỗ này thủ mộ, muốn chém giết hết thảy xâm lấn người. Mà cổ mộ chủ nhân, đã sớm chết. Cho nên, hạt châu này, bây giờ là vô chủ, coi như là một tờ giấy trắng. Diệp Thần Hoàng Tuyền Thánh Thủy, thấm vào đi qua, hạt châu hơi chấn động, tựa hồ là ở kính sợ. Hoàng Tuyền Thánh Thủy, đại biểu sáu đạo suối vàng, có luân hồi thiên uy, thủy thuộc tính pháp bảo, nếu như không có chủ nhân nói, căn bản không thể nào chống lại. Đây là thuộc tính tương khắc đạo lý. Quá tốt, hạt châu này không có chủ nhân, ta có thể trực tiếp tế luyện. Diệp Thần mừng rỡ không thôi. Hàng loạt Hoàng Tuyền Thánh Thủy xông ra, ùn ùn kéo đến vây lại Bích Thủy Khảm Linh Châu. Ông ông ông! Bích Thủy Khảm Linh Châu toát ra chói mắt ánh sáng rực rỡ, cũng không có chút nào kháng cự, đón nhận Hoàng Tuyền Thánh Thủy tẩy rửa, hình như là mãnh hổ dưới móng nhọn dê con, không dám phản kháng chút nào. Khoảnh khắc tới giữa, Diệp Thần tế luyện thành công, thuận lợi thu phục Bích Thủy Khảm Linh Châu. Một món dịu dàng hơi nước, từ hạt châu kia trên tản mát ra. Tràn ngập đến Diệp Thần gân cốt bên trong, hắn nhất thời có loại thần thanh khí sảng cảm giác. Nước biếc ngự linh, mở. Diệp Thần ánh mắt trợn to, một tiếng khẽ quát. Rào. Trước mắt hắn con sông, nhất thời rào 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 tách ra. Lôi yểm vết thương chồng chất thân thể, đang nằm ở đáy nước bên trong. Tôn chủ. Lôi yểm đã là hấp hối hình dáng. Yên tâm, có ta ở đây, người không chết được.
Diệp Thần vung tay lên, bát quái thiên đan thuật thả ra ngoài, thoáng ổn định lôi yểm thương thế, lại đem hắn thu hồi hoàng tuyền đồ bên trong đi, để cho hắn nghỉ ngơi cho khỏe. Lần này, thật may Diệp Thần ra tay mau, kịp thời thu phục Bích Thủy Khảm Linh Châu, không để cho hắn bị tiến một bước tổn thương, nếu không hắn nhất định là phải chết. Hiện tại có bát quái thiên đan thuật chữa trị, lôi yểm nghỉ ngơi một đoạn thời gian, là được khôi phục, cùng trăm ngày ước hẹn tới, hắn như cũ sẽ là Diệp Thần nơi này mạnh mẽ trợ lực. Hạt châu màu u lam, từ đáy sông bốc lên, xoay tít xoay tròn, rơi vào Diệp Thần trong tay. Có hạt châu này, trăm ngày ước hẹn, ta lại thêm một lá bài tẩy. Diệp Thần vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ, đơn thuần là Bích Thủy Khảm Linh Châu, tự nhiên không thể nói có lợi hại dường nào, nhưng hạt châu này trên, nhưng khắc một đạo Bạch Đế Kim Hoàng Văn, sát phạt nhuệ khí đủ để sánh bằng vô thượng thiên kiếm, một khi bộc phát ra, đủ để đối với Nho Tổ tạo thành uy hiếp không nhỏ. Tuy nói phóng thích Bạch Đế Kim Hoàng Văn, nhất định sẽ hao phí ta nhiều nguyên khí, nhưng có thể hơn một lá bài tẩy, vậy là một chuyện tốt. Huyền Hàn Ngọc tiền bối, đa tạ ngươi. Diệp Thần hài lòng, thu hồi hạt châu, thuận tiện hướng Huyền Hàn Ngọc nói cảm ơn. Lần này có thể thu phục Bích Thủy Khảm Linh Châu, tự nhiên phải cảm ơn Huyền Hàn Ngọc chỉ điểm. Huyền Hàn Ngọc nói, không cần cảm ơn, mau vào thành xem một chút đi, trong thành có vô cùng cường đại khí tức hủy diệt, nói không chừng đã vượt qua cửu trọng thiên. Vượt qua cửu trọng thiên. Diệp Thần tim co rút nhanh, hủy diệt mộ đạo có thập trọng, vượt qua cửu trọng thiên, đây chẳng phải là đột phá đỉnh cấp, đạt tới thập trọng đỉnh cấp, đủ để sánh bằng cửu thiên thần thuật. Nếu như có thể hấp thu loại trình độ này hủy diệt năng lượng, Diệp Thần hủy diệt đạo ấn, nói không chừng vẫn có thể đột phá. Nghĩ tới đây, Diệp Thần nhiệt huyết sôi trào, bước chân bay vút, đi tới cửa thành hạ, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Trước đây ở Yên Vũ huyễn cảnh bên trong, Diệp Thần hủy diệt đạo ấn, đã đột phá đến thất trọng thiên, nếu như hiện tại còn có thể đột phá, vậy thì thật là không thể tốt hơn nữa. Đẩy mở cửa thành sau đó, xuất hiện ở Diệp Thần trong mắt, là hết sức là nguy nga lộng lẫy hình ảnh, so bên ngoài còn muốn lộng lẫy rất nhiều, khắp nơi đều là vàng bạc châu báu, thiên tài linh, tất cả loại thuốc, chân quý mỏ sắt, còn có từng viên đặc thù tinh hạch. Những thứ này tinh hạch, in cổ xưa rồng thần đồ đằng, tựa hồ là long tộc bị giết chết sau đó, trong cơ thể khí huyết kết tinh. Chỉ là long tinh, nơi này thì có triệu số, trải ở hai bên đường đi trang sức, vô cùng khí phái. Ra tay thật lớn, cái này cổ mộ chủ nhân, rốt cuộc là ai? Diệp Thần còn nhớ mới vừa gia nhập Diệt Long Táng Địa thời điểm, thấy được một mảng lớn hoang mạc. Vậy trên hoang mạc hiện đầy hình rồng hài cốt, chi chít, đếm vậy đếm không hết. Những cái kia bị giết long, bọn chúng hài cốt chôn ở hoang mạc bên trong, mà khí huyết kết tinh, thì bị trải ở nơi này. Như thế nhiều bảo bối, vừa vặn cầm đi nuôi hoang ma thiên kiếm. Diệp Thần bàn tay một quyển, một cổ linh khí gió bão cuộn sạch ra, đem chung quanh thiên tài địa bảo, tất cả loại thuốc mỏ sắt, còn có vậy số lượng phồn đa long tinh, toàn bộ rời đến hoàng tuyền đồ bên trong đi. Cũng cầm tới đút nuôi hoang ma thiên kiếm. Lấy Diệp Thần trước mắt tu vi, thông thường thiên tài địa bảo, đối với hắn đã không có tác dụng, số lượng lại hơn cũng là bụi đất. Nhưng cái này chút vật liệu, nhưng đặc biệt thích hợp hoang ma thiên kiếm. Hoang ma thiên kiếm còn không hoàn toàn thành hình, chính là cần nuôi thời điểm, cái này Diệt Long Táng Địa trong cổ mộ tài nguyên, đủ để cho hoang ma thiên kiếm tiến hơn một bước trưởng thành. Thời gian đảo mắt, Diệp Thần liền đem trước mắt tài nguyên, toàn bộ rời hết hết. Trước kia đi bí cảnh lịch luyện, luôn có người cùng hắn cướp đoạt bảo bối, mà lần này, không có bất kỳ người tranh đoạt, lập tức vô căn cứ bắt được nhiều tài nguyên như vậy, hắn tâm tình, có thể nói là đặc biệt thoải mái. Ta cơ duyên, còn ở trước mặt. Diệp Thần tiếp tục đi về phía trước, đi tới thành trì cuối, nhưng thấy một tòa điêu long họa phượng cung điện, yên tĩnh đứng sừng sững. Vô cùng bằng bạc, vô cùng khoáng đạt hủy diệt năng lượng. Từ trong cung điện mặt tản mát ra, để cho được bốn phía không gian, đều là vặn vẹo sụp đổ, hiển hiện ra vô cùng vũ trụ tinh không đổ cảnh, vô cùng lộng lẫy. Diệp Thần nhìn đóng chặt cung điện cửa, tim bịch bịch nhảy lên, không biết bên trong cất giấu cái gì. Vì an toàn khởi kiến, Diệp Thần đem trần bia, phong bi, viêm bia vân. Vân luân hồi huyền bi, cũng phóng thích ra ngoài, rất nhiều bia đá còn quấn hắn thân thể, tạo thành một tầng tuyệt đối phòng vệ. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, Diệp Thần mới rẻ đặt, xách sát kiếm, đẩy ra cung điện cửa, sải bước đi đi vào. Rào. Cung điện cửa bị đẩy ra,
một cổ ám ánh sáng màu vàng, chính là bạo dũng nhập Diệp Thần mi mắt. Tia sáng này, còn mang vô cùng là kinh khủng hủy diệt chập chờn, làm người ta nghẹt thở. Thật may, Diệp Thần sớm có chuẩn bị, rất nhiều bia đá hộ thân, ngăn cản hủy diệt gió bão đánh vào, ngưng thần vừa thấy, hắn liền thấy vô cùng là nguy nga hình ảnh. Trước mắt, là một tòa cổ xưa thạch đài. Thạch đài đặc biệt to lớn, cung điện bên trong, cũng chỉ có đá này đài, tựa hồ là dùng thái thượng tinh thạch đúc thành, lấp lánh rực rỡ. Một cái long cốt thi hài, nằm lê lết ở trên thạch đài. Cái này cái long cốt, xương cốt phơi bày ám kim màu sắc, quanh quẩn tầng tầng hủy diệt đạo ấn, cuồng bạo khí thức hủy diệt, cho dù trải qua năm tháng bể dâu, vậy như cũ làm người ta rung động. Cái này cái long cốt, chính là cổ mộ chủ nhân sao? Diệp Thần một hồi kinh ngạc, tòa cung điện này, chắc là ngôi mộ chính. Mà đây cái long cốt, rất có thể, chính là cổ mộ chủ nhân, nó chính là an táng ở chỗ này, trên thạch đài có rất nhiều vật chôn theo, tất cả loại đạo tinh mỏ sắt, tu luyện ngọc giản vân. Vân, những thứ này tu luyện ngọc giản, rất nhiều đều là 33 thiên hồng mông cổ pháp, có thiên long bát âm, thiên tiên cá chép, chu tước xí thiên, tuyệt hàn đế ảnh, thiên cương tuyệt phủ vân. Vân khí tượng, đang không ngừng chìm nổi trước. Nếu như là người bình thường đi tới nơi này, nhất định là muốn nghịch thiên cải mệnh, như thế nhiều hồng mông cổ pháp, tùy tiện một kiện bắt được ngoại giới đi, đều có thể đưa tới không nhỏ gợn sóng. Dĩ nhiên, những thứ này hồng mông cổ pháp, đối với Diệp Thần mà nói, đã không giá trị gì. Lại có thể cầm hồng mông cổ pháp làm vật chôn theo, cái này mộ chủ nhân rốt cuộc là thần thánh phương nào? Diệp Thần kinh ngạc không thôi, suy đoán mộ chủ nhân thân phận, như thế nhiều hồng mông cổ pháp, cũng không phải là người bình thường có thể lấy ra. Bất quá, so với hồng mông cổ pháp, càng làm cho Diệp Thần khiếp sợ, chính là cái này cái long cốt, ẩn chứa hủy diệt linh khí. Vậy hủy diệt linh khí, chân thực quá nồng đậm, cuồn cuộn hình thành gió bão, tràn ngập cung điện mỗi một xó xỉnh. Nếu như không phải là Diệp Thần tu vi cường hãn, hắn hiện tại đã bị hủy diệt gió bão xé nát. Đây là diệt long thần tộc trưởng giáo chí tôn, long chiến giã thi hài. Không nghĩ tới hắn lại chết nơi này. Lúc này, Huyền Hàn Ngọc phát ra thanh âm thán phục, tựa hồ nhìn ra liền mộ chủ nhân thân phận. Diệp Thần nói, diệt long thần tộc, long chiến giã. Huyền Hàn Ngọc nói, không sai, ta nghe qua truyền thuyết lâu đời, năm đó thái thượng thế giới, đã từng phát sinh qua đại động loạn, vậy trận rối loạn, kéo dài ước chừng mấy cái kỷ nguyên, tai biến năm tháng, rất lâu đến làm người ta tuyệt vọng. Ở tràng tai biến kia bên trong, thái thượng thế giới quy luật sụp đổ, thần la, hoang ma, long uyên ba cây thiên kiếm, cũng rơi xuống, còn có một chút thái thượng chủng tộc, cũng không may mắn bị ảnh hưởng đến. Cái này diệt long thần tộc, chính là bị liên lụy chủng tộc, toàn bộ chủng tộc thành viên, đều không may mắn rơi vào hạ vị diệt, ta cũng chỉ là nghe qua truyền thuyết mà thôi. Xem ra truyền thuyết là thật, diệt long thần tộc trưởng giáo, tên là long chiến giã, hủy diệt đạo ấn đã vượt qua cửu trọng thiên. Cái này cái long cốt khí tức hủy diệt, như vậy khủng bố, trừ long chiến giã, không có người nào. Diệp Thần một hồi rung động, nói, vượt qua cửu trọng thiên, há chẳng phải là thập trọng. Xem ra cái này long chiến giã, và công giã phong như nhau, cũng là bất hạnh bị thái thượng tai biến cuộn sạch tồn tại. Nhưng long chiến giã lại càng không may mắn, hắn là toàn bộ tộc cũng rơi, hơn nữa thời gian so công giã phong sớm được nhiều, thời điểm đó vực ngoại, vẫn còn thời đại thái cổ. Thành tựu từ thái thượng thế giới rơi xuống chủng tộc, diệt long thần tộc tự nhiên không giống vật thường, uy danh vang chấn động thái cổ. Huyền Hàn Ngọc nói, không phải, long chiến giã hủy diệt tu vi, còn không đột phá thiên địa, tuy nói vượt qua 9 tầng, nhưng cũng không tới đỉnh cấp. Hủy diệt mộ đạo thứ thập trọng, là huyền diệu khó giải thích cảnh giới, chỉ có đột phá thiên địa hạn chế, mới tính là lên đỉnh đỉnh cấp. Phải không? Diệp Thần trong lòng động một cái. Xem ra hủy diệt mộ đạo, đích xác là bác đại tinh thâm, cho dù vượt qua cửu trọng thiên, cũng khó mà đột phá thiên địa hạn chế. Muốn chân chính đạt tới thập trọng mà nói, phải siêu thoát thiên địa, như vậy thứ nhất, mới có thể đạt đến đỉnh cấp, có đủ để cùng cửu thiên thần thuật sánh ngang uy lực. Loại cảnh giới này, chân thực quá khó khăn, vô luận là thái ất thần tôn, vẫn là diệt vô cực, hay hoặc là long chiến giã, cũng không có đạt tới. Diệp Thần, người có thể thử nghiệm. Hấp thu long chiến giã hài cốt, nói không chừng có thể thừa kế hắn hủy diệt tu vi. Huyền Hàn Ngọc ngưng tiếng nhắc nhở. Hấp thu long chiến giã hài cốt.
Diệp Thần nhìn trước mắt màu vàng sậm long cốt, nhưng là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này long chiến giã, lai lịch như vậy đáng sợ, sau lưng có ngập trời nhân quả, muốn hấp thu nó hài cốt, chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng. Nhưng nếu như hấp thu thành công, Diệp Thần hủy diệt đạo ấn, khẳng định có thể đột phá, trực tiếp tăng vọt bát trọng thiên. Suy nghĩ một chút mấy ngày trước, Diệp Thần còn ở huyễn Trần Phong thời điểm, ở Yên Vũ huyễn cảnh bên trong, ước chừng khổ tu vạn năm, mới khó khăn lắm đột phá, có thể nói vô cùng khó khăn. Nhưng hiện tại, lại có thiên đại cơ duyên, bày ở trước mặt hắn, chỉ cần hấp thu long chiến giã hài cốt, có thể một bước lên trời, lần nữa đột phá, trực tiếp tăng vào tầng 8, có thể nói kinh thế hãi tục. Ta thử một chút. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, như vậy phúc tới tâm linh vậy, đem viêm bia phóng thích ra ngoài. Long viêm thần mạch, mở. Đồng thời, Diệp Thần mở long viêm thần mạch, một đầu hung mãnh hỏa long, lập tức chiếm cứ ở hắn trên thân thể. Long viêm thần mạch, có thể đối với hấp thu long chiến giã hài cốt, sẽ có trợ giúp. Diệp Thần nghĩ như vậy, bàn tay một tấc, đặc biệt cẩn thận, đến gần long chiến giã hài cốt, cuối cùng sờ đi lên. Oanh! Vừa tiếp xúc với long chiến giã hài cốt, Diệp Thần nhất thời cảm thấy, khó có thể tưởng tượng hủy diệt đánh vào, tựa như thiên bách vũ trụ sụp đổ nổ, điên cuồng hướng hắn đánh tới. Không tốt! Diệp Thần sắc mặt chợt biến, tuy sớm có chuẩn bị, nhưng cũng không nghĩ tới cái này hủy diệt năng lượng đánh vào, lại có thể như vậy đáng sợ. Sắc sắc, sắc sắc! Trong thoáng chốc, Diệp Thần cả người xương, không biết bị chấn nứt nhiều ít cây, kịch liệt biến dạng cảm giác đau đớn truyền tới. Mà hắn mới vừa mở ra long viêm thần mạch, còn có tận lực kích hoạt trong cơ thể long tộc huyết mạch, cũng đều bị chấn áp trở về, vần quanh ở trên người hỏa long và long tộc hơi thở, ngay tức thì liền tan thành mây khói. Thật là đáng sợ hơi thở. Diệp Thần rung động lui về phía sau ba bước, thả ra bát quái đan khí, khôi phục gãy mất xương cốt. Thật may hắn vậy tu luyện hủy diệt mộ đạo, cho nên đối với hủy diệt đạo pháp vận chuyển, vô cùng quen thuộc. Nếu không, mới vừa vậy một tí phản chấn đánh vào, hắn đã chết. Huyền Hàn Ngọc nhắc nhở, cẩn thận một chút, long chiến giã lúc còn sống hủy diệt tu vi, vô cùng lợi hại. Diệp Thần nói, như nhân vật cường hãn như vậy, không biết là như thế nào rơi xuống. Huyền Hàn Ngọc nói, hắn đoán chừng là muốn lần nữa phi thăng thái thượng thế giới, kết quả thất bại, mới chết đi, nếu không loại cảnh giới này người, khí vận vô cùng là thâm hậu, và Hồng Thiên Kinh một cái cấp bậc. Cơ hồ không thể nào bị người giết chết, chỉ có thể là phi thăng thất bại, bị thiên phạt lực lượng xóa bỏ. Nếu như ta có thể luyện hóa hắn hài cốt, vậy cũng tốt. Diệp Thần ánh mắt vô cùng nóng rực, long cốt này, vượt quá bao gồm long chiến giã hủy diệt tu vi, còn có hắn lúc còn sống khí vận. Nếu như có thể hấp thu, Diệp Thần không chỉ là thực lực tăng vọt, liền khí vận đều có thể bạo tăng. Nhưng, long cốt này, liền đụng chạm cũng khó khăn, muốn hấp thu. Lại nói dễ vậy sao? Ca ca, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Lúc này, Linh Hải Nhi thanh âm, từ Hoàng Tuyền Đồ bên trong truyền ra. Ngươi có thể giúp ta? Diệp Thần sửng sốt một chút. Ta là Địa Tâm Diệt Châu, đối với khí thức hủy diệt rất tinh tường. Ca ca, ta có thể giúp ngươi, tạm thời chấn áp long cốt này hủy diệt phản chấn. Ngươi nhân cơ hội hấp thu luyện hóa, có lẽ có thể thành công. Linh Hải Nhi hiện thân đi ra. Ánh mắt lấp lánh nhìn vậy long cốt. Hắn muốn chấn áp long cốt hơi thở, để cho Diệp Thần hấp thu. Diệp Thần nói, người có thể chấn đè ép được sao? Linh Hải Nhi nói, ta có thể kiên trì 2 ngày thời gian. Diệp Thần lẩm bẩm nói, 2 ngày, thời gian quá vội vàng, nhưng cũng có thể thử một chút. Thiên cơ cảm ngộ dưới, Diệp Thần cũng không có bắt được quá nguy hiểm hơi thở, cái này 2 ngày khí vận của hắn, vẫn là rất thịnh vượng. Không tới rơi xuống thời điểm. Cho nên, hấp thu long cốt, đáng thử một lần, vạn nhất thành công, đây tuyệt đối là nghịch thiên, coi như thất bại, chí ít sẽ không chết. Được, ca ca, chúc ngươi thành công. Linh Hải Nhi thân thể thoáng một cái, cả người cũng tiến vào Địa Tâm Diệt Châu bên trong, hoàn toàn người bảo hợp nhất. Ông, long lanh trong suốt Địa Tâm Diệt Châu, giống vậy tản mát ra hung mãnh hủy diệt gió bão, không ngừng chấn động. Sau đó vèo đích một tiếng, giống như sao rơi đuổi tháng vậy, phá vỡ hư không, cuối cùng bóp một tí, lại khảm nạm đến long hải cốt chán, phảng phất là một viên cùng bẩm sinh tới long châu. Ca ca, ta chỉ có thể kiên trì 2 ngày. Linh Hải Nhi thanh âm truyền ra, mang một chút dồn dập,
hiển nhiên cũng không thể chống đỡ bao lâu. Diệp Thần ngưng trọng gật đầu, bàn tay lần nữa đụng chạm long cốt. Lần này, hắn không có bị bất kỳ phản chấn. Phản chấn lực lượng, đều bị Linh Hải Nhi chấn áp lại. Nhưng cái này chấn áp, chỉ có thể duy trì 2 ngày, thời gian đặc biệt vội vàng. Muốn ở trong vòng 2 ngày, luyện hóa long chiến giã hài cốt, tuyệt không phải chuyện dễ. Bát quái lò luyện đan, luyện hóa cho ta. Thời gian cấp bách, Diệp Thần cũng không nói nhảm, bát quái đan khí cuồn cuộn bộc phát ra, phá vỡ vô cùng thời không, ở trong hư không, hiển hóa ra một tòa cổ xưa lò luyện đan. Rắc rắc, Diệp Thần bàn tay một chảo, đem đúng cái long hài cốt, vứt xuống bát quái trong lò luyện đan đi, Nhan Tuyền Nhi sử dụng, sẽ ở trong lò luyện đan, trải một tầng thái ất chấn lôi xa. Oanh, Nhan Tuyền Nhi năng lượng, cùng thái ất chấn lôi xa năng lượng, nhất thời bùng nổ. Ngọn lửa cùng sấm chớp mưa bão, ở bên trong lò luyện đan nổ lên. Lúc này, nếu như đem bầu trời tinh thần, vứt xuống Diệp Thần trong lò luyện đan đi, đều phải bị ngay tức thì dung hóa thành cho tấn, cặn bã cũng sẽ không lưu lại. Nhưng là, vậy cái long cốt, nhưng là chút nào không nhúc nhích, trôi lơ lửng ở trong lò luyện đan, thừa nhận vô cùng lửa cháy mạnh cùng sấm chớp mưa bão đánh vào, nhưng không một chút hư hại. Đáng chết, chỉ có thời gian 2 ngày, chỉ dùng bát quái lò luyện đan. Không thể nào luyện hóa. Diệp Thần cắn răng, long cốt so hắn tưởng tượng còn bền hơn cố, trong thời gian ngắn, căn bản không có thể hòa tan. Hồng Mông đại tinh không, lên. Thấy vậy, Diệp Thần bước chân đạp một cái, một phiến vô cùng tinh không sáng chói, lúc này ở sau lưng hắn tạo ra. Ban đầu ở Yên Vũ huyễn cảnh bên trong, Diệp Thần võ tổ đạo tâm lột xác, phá vỡ thiên võ ngọa long kinh tổng cương gông xiềng. Hồng Mông đại tinh không cũng là tiến một bước thăng cấp. Hiện tại, Diệp Thần bàn tay dương ra, vô cùng khoáng đạt tinh không, hướng vậy long cốt chân áp xuống đi. Hắn muốn dùng Hồng Mông đại tinh không, rất miễn cưỡng nuốt lấy cái này hài cốt. Ta cũng không tin, một mảnh tinh không lực lượng, vẫn không thể chấn áp một cái chết đi hài cốt. Diệp Thần cắn chặt hàm răng, Hồng Mông tinh không áp chế gắt gao đi xuống. Vậy cái long cốt, ở vô biên vô tận trong tinh không, tựa như một viên vi trần, lập tức liền bị nuốt hết. Hồng Mông đại tinh không, vậy tương đương với Diệp Thần thân thể một phần chia. Cái này một tí, tinh không chiếm đoạt long cốt, Diệp Thần cũng cảm giác được, long cốt bắt đầu cùng mình gân cốt, một chút xíu dung hợp. Có hiệu quả. Thấy một màn này, Diệp Thần mừng rỡ không thôi. Nhưng, ngạc nhiên mừng rỡ chỉ kéo dài ngay tức thì, lập tức chuyển biến thành đau đớn kịch liệt. Long cốt bên trong truyền ra đáng sợ lực bài xích, kịch liệt bài xích Diệp Thần thân thể, dung hợp căn bản không cách nào tiến hành tiếp. Cái này bài xích, đích thực quá đáng sợ, phảng phất có người dùng ngàn vạn thanh đao kiếm, không ngừng thọt đâm Diệp Thần xương. Ở như vậy đau đớn kịch liệt hạ, coi như là Diệp Thần, cũng là để không chịu nổi, trực tiếp đem long cốt phun ra ngoài. Rào! Long cốt từ Hồng Mông trong tinh không đánh mất ra, ở tinh không mịt mùng nổi bật hạ. Long cốt nhìn như tuy nhỏ bé như ở trước mắt, nhưng nơi năng lượng ẩn chứa, nhưng đủ để xé nát vũ trụ, căn bản không phải Diệp Thần có thể luyện hóa. Huyền Hàn Ngọc thở dài một cái, nói, xem ra muốn luyện hóa long cốt này, phải là có hoàn chỉnh long tộc huyết mạch, chỉ có huyết mạch tương thông, mới có luyện hóa cơ hội, nếu như huyết mạch bất đồng nói, liền sẽ xem ngươi như vậy, gặp phải nghiêm trọng bài xích. Diệp Thần nói, long tộc huyết mạch sao? Trong cơ thể ta cũng có. Vì sao không được? Huyền Hàn Ngọc nói, người long tộc huyết mạch, không đủ thuần khiết, như cũ sẽ bị bài xích. Huyết mạch không thuần sao? Diệp Thần nhướng mày một cái, nhưng bỗng nhiên nghĩ tới huyết long. Huyết mạch hắn không đủ thuần khiết, nhưng huyết long, huyết mạch tuyệt đối mạnh mẽ, có hấp thu long chiến giã hài cốt tư cách. Chỉ có thời gian 2 ngày, nếu như không có thể hấp thu long cốt mà nói, vậy thì hoàn toàn lãng phí. Ta không được. Có lẽ có thể kêu huyết long tới thử một chút. Huyết long nếu như luyện hóa long cốt này, thực lực tuyệt đối bạo tăng, thậm chí đối mặt cường địch, huyết long đều có sức đánh một trận. Nghĩ tới đây, Diệp Thần lập tức câu thông nhân quả, hướng rất xa hư không, phát ra một đạo phù chiếu. Huyết long, ta có đại cơ duyên tặng ngươi. Đạo bùa này chiếu phát ra, Diệp Thần liền tại chỗ chờ đợi, chỉ hy vọng huyết long có thể mau sớm chạy tới. Rất xa trong hư không, huyết long nhận được Diệp Thần phù chiếu. Diệt long thần tộc, long chiến giã. Huyết long cảm nhận được phù chiếu lên nhân quả, ánh mắt một hồi chấn động.
chủ nhân có đại cơ duyên tặng ta. Ở nơi nào? Diệt Long Táng Địa. Huyết Long ngược dòng trước phù chiếu lên nhân quả, nhưng phát hiện sương mù dày đặc, trong chốc lát không thể nhìn thấu. Vậy Diệt Long Táng Địa, dẫu sao là Long Chiến Giã đất chôn xương, có thái thượng hơi thở, Diệp Thần có chìa khóa còn có thể ung dung tìm được, nhưng Huyết Long bằng vào một tấm phù chiếu, cũng không giao dịch thấy rõ. Chỉ còn lại thời gian 2 ngày sao, không biết có kịp hay không. Huyết Long biết thời gian cấp bách, vội vàng điều động toàn thể xác và tinh thần thần, toàn lực ngược dòng phù chiếu lên nhân quả hơi thở. Rốt cuộc, một ngày sau, Huyết Long thành công phá giải, lập tức hiển hóa ra hình rồng, móng vuốt biến dạng hư không, lao tới Diệt Long Táng Địa. Diệt Long Táng Địa, dưới đất lăng mộ bên trong cung điện, Diệp Thần bỗng nhiên cảm giác được, bên ngoài truyền tới một hồi mạnh mẽ oai rồng, nhất thời trong lòng đại hỉ. Huyết Long tới. Oanh! Vân Lôi chào đáng, đế quang hiện lên, Huyết Long thân thể, xuất hiện ở phía ngoài cung điện, lắc mình một cái, rơi xuống đất hóa thành hình người, chạy về phía Diệp Thần, kêu lên. Chủ nhân! Diệp Thần vậy mừng rỡ chạy nhanh đi lên, hai người hung hăng ôm một tí. Vẫn khỏe chứ? Chủ nhân, thật xin lỗi, ta tới trễ. Cũng không coi là quá muộn, còn có một ngày thời gian, vẫn còn kịp. Diệp Thần mang Huyết Long, bước vào cung điện bên trong. Cung điện bên trong, bát quái lò luyện đan để, mà ở bên trong lò luyện đan, nhưng lơ lửng một cái màu vàng sậm long cốt, khí tức hủy diệt cuồn cuộn hô dọn ra, làm người ta nghẹt thở. Đây chính là Diệt Long thần tộc trưởng giáo, Long Chiến Giã hải cốt sao? Huyết Long tâm thần chấn động, chỉ cảm thấy vậy cái long cốt, nội tình cực kỳ khủng bố, nếu như hắn hấp thu luyện hóa, tu vi nhất định phải đột nhiên tăng mạnh. Ừ, ngươi thử nghiệm hấp thu, thời gian quá vội vàng, ta là không được, chỉ có thể xem ngươi. Diệp Thần để cho Huyết Long thử nghiệm luyện hóa, chỉ còn lại một ngày, thời gian ngắn như vậy, Diệp Thần máu rồng không đủ tinh khiết, không có biện pháp hấp thu, chỉ có thể là đem hy vọng đặt ở Huyết Long trên mình. Huyết Long là Diệp Thần lá bài tẩy, nếu như Huyết Long cường đại, Diệp Thần cũng có thiên đại chỗ tốt. Được, chủ nhân, ta lại thử một chút. Huyết Long trong tròng mắt bộc phát ra tinh mang, sau đó quát lên một tiếng lớn. Thái Thượng Thiên Long đảo. Cái này một tí, Huyết Long trực tiếp thi triển ra Thái Thượng Thiên Long nói, cả người đung đưa một tí, biến hóa hình rồng, mỗi một phiến miếng vảy, cũng bắn ra chói mắt huyết quang, oai rồng như hãn biển vậy phách liệt hung mãnh. Chấn động vô số thời không. Bên trong cung điện không gian tuy nhỏ, nhưng Huyết Long thân thể ngăn lại, lập tức nghiền nát vô số tầng không gian, chế tạo ra liền một phiến to lớn hư không thế giới. Hắn thân thể, trôi lơ lửng ở hư không thế giới bên trong, nguy nga mà uy nghiêm, long chảo một nhiếp, liền bắt Long Chiến Giã hải cốt, tầng tầng huyết quang bao trùm đi xuống, muốn phải chiếm đoạt luyện hóa. Diệp Thần đứng ở một bên, hơi có điểm khẩn trương xem chừng. Liền gặp Long Chiến Giã hài cốt, dung nhập vào Huyết Long trong thân thể đi, Huyết Long khởi động Vân Lôi Đế Long Châu, pháp bảo đế quang bạo phát đến mức tận cùng, hòa lẫn Thái Thượng Thiên Long đạo uy áp, bắt đầu luyện hóa. Nhưng, còn chưa tới một nén nhang thời gian, Huyết Long trong con ngươi, lộ ra đặc biệt thống khổ thần sắc, thân thể chấn động một tí, Long Chiến Giã hài cốt chóc liền đi ra. Thất bại sao? Diệp Thần thấy vậy, nhất thời sắc mặt trầm xuống. Huyết Long nói, xin lỗi, chủ nhân. Diệp Thần nói, liền ngươi cũng không được. Huyết Long nói, chủ nhân, Long Chiến Giã là chân chánh Thái Thượng Thần Long, huyết mạch cường hãn, ta mặc dù là thuần chánh Long tộc, nhưng huyết mạch so sánh với, vẫn còn quá yếu, cũng bị nghiêm trọng bài xích. Diệp Thần, liền ngươi đều bị bài xích, vậy cũng khó giải quyết. Long Chiến Giã hài cốt, bao hàm vô cùng kinh khủng hủy diệt năng lượng, còn có nghịch thiên khí vận, nếu như có thể luyện hóa. Vậy đem sẽ có thiên đại chỗ tốt. Nhưng hiện tại, vô luận là Diệp Thần, vẫn là Huyết Long, huyết mạch đều bị nghiêm trọng bài xích, căn bản không biện pháp hấp thu cái này hài cốt. Lớn như vậy cơ duyên, đặt ở trước mắt, nhưng không lấy được, thật đúng là phí của trời. Diệp Thần, dùng ngươi luân hồi huyết mạch thử một chút, luân hồi huyết mạch trấn áp hết thảy, bao trùm chư thiên, nếu là muốn Huyết Long luyện hóa long cốt này, có lẽ muốn mượn ngươi huyết mạch lực lượng. Lúc này, Huyền Hàn Ngọc nhắc nhở lần nữa Diệp Thần. Luân hồi huyết mạch sao? Diệp Thần trong lòng động một cái, cũng biết luân hồi huyết mạch lợi hại. Nhưng, vận dụng bổn mạng huyết mạch năng lượng, nhất định tiêu hao to lớn, có thể sẽ đưa tới yếu ớt. Bỏ mặc,
ngày hôm nay vô luận như thế nào, cũng muốn bắt phần cơ duyên này. Diệp Thần cắn răng, cũng không do dự quá nhiều, lập tức hướng Huyết Long nói. Huyết Long, ta dùng luân hồi huyết mạch, giúp ngươi một tay. Ngươi nếm thử nữa một lần. Dứt lời, Diệp Thần cả người khí huyết cháy, sau lưng mơ hồ tới giữa, nổi lên một tôn thân ảnh khổng lồ. Đó là kiếp trước luân hồi chi chủ bóng người. Huyết Long cả kinh nói, cái gì, chủ nhân ngươi muốn vận dụng huyết mạch lực lượng. Ngươi và Nho Tổ có trăm ngày ước hẹn, nếu như huyết mạch yếu ớt, đến lúc đó nên làm như thế nào? Diệp Thần cười một tiếng nói, nếu như ngươi có thể quật khởi, ta điểm này yếu ớt coi là cái gì? Đừng quên chúng ta có thể lẫn nhau mượn lực, ta cũng có thể mượn dùng ngươi lực lượng. Huyết Long có vẻ cảm kích, nói chủ nhân, trong chốc lát lại không nói ra lời. Diệp Thần nói, mau hấp thu đi, không bao nhiêu thời gian. Khí huyết trào đãng gian, Diệp Thần sau lưng luân hồi chi chủ hư ảnh, càng bàng bạc. Lục đạo luân hồi pháp. Hơn nữa, Diệp Thần còn thả ra lục đạo luân hồi pháp, một cái to lớn luân hồi chi bàn, giống như hỗn độn mặt trời vậy, từ hắn trong lòng bàn tay bay lên. Oanh! Diệp Thần hung hăng một chưởng, luân hồi chi bàn, mang luân hồi huyết mạch thiên uy, đánh vào Long Chiến Giã Hải cốt trên. Trong thoáng chốc, Long Chiến Giã Hải cốt cũng che phủ một tầng luân hồi hơi thở. Huyết Long thấy vậy, móng vuốt đánh ra đạo đạo pháp quyết, hư không một nhiếp, đem Long cốt hút với tay cầm, lần nữa thử nghiệm hấp thu luyện hóa. Thái Thượng Thiên Long, tia máu chiếu sáng. Huyết Long đem Thái Thượng Thiên Long nói, vận chuyển tới liền trình độ cao nhất, cả người tia máu nổ bắn ra, oai rồng minh mông, từng luồng huyết quang như thần liên, quấn quanh ở Long cốt, cũng cùng tự thân dung hợp. Cái này một lần hấp thu luyện hóa, Huyết Long cũng không có cảm thấy bất kỳ ngăn trở. Long Chiến Giã Hài cốt, ở Diệp Thần luân hồi huyết mạch dưới áp chế, tất cả nhân quả, tất cả uy nghiêm, đều bị trấn áp xuống đi, tựa như chỉ là một cái thông thường khung xương, lại cũng không có bất kỳ lực sát thương, vậy không có bất kỳ bài xích. Chủ nhân, đa tạ. Huyết Long cảm kích không thôi, hướng Diệp Thần nói cảm ơn, sau đó tập trung tinh thần, bắt đầu luyện hóa Long cốt. Tận lực nhanh lên một chút, chúng ta chỉ có một ngày thời gian. Diệp Thần ánh mắt ngưng trọng. Duy trì luân hồi huyết mạch vận chuyển, ở bên cạnh phụ trợ trước Huyết Long. Hắn rất rõ ràng, thời gian bách xúc, Linh Hài Nhi chỉ có thể chống đỡ thêm một ngày. Nếu như không có Linh Hài Nhi trấn áp, Long cốt khí tức hủy diệt lần nữa bùng nổ, đến lúc đó, Huyết Long rất có thể rơi vào nguy hiểm. Huyết Long cũng biết thời gian cấp bách, lập tức vận dụng toàn thân linh lực, không ngừng hòa tan trước Long Chiến Giã Hài cốt, đem bên trong năng lượng ẩn chứa cùng khí vận, điên cuồng đoạt vào tay. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Huyết Long chiếm cứ ở trong hư không, nhắm mắt không nhúc nhích, quanh thân huyết quang lững lờ, càng ngày càng đậm hơn, hiển nhiên là hấp thu hàng loạt Long cốt linh khí, thực lực rất nhiều tinh tiến. Huyết Long, còn chưa khỏe sao? Diệp Thần mơ hồ có điểm lo âu, xem Huyết Long lúc này hình dáng, mặc dù luyện hóa Long cốt bộ phận năng lượng, nhưng hiển nhiên còn không hoàn toàn thành công. Mà còn dư lại thời gian, đã không nhiều lắm. Huyết Long nói, chủ nhân, lại cho ta chút thời gian. Long Chiến Giã Hài cốt, năng lượng quá bàng bạc, có thể so với một cái thế giới, khoáng đạt vô cùng, muốn hoàn toàn hấp thu luyện hóa, tuyệt không phải chuyện dễ. Ngay lúc nói chuyện, Huyết Long trên thân hình, tầng tầng đỏ thấm tia máu vặn vẹo, lại có thể hiển hóa ra một bức bức cổ xưa hình ảnh. Hình ảnh này, mang thái cổ nhân quả, là Long Chiến Giã trí nhớ hình ảnh. Đây là, Long Chiến Giã trí nhớ. Diệp Thần nhìn chăm chăm vừa thấy, nhưng gặp vậy từng bức họa lướt qua, giống như thời gian sông dài dòng nước chảy, rung động người tâm thần. Trong hình biểu hiện cảnh tượng, chính là diệt long táng địa. Diệp Thần liền thấy, Long Chiến Giã thân thể vết thương chồng chất, hiện đầy thiên kiếp lôi phạt dấu vết, bên người vây quanh vô số điều rồng thần. Những thứ này rồng thần, trong tròng mắt đều mang thê lương thần sắc, chúng đang thấp giọng khấn cầu, tựa hồ ở là Long Chiến Giã cầu phúc. Long Chiến Giã phi thăng thất bại, bị thiên phạt bị thương nặng. Thoáng chốc tới giữa, Diệp Thần bắt được vô số cổ xưa thiên cơ. Cái này Long Chiến Giã, là Diệt Long thần tộc trưởng giáo, đã từng là Thái Thượng Thần Long, nó muốn lần nữa phi thăng, kết quả thất bại, bị vô cùng thương thế nghiêm trọng, đã không có bất kỳ hy vọng chữa khỏi. Diệt Long thần tộc Long đám người, đang thay hắn khấn cầu. Rào! Bỗng nhiên, bầu trời rạn nứt, rơi xuống một đạo thần quang.
Thần quang bên trong, một cô gái nhẹ nhàng rơi xuống. Cô gái này, tay cầm một thanh trường kiếm, trên thân kiếm chạm trổ một cái trông rất sống động băng hoàng, quanh thân cũng có bách điểu triều hoàng huy hoàng khí tượng, hiển hiện ra. Lại là tay cầm băng hoàng thiên kiếm thái thượng thiên nữ. Thiên nữ đại nhân tới. Quá tốt, trưởng giáo chí tôn được cứu rồi. Cung nghênh thiên nữ đại nhân. Diệt long thần tộc long đám người cửa, rối rít hóa thành hình người, sau đó cung cung kính kính quỳ sụp xuống đất, nghênh đón thái thượng thiên nữ. Lúc đầu bọn họ hướng trời khấn cầu, là muốn mời thái thượng thiên nữ hạ xuống. Trọng thương ngã gục long chiến giã, cũng là khó khăn cua cua thân thể, hóa thành một cái mặc trước phong phú khôi giáp lão tướng, run lẩy bẩy chắp tay nói, tội thần long chiến giã, cung nghênh thiên nữ công chúa. Người phi thăng thất bại. Thái thượng thiên nữ nhìn gặp long chiến giã trọng thương yếu ớt hình dáng, hỏi. Long chiến giã bi thống nói, thuộc hạ bất lực, không thể độ kiếp phi thăng, bị này trọng thương, chờ mong mời công chúa đại nhân thủy ban cho ân từ, cho cứu giúp. Thái thượng thiên nữ nói, thiên kiếp lôi phạt sát phạt thương thế, nơi nào có như thế dễ dàng chữa khỏi. Nếu là ở vạn khư, ta có thể còn có thể cứu ngươi, nhưng nơi này là thiên nhân vực, coi như hao hết toàn bộ vực ngoại tài nguyên. Cũng không thể đối kháng thiên phạt sát thương, càng không thể nào chữa. Long chiến giã thân thể chấn động một cái, nói, vậy thuộc hạ há chẳng phải là. Thái thượng thiên nữ nói, khí số đã hết, người yên nghỉ đi. Long chiến giã sắc mặt thảm biến, liên tiếp lui về phía sau ba bước, tựa hồ không dám tin tưởng, sau lưng rất nhiều long đám người, cũng là vô cùng chấn động, người người sợ hãi. Thái thượng thiên nữ nói, lấy người nội tình, không thể nào phi thăng thất bại. Nhất định là có người ngăn trở ngươi, là ai, nói cho ta hắn tên chữ, ta vì ngươi trả thù. Long chiến giã trần chờ một hồi, tựa hồ đang do dự chút gì, nhưng nghĩ tới mình đã là hẳn phải chết, cũng không có cố kỵ, cắn răng nghiến lợi nói, là Hồng Thiên Kinh. Thái thượng thiên nữ nói, Hồng Thiên Kinh. Long chiến giã nói, chính là, công chúa đại nhân, vậy Hồng Thiên Kinh muốn nhận ta là thú cưỡi, ta không chịu, hắn liền cố ý ngăn trở ta phi thăng. Hại ta độ kiếp thất bại, không chỉ có vô vọng trở lại thái thượng, còn gặp phải thiên phạt sát thương, hôm nay đã là sắp chết. Thái thượng thiên nữ nhàn nhạt gật đầu, nói, được, ta nhớ, sau này có cơ hội, ta sẽ giết chết cái này Hồng Thiên Kinh, vì ngươi trả thù. Long chiến giã nói, tạ công chúa đại nhân. Diệp thần xem tới nơi này, nhất thời mặt mày kinh hãi. Cái này, long chiến giã sau lưng. Lại còn có Hồng Thiên Kinh và Thái Thượng Thiên Nữ nhân quả. Diệp thần rất chấn động, Hồng Thiên Kinh và Thái Thượng Thiên Nữ ân oán, lại có thể truy tố đến nơi này. Nếu như không Hồng Thiên Kinh ngăn trở mà nói, có thể Long Chiến Giã sớm lại lần nữa phi thăng Thái Thượng, cũng sẽ không có bây giờ cơ duyên lưu lại. Hình ảnh tiếp tục. Thái Thượng Thiên Nữ ngự dậy một hồi gió mát, muốn rời đi. Long Chiến Giã nói, công chúa chậm đã. Thái thượng thiên nữ nói, ngươi còn có lời gì muốn nói? Long chiến giã cười thảm nói, tội thần đã là sắp chết, muốn ở trước khi chết, và công chúa hạ một bàn cờ. Thái thượng thiên nữ dừng một chút, cuối cùng gật đầu, nói, được. Lập tức hai người đi tới hoang mạc cuối trong thạch thất, ở bên trong đánh cờ. Thạch thất bên ngoài, rất nhiều long đám người một mặt ảm đạm, xuôi tay hầu hạ trước. Long chiến giã thương thế quá nặng. Một ván cờ còn không hạ hết, miệng phun máu tươi, hai tay run run, đổ bàn cờ. Bàn cờ vỡ vụn, hắc con cờ trắng vậy rơi mất đầy đất. Lúc đầu thạch thất ván cờ, là cái này hai người lưu lại. Diệp thần xem tới nơi này, nhất thời bừng tỉnh hiểu ra. Long tướng quân, thái thượng thiên nữ kêu một tiếng. Long chiến giã phục trên bàn cờ, cũng đã khí tuyệt bỏ mình. À, thái thượng thiên nữ một tiếng thở dài. Trưởng giáo chí tôn, bên ngoài phòng rất nhiều long đám người, thấy long chiến giã chết đi, nhất thời khóc thảm thiết gào khóc, đau đớn không dứt. Thay hắn chuẩn bị hậu sự đi, ta nơi này có ít thứ, đưa cho các ngươi, nếu như Hồng Thiên Kinh lại tới xâm phạm, có lẽ có thể ngăn cản một hai. Thái thượng thiên nữ móc ra một tấm phù chiếu, còn có một hạt châu. Vậy phù chiếu, phía trên in một đạo tinh văn, nhưng là bạch đế kim hoàng văn. Mà hạt châu kia, chính là Bích Thủy Khảm Linh Châu, phía trên giống vậy khắc một đạo bạch đế kim hoàng văn. Để lại hai thứ đồ này, Thái Thượng Thiên Nữ liền hoàn toàn rời đi. Diệt Long thần tộc long đám người cửa, bi thương gào khóc mấy ngày sau đó,
liền bắt đầu xoay sở làm long chiến giã hậu sự. Bọn họ ở Diệt Long táng địa dưới lòng đất, xây dựng một tòa vô cùng xa hoa ngôi mộ, dùng để an táng long chiến giã. Cuối cùng, ước chừng triệu số lượng Diệt Long thần tộc thành viên, tập thể chết theo, và long chiến giã cùng chết đi. Cái này triệu long đám người, bọn chúng hài cốt, chôn ở mờ mịt hoang mạc bên trong. Bọn chúng tinh hồn, hội tụ vào một chỗ, toàn bộ bơm vào đến long chiến giã hài cốt bên trong. Đây là một loại nghi thức cổ xưa, chúng muốn tự mình hy sinh, là long chiến giã tích tụ khí vật, hy vọng long chiến giã có một ngày có thể sống lại, dẫn chúng lần nữa hồi phục, cũng trở lại thái thượng. Triệu long đám người, tập thể chết theo, một màn này hình ảnh, chân thực quá nguy nga, ước chừng 1 triệu cái thiên long, cháy tự thân máu thịt, hiến tế xuất thần hồn, chỉ vì cung phụng long chiến giã. Triệu rồng thần rơi xuống thời điểm, thiên địa cũng bay lên mưa máu, vô cùng mưa máu hội tụ, cuối cùng lại có thể diễn hóa ra liền một phiến khu mới vực. Khu vực này, tên là huyết tử ngục. Huyết tử ngục cảnh tượng, ở trong hình chớp mắt rồi biến mất, nhưng Diệp Thần rõ ràng bắt được, nơi đó có huyết thần nhân quả. Huyết thần đã từng nắm giữ qua huyết tử ngục. Mà đây huyết tử ngục ngọn nguồn, ở nơi này, là triệu rồng thần chết theo, long trời lở đất, dẫn thiên đạo mưa máu tưới mà hình thành địa phương. Mơ hồ tới giữa, Diệp Thần và huyết thần, nhân quả liên lạc đến cùng nhau, tựa hồ từ thời đại thái cổ bắt đầu, liền định trước sẽ gặp nhau. Diệp Thần xem xong tất cả hình ảnh, rung động, chân thực quá rung động, tâm thần thật lâu không thể bình tĩnh. Cũng không biết trải qua bao lâu, Diệp Thần bỗng nhiên nghe được một hồi dồn dập kêu lên. Ca ca, ta không chịu nổi. Nhưng thấy huyết long trong cơ thể, có một hạt châu bay ra, chính là địa tâm diệt châu. Rào. Địa tâm diệt châu ánh sáng hiển hóa, linh hài nhi bóng người nổi lên, non nớt gương mặt một phiến trắng bệch, trán hiện đầy mồ hôi. Linh hài nhi, thế nào? Diệp Thần hơi sững sờ. Linh hài nhi nói, ca ca, thời gian đã đến, ta chống đỡ không nổi nữa. Thời gian đến, ngày này đã qua sao? Diệp Thần có vẻ chấn động, lúc này mới phát hiện một ngày thời gian đã qua, hắn chìm đắm vào ở đó triệu long đám người chết theo trong hình, cũng không cảm giác thời gian trôi qua, hiện tại mới tỉnh ngộ lại. Oanh! Không có linh hài nhi áp chế, long cốt ở giữa khí tức hủy diệt, lần nữa bùng nổ, thậm chí mang một chút thiên kiếp lôi phạt sát thương, hướng Diệp Thần phản chấn tới đây. Không tốt! Diệp Thần hơi biến sắc mặt, ở nơi này cổ khí tức hủy diệt dưới sự xung kích. Hắn thậm chí liền lục đạo luân hồi pháp đều không cách nào duy trì. Luân hồi chi bàn, còn có luân hồi chi chủ hư ảnh, cũng trong nháy mắt bị nghiền nát. Hắn luân hồi huyết mạch, lại cũng không cách nào phụ đến long cốt trên, bị rất miễn cưỡng dung trở về. Diệp Thần cấp tốc lui về phía sau, hóa giải khí tức hủy diệt phản chấn, ánh mắt nhìn về phía huyết long, nhưng thấy vô cùng một màn kinh khủng. Chủ nhân, huyết long trong mắt hiện đầy thê lương vẻ thống khổ. Một ngày thời hạn đi qua, hắn không có thể hoàn toàn luyện hóa long cốt, hiện tại nhất thời được cắn trả. Không có Linh Hài Nhi và Diệp Thần áp chế, long cốt bên trong hủy diệt gió bão, cuồng bạo bài xích, đều là tàn bạo nổ tung, điên cuồng đánh thẳng vào máu thân rồng. Bình bịch bịch, huyết long thân thể các nơi, nổ lên một chùm oành máu bắn tung, vảy rồng tung tóe, có đáng sợ nổ, ở trong cơ thể hắn đụng vào. Đó là long cốt hủy diệt gió bão. Còn có huyết mạch lực bài xích, kịch liệt nổ khí tượng. Mỗi một hạ nổ, đều đủ để hủy diệt một ngôi sao, năng lượng vô cùng dâng trào. Mà huyết long, thừa nhận liên tục nổ, ngũ tạng lục phủ cơ hồ đều bị nổ nát vụn, cả người vết thương chồng chất, máu thịt miếng vảy phiêu bay, vô cùng dữ tợn chật vật. Huyết long, mau đưa long cốt phun ra. Diệp Thần cả kinh thất sắc, chỉ sợ huyết long sẽ bị cắn trả giết chết. Không được, chủ nhân. Ta đã hòa tan long cốt, hoặc là ta thành công luyện hóa, hoặc là ta bị long cốt này đoạt xác. Huyết long vùng vẫy, vô cùng thống khổ nói. Đoạt xác. Diệp Thần sống lưng nhất thời chợt lạnh. Huyết long nói, long cốt này bên trong, lại có triệu long đám người hồn thức, bọn chúng sát ý đặc biệt nồng nặc, muốn chiếm thân xác ta. Gay gâu, những cái kia chết theo long đám người, muốn tạo phản. Diệp Thần sắc mặt đại biến. Ban đầu long chiến giã sau khi chết, bộ hạ triệu long đám người, không cam lòng lúc này tàn lụi, chúng còn muốn trở lại thái thượng, cho nên, chúng hy sinh mình, tinh thần hồn thức cũng hội tụ ở long chiến giã hài cốt trên. Cái này một tí, huyết long hòa tan long chiến giã hài cốt,
nhưng xúc động Triệu Long đám người hồn thức, có bị đoạt xác nguy hiểm. Ca ca, xảy ra đại sự, chúng ta đi nhanh đi. Linh Hài Nhi kéo kéo Diệp Thần ống tay áo, nói. Diệp Thần nói, đi, ngươi muốn đi đi nơi nào? Linh Hài Nhi nói, không phải, ca ca, hiện tại ta không áp chế được long cốt khí tức hủy diệt linh khí nổ dưới, nơi này khẳng định sẽ bị công giã phong phát hiện. Một khi công giã phong tới, vậy thì phiền toái. Hơn nữa, coi như công giã phong không đến, huyết long cũng phải bị đoạt xác, nếu như diệt long thần tộc long đám người, cướp lấy hắn thân thể, Triệu Long đám người lực lượng, tuyệt không phải chúng ta có thể ngăn cản. Diệp Thần vừa nghe, nhất thời trong lòng rét một cái, vậy cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Chủ nhân, người yên tâm, ta sẽ không bị đoạt xác. Huyết Long cắn răng nghiến lợi, khổ khổ chống đỡ, Vân Lôi Đế Long Châu toát ra lóa mắt ánh sáng rực rỡ, vững vàng bảo vệ tâm thần. Diệp Thần nhìn Huyết Long thống khổ dẫy dụa hình dáng, tâm thần cũng là vô cùng là chấn động, vội vàng thả ra Hoàng Tuyền Thánh Thủy, Bát Quái Thiên Đan Thuật, Thiên Tiên Cá Chép Sao, Thái Dương Tiên Hoàng bảo vệ Vân. Vân, chậm tách ra Huyết Long thống khổ, chỉ hy vọng hắn có thể vượt qua cửa ải khó. Công giã phong hẳn không sẽ đến, lần trước hắn bị Nhâm Phi Phàm đánh lui, lần này hẳn không lá gan trở lại. Diệp Thần trợ giúp Huyết Long, lại không có rời đi ý, hắn kết luận công giã phong không dám tới. Linh Hài Nhi nói, được rồi, ca ca, ta cùng ngươi cùng nhau, nhưng ta linh khí tiêu hao quá lớn, đã không có năng lực lại tác chiến. Diệp Thần nói, không sao, ngươi lại đi về nghỉ. Linh Hài Nhi lên tiếng đáp lại nói phải. Liền trở lại Hoàng Tuyền thế giới bên trong. Cổ mộ trong hư không, chỉ còn lại Diệp Thần và Huyết Long hai người, từng cái cổ xưa long ảnh, ở Huyết Long thân thể chung quanh nhấp nhô. Những long ảnh kia, chi chít, giống như ẩn giấu ở trong bóng tối quỷ quái, người người vô cùng dữ tợn, giống như nhìn chằm chằm một đầu con mồi vậy, gắt gao nhìn chằm chằm Huyết Long, chỉ muốn cướp lấy hắn thân thể. Thật ra thì, năm đó long chiến dã chết, đã là khí số đã tiêu hao hết. Hẳn để cho hắn yên nghỉ. Long chiến dã vậy đón nhận vận mệnh, đúng là vậy chuẩn bị yên nghỉ, trước khi chết hủy thác Thái Thượng Thiên Nữ trả thù, vậy coi là giải quyết sau lưng ân oán. Nhưng, hắn bộ trúng cửa, nhưng không cam lòng lúc này thất bại, tình nguyện tập thể chết theo hy sinh, cũng muốn hắn lần nữa sống lại, lần nữa trở lại Thái Thượng thế giới đi. Cái này Triệu Long đám người chấp niệm, đã thành tâm ma vậy tồn tại. Cái này một tí. Huyết Long tương đương với bị Triệu Tâm Ma triền thân, cộng thêm Long chiến dã huyết mạch bản thân lực bài xích, còn có hủy diệt gió bão phá hoại, hắn phải chịu thống khổ cùng áp lực, có thể tưởng tượng được. Chủ nhân, Huyết Long thân thể, đã là máu rầm rề, miếng vảy đều bị lật ngược. Nỗi thống khổ của hắn, quá lớn, nếu như không phải là có Diệp Thần ở bên người, sợ rằng đã sớm không chịu nổi. Không có sao, ta sẽ một mực phụng bồi ngươi. Diệp Thần cắn răng, vô số linh khí hiện lên, bồi dưỡng máu thân rồng. Mà lúc này, thiên nhân vực một nơi bí ẩn, nơi này đứng sừng sững nhất bà cự kiếm, vô số cự kiếm vây quanh, tạo thành một cái sát phạt hừng hực kiếm giới. Kiếm giới bên trong, có hai đạo thân ảnh, đang ngồi xếp bằng, phụt ra phụt vô hơi thở, tựa hồ ở chữa thương. Cái này hai đạo thân ảnh, chính là Yên Tịch Kiếm Linh và Công Giã Phong. Cái này phiến kiếm giới. Trên thực tế là Yên Tịch Thiên Kiếm diễn hóa ra tới thế giới. Lần trước, hai người bị Nhâm Phi Phàm đánh lui sau đó, liền trốn tới nơi này chữa thương. Ồ! Bỗng nhiên, Công Giã Phong mở mắt ra, tựa hồ cảm ứng được cái gì? Yên Tịch Kiếm Linh nhàn nhạt hỏi, thế nào? Lại một lần nữa thua ở Nhâm Phi Phàm dưới quyền, Yên Tịch Kiếm Linh tràn đầy không cam lòng. Bất quá, hắn không hề cho rằng, mình thực lực, có thể so với Nhâm Phi Phàm kém. Lần đầu tiên sa sút là bởi vì là hắn khinh địch, không ngờ tới Nhâm Phi Phàm nắm giữ Cửu Thiên Thần Thuật. Lần thứ hai sa sút là bởi vì là hắn bị Cửu Điên tự bạo nổ bị thương, tự nhiên không thể nào là Nhâm Phi Phàm địch thủ. Kiếm Linh đại nhân, ta bắt được cường hãn vô cùng khí tức hủy diệt, đã vượt qua Cửu Trọng Thiên, kém không nhiều muốn đột phá thiên địa, du ngoạn hủy diệt đỉnh cấp. Công Giã Phong ánh mắt lấp lánh. Sau lưng mơ hồ có thần diệt thiên chiếu ánh sáng thả ra ngoài, mơ hồ và phương xa khí tức hủy diệt đồng tình. Vượt qua Cửu Trọng Thiên, đây chẳng phải là... Yên Tịch Kiếm Linh ánh mắt co giúp một cái, chợt nhớ tới một người cổ xưa vật. Long chiến dã. Ở hắn trong ấn tượng,
hủy diệt mộ đạo tu vi, có thể vượt qua cửu trọng thiên, chỉ có thời đại thái cổ, diệt long thần tộc trưởng giáo chí tôn Long Chiến Giã. Công Giã Phong nói, là Long Chiến Giã, ta bắt được hắn hài cốt hơi thở. Quả nhiên là Long Chiến Giã sao? Năm đó Hồng Thiên Kinh đại nhân, còn muốn thu hắn là ngồi cưng chịu, đáng tiếc hắn không chịu, cuối cùng bị Hồng Đại người mượn thiên kiếp oai, trực tiếp tổn thương nặng, đáng tiếc không biết hắn bỏ mạng ở liền nơi nào. Yên Tịch Kiếm Linh ánh mắt chớp động, tự nhiên cũng biết Long Chiến Giã lợi hại. Thời kỳ tột cùng Long Chiến Giã, thậm chí và Hồng Thiên Kinh là một cảnh giới, tu vi vô cùng cường hãn, kinh khủng kia hủy diệt mộ đạo hơi thở, liền Hồng Thiên Kinh đều phải kiêng kỵ. Năm đó Hồng Thiên Kinh, vì thu lấy Long Chiến Giã là kỵ sủng, thậm chí lấy ra cấm thuật thần diệt thiên chiếu công, muốn làm mồi, nhưng cũng dẫn dụ không nhúc nhích. Nếu như Long Chiến Giã chịu quy thuận nói, vậy Hồng Thiên Kinh và Thái Thượng Thiên Nữ quyết chiến, chưa chắc sẽ bị thua. Mà thần diệt thiên chiếu công, vậy không tới phiên Công Giã Phong tu luyện. Công Giã Phong bấm ngón tay suy tính, không ngừng bắt thiên cơ, chân mày thật sâu nhíu chặt, nói, không biết là ai, xâm nhập Long Chiến Giã cổ mộ, lại có thể vọng tưởng cướp lấy Long Cốt. Yên Tịch Kiếm Linh ha ha cười nhạt, nói, Long Chiến Giã là Thái Thượng Thần Long, hắn hài cốt, há là một người như vậy có thể cướp lấy. Mau dò xét, Long Chiến Giã đất chôn xương, rốt cuộc ở nơi nào, nếu như có thể tìm được nói, Công Giã tiên sinh, người cửu thiên thần thuật, thậm chí có thể trực tiếp viên mãn. Long Chiến Giã tu luyện hủy diệt mộ đạo, tu vi đã vượt qua cửu trọng thiên, nếu như hắn Long Cốt, bị Công Giã Phong đạt được, đây tuyệt đối là nghịch thiên. Một khi hấp thu Long Chiến Giã lưu lại hủy diệt linh khí, Công Giã Phong thần diệt thiên chiếu công, nói không chừng có thể trực tiếp đại viên mãn. Kiếm Linh đại nhân, thiên cơ sương mù dày đặc quá nặng, ta một người đẩy không tra được, xin ngươi hãy tương trợ một hai. Công Giã Phong liền suy tính, trán mồ hôi hột cũng thấm thấu ra, sau lưng mơ hồ có thẩm phán đạo pháp ánh sáng hiện lên, nhưng dù vậy, đều không cách nào tinh chuẩn suy đoán ra Long Chiến Giã cổ mộ vị trí. Hừ, đều đi qua đã nhiều năm như vậy, còn có thiên cơ sương mù dày đặc. Xem ra năm đó truyền thuyết, có Triệu Long đám người, thay Long Chiến Giã chết theo, hẳn là thật, Triệu Long đám người oán niệm, coi như là trải qua vạn cổ, cũng không thể hóa đi. Yên Tịch Kiếm Linh đánh ra thiên kiếm, lúc này vậy bắt đầu suy diễn tính toán. Vù vù, thiên kiếm mũi nhọn, toát ra, vặn cắt thời không, xuyên phá tầng tầng sương mù dày đặc cùng nhân quả. Công Giã Phong cũng là liền bắt pháp quyết, lợi dụng thẩm phán đạo pháp hơi thở, không ngừng phá vỡ nhân quả sương mù dày đặc, và Yên Tịch Kiếm Linh cùng nhau, tìm kiếm Long Chiến Giã đất chôn xương. Cuối cùng, hai người đồng thời bắt được, một bức đáng sợ hình ảnh. Trong hình, hiện lên Diệp Thần và Huyết Long bóng người. Huyết Long thống khổ vùng vẫy, ở vô cùng huyết quang cùng hủy diệt trong bão tố xa vào. Mà Diệp Thần, quanh thân Phật quang đạo mang, không ngừng cút trào, ở bên cạnh nâng đỡ trước Huyết Long. Hai người quanh thân, là chi chít, âm hồn bất tán long ảnh, vô cùng oán niệm ở trong hư không biến dạng, vô cùng khủng bố. Là Diệp Thần thằng nhóc kia. Yên Tịch Kiếm Linh và Công Giã Phong, thấy một màn này, cùng kêu lên kinh hô lên. Lúc đầu mưu đoạt Long Cốt người, lại là hắn. Yên Tịch Kiếm Linh ánh mắt rét lạnh, tự nhiên biết Long Chiến Giã hài cốt giá trị, nếu như rơi vào Diệp Thần trên tay, vậy bọn họ tổn thất, liền quá khổng lồ. Phải biết, Long Chiến Giã thời kỳ tột cùng, nhưng mà vào Hồng Thiên Kinh một cấp bậc tồn tại, coi như hắn từ Thái Thượng đánh mất, coi như hắn bị thiên kiếp lôi phạt sát thương, tu vi hơi thở đã thật to suy kiệt, nhưng khí vận như cũ tồn tại. Diệp Thần nhưng mà luân hồi chi chủ, khí vận vốn là cường hãn, nếu như lại bị hắn đạt được Long Chiến Giã hài cốt, vậy khí vận nhất định là muốn bạo tăng, hừng hực đến không có thể tưởng tượng bước. Kiếm Linh đại nhân, chúng ta nhanh lên một chút lên đường, ngăn cản thằng nhóc kia. Công Giã Phong bắt đầu nôn nóng, Long Chiến Giã hài cốt, hắn vô cùng thèm thuồng, vậy Long Cốt hủy diệt linh khí, nếu như bị hắn hấp thu, đủ để cho thần diệt thiên chiếu công đi về phía viên mãn. Này loại bảo vật, hắn há có thể để cho Diệp Thần đoạt đi. Lập tức Công Giã Phong chỉ muốn lập tức lên đường, chặn đánh Diệp Thần, đem Long Cốt đoạt lại. Ha ha, lại chớ vội nóng này. Yên Tịch Kiếm Linh nhưng là nhanh chóng tỉnh táo lại, hồi tưởng lại mới vừa hình ảnh. Long Chiến Giã hài cốt, nơi nào có như thế dễ dàng luyện hóa. Diệp Thần thằng nhóc kia, nhất định là phải chết, hiện tại Long Chiến Giã hài cốt, hủy diệt linh khí khắp nơi nổ.
còn có huyết mạch bài xích, cùng với Triệu Long đám người đoạt xác cắn trả, hắn khẳng định phải xong đời. Hắn và hắn vậy cái huyết long, cũng sẽ bị long chiến giã hài cốt năng lượng, sống sờ sờ giết chết, chúng ta không cần phải ra tay, cùng bọn họ đều chết hết, lại đi sửa mái nhà dột là được. Công Giã Phong vội la lên, sửa mái nhà dột, nơi nào có như thế đơn giản, Kiếm Linh đại nhân, thời gian không đợi ta, khó khăn được phát hiện long chiến giã hài cốt, còn có Diệp Thần thằng nhóc kia bóng dáng, tuyệt không thể bỏ qua à. Người đều nói thằng nhóc kia là luân hồi chi chủ, khí vận thâm hậu, nơi nào có như thế dễ dàng chết. Cùng hắn bởi vì bất ngờ mà chết, ngược lại không như chúng ta tự mình ra tay, cắt lấy đầu hắn. Yên Tịch Kiếm Linh sắc mặt trầm xuống, nói thằng nhóc kia sau lưng, có Nhâm Phi Phàm bảo vệ, chúng ta thương thế còn không hoàn toàn hết bệnh, không thể tùy tiện ra tay, nếu không đưa tới Nhâm Phi Phàm, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn nội tâm bên trong, từ đầu đến cuối vẫn là vô cùng kiêng kỵ Nhâm Phi Phàm, ở hơi thở không khôi phục trước, không dám tùy tiện lên đường. Công Giã Phong nói, Kiếm Linh đại nhân, ngươi sợ cái gì, Nhâm Phi Phàm thứ nhân vật như vậy, không thể nào tham gia quá sâu, nếu không sẽ bị Vạn Khư sau lưng cao tầng thấy rõ, khoảng cách hắn lần trước ra tay còn không bao lâu, ta kết luận lần này, hắn tuyệt không dám ra hiện, chúng ta có thể yên tâm động thủ. Yên Tịch Kiếm Linh thần sắc âm trầm, nói ta nói, chờ là được, không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Công Giã Phong ánh mắt cũng là trầm xuống, im lặng đứng dậy, chắp tay một cái nói, Kiếm Linh đại nhân, nếu ngươi không dám ra tay, vậy ta không thể làm gì khác hơn là mình đi trước, chờ ta tin tức tốt, ta sẽ đem thằng nhóc kia đầu người, mang về hiến tặng cho ngươi. Dứt lời, Công Giã Phong tay không biến dạng hư không, lại là trực tiếp rời đi, chạy về phía Diệt Long Táng Địa. Công Giã tiên sinh. Yên Tịch Kiếm Linh có vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Công Giã Phong lại dám không nghe hắn nói, hành động một mình. Lão này, là muốn tạo phản. Yên Tịch Kiếm Linh bóp nặn bàn tay, khớp xương rắc 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 vang dội, trong phảng phất cảm thấy có điểm không ổn. Hiện tại Công Giã Phong tu luyện thần diệt thiên chiếu công, đã sắp chân chính luyện thành. Nếu như là ở thời đại thượng cổ, coi như Công Giã Phong thần công đại thành, Yên Tịch Kiếm Linh vậy có nắm chắc áp chế. Nhưng hiện tại, Hồng Thiên Kinh đã bị phong ấn, một khi Công Giã Phong cánh cứng rắn, muốn thoát khỏi trói buộc, thậm chí cắn ngược một cái, hắn cũng không có tuyệt đối chắc chắn có thể trấn áp. Ánh mắt lóe lên tới giữa, Yên Tịch Kiếm Linh trong lòng lướt qua vô số ý niệm, ẩn nhiên là có ý định giết người lững lờ. Bên kia, huyết tử ngục bên trong. Huyết thần chấp trưởng khắc tình ly hỏa kiếm, thu phục kim nghê thú tộc, cũng khôi phục thời kỳ tột cùng 80% lực lượng. Trực tiếp trở thành huyết tử ngục nắm giữ. Huyết tử ngục bên trong, rất nhiều thế lực, đều nặng mới đầu tựa vào huyết thần dưới quyền. Huyết thần thanh thế, không biết so với trước đó lớn mạnh nhiều ít, cho dù lại đối mặt Nho Tổ, coi như không địch lại, chí ít cũng sẽ không giống hơn nữa ngày xưa như vậy chật vật. Mắt xem trăm ngày ước hẹn, một chút xíu ép tới gần, huyết thần cũng là không có buông lỏng, ở huyết tử ngục bên trong tu luyện. Đột nhiên, huyết thần ngẩng đầu nhìn trời. Tựa hồ cảm ứng được cái gì? Huyết tử ngục nhân quả nguyên địa, truyền tới dị động, là ai? Huyết thần suy nghĩ xuất thần. Huyết tử ngục, là một phiến vô cùng chỗ đặc thù, ở thời đại Thái Cổ tạo thành. Năm đó thời đại Thái Cổ, Diệt Long thần tộc chịu chết theo, dẫn được thiên đạo mưa máu phiêu sái, mới cuối cùng hình thành huyết tử ngục. Cho nên, huyết tử ngục nhân quả ngọn nguồn, ở Diệt Long táng địa bên trong. Giờ khắc này, huyết thần rõ ràng cảm giác được, Diệt Long táng địa bên kia truyền tới dị động. Nếu là có thể tìm được Diệt Long táng địa vị trí, ta nói không chừng có thể cướp lấy lớn hơn cơ duyên. Huyết thần ánh mắt sắc bén, lập tức thi triển ra thời gian mộ đạo, không ngừng suy diễn năm tháng, ngược dòng trước nhân quả ngọn nguồn vị trí. Hắn trí nhớ hàng loạt sau khi khôi phục, cũng biết Diệt Long táng địa truyền thuyết. Trong truyền thuyết Thái Thượng Thần Long, Long chiến giã, chính là mai táng ở Diệt Long táng địa bên trong. Nếu là có thể luyện hóa Long chiến giã hài cốt, hắn đủ để một mình chính diện chống lại Nho Tổ. Mênh mông thời gian pháp tắc vận chuyển, huyết thần không ngừng thôi diễn, cuối cùng nhưng bắt được một chút quen thuộc hơi thở. Diệp thần, là Diệp thần, hắn lại có thể ở Diệt Long táng địa. Huyết thần con người có giúp một cái, nhưng là cảm thấy Diệp thần nhân quả hơi thở, tương đương không ổn. Tựa hồ là gặp nguy hiểm, lớn hơn họa ập lên đầu. Có người muốn giết Diệp thần, Kim Nghê lão tổ, chúng ta triệu tập người, ra đi cứu viện.
huyết thần ra lệnh một tiếng, cho đòi tới kim nghê thú tộc lão tổ, biến chứng ra một đạo phù chiếu, triệu tập huyết tử ngục bên trong rất nhiều cường giả. Các nhà các phái các cường giả, thấy huyết thần phù chiếu hạ xuống, đều là khiếp sợ. Bọn họ còn lấy là, phải chờ tới trăm ngày ước hẹn bắt đầu, mới là quyết chiến thời điểm, không nghĩ tới hiện tại thì phải chiến đấu. Theo ta tiến vào diệt long táng địa, cứu viện diệp thần. Huyết thần cưỡi kim nghê thú, tay xách ly hỏa kiếm, ánh mắt tràn đầy chiến ý, gào thét giết ra huyết tử ngục, chuẩn bị đi diệt long táng địa. Mà cổ mộ bên trong, diệp thần đang bồi bạn huyết long, khổ khổ chống đỡ. Có người đang dòm ngó ta. Bỗng nhiên, diệp thần cảm thấy có người ở sau lưng rình rập, thiên cơ đẩy ngược dưới, lập tức liền thấy rõ ra rình rập người thân phận. Là Công Giã Phong và Yên Tịch Kiếm Linh. Nơi này khí tức hủy diệt nổ, quả nhiên là bị Công Giã Phong phát hiện. Diệp thần chỉ biết là Công Giã Phong, ngược lại không có phát hiện huyết thần nhân quả. Bởi vì, huyết thần là vận dùng thời gian mộ đạo suy diễn, thời gian pháp tắc bí ẩn, không dễ dàng thấy rõ, giống như đời người hậu thế, rất dễ dàng coi thường thời gian trôi qua, bất giác năm tháng vội vã. Chủ nhân, tựa hồ có cường địch muốn tới, người đi mau. Huyết Long vậy cảm ứng được cái gì, thúc giục Diệp Thần nhanh lên một chút rời đi. Hiện tại Huyết Long cả người miếng vảy mơ hồ, Long chiến giã hài cốt cắn trả, hung hăng hành hạ hắn, hắn ngay cả lúc nói chuyện, đều có máu tươi nôn mửa ra, trong tròng mắt đều là không rõ ràng vẻ thống khổ. Không, ta không thể đi. Diệp Thần cắn răng, biết Huyết Long vô cùng là thống khổ, nếu như hắn đi, không có hắn thuật pháp chậm tách ra, cũng không cần Công Giã Phong động thủ. Huyết Long lập tức sẽ bị cắn trả mà chết. Ha ha ha, cũng không cần đi, ngày hôm nay cũng cho ta chết ở chỗ này đi. Bỗng nhiên, tiếng cười lớn vang lên. Một vòng đen nhánh mặt trời, ở trong hư không tách thả ra. Một đạo thân ảnh già nua, mang cuồn cuộn xét xử thiên uy, từ mặt trời bên trong chậm rãi bước ra. Chính là Công Giã Phong. Công Giã Phong, là ngươi. Diệp Thần thấy Công Giã Phong hạ xuống. Nhất thời sắc mặt đại biến, lại nhìn chung quanh, nhưng không có thấy Yên Tịch Kiếm Linh. Cái đó Kiếm Linh đâu? Hừ, đối phó các ngươi hai cái phế vật, còn cần Kiếm Linh đại nhân ra tay. Lão phu một người đủ rồi. Công Giã Phong hừ lạnh một tiếng, bàn tay nâng mặt trời, đen nhánh thiên chiếu thần quang nổ bắn ra ra, mang vô cùng kinh khủng khí tức hủy diệt, trực tiếp hướng Diệp Thần đầu soi đi. Diệp Thần mắt xem vậy hủy diệt thần quang chiếu tới. Chỉ cảm thấy nguy cơ từng cơn. Hắn trước đây vận dụng luân hồi huyết mạch, lại hao phí cực lớn tinh lực, thay Huyết Long chậm tách ra thống khổ, hiện ở trong đan điền linh lực, đã còn dư lại không nhiều, một khi bị Công Giã Phong đánh trúng, sợ rằng không chết cũng phải trọng thương. Bích Thủy Khảm Linh Châu, bảo vệ. Sống chết trước mắt, Diệp Thần bỗng nhiên thả ra một viên xanh sâu kín hạt châu, ngăn cản ở trước người. Suy, Công Giã Phong một cái hủy diệt thần quang. Phá giết tới, bắn vào hạt châu bên trên, giống như rơi vào mờ mịt trong biển khơi, oanh một tí, hủy diệt gió bão nổ tung, khơi dậy thiên trọng sóng lớn, vạn trượng sóng lớn, vô cùng vô tận hơi nước, ở trong hư không nổ, rào 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 bạo rơi, hóa thành một phiến mênh mông. Bích Thủy Khảm Linh Châu, đây là Thái Thượng Thiên Nữ Pháp Bảo, làm sao ở trên tay ngươi? Công Giã Phong thấy hạt châu này, nhất thời vô cùng kinh hãi, trong lòng dâng lên một chút sợ hãi. Hắn nhận được hạt châu này, là Thái Thượng Thiên Nữ Pháp Bảo, phía trên khắc một đạo Bạch Đế Kim Hoàng Văn, sát phạt nhuệ khí đủ để sánh bằng Vô Thượng Thiên Kiếm, vô cùng lợi hại. Hắn nhưng là không nghĩ tới, hạt châu này, lại có thể rơi xuống Diệp Thần trong tay. Hắn cũng không biết, năm đó Thái Thượng Thiên Nữ, thật ra thì đã đem hạt châu này, đưa cho Diệt Long Thần Tộc, làm là Long chiến giã vật chôn theo. Diệp Thần trước nhập cổ mộ, lại không có người cướp đoạt. Dĩ nhiên là đoạt đến bảo này. Bạch Đế Kim Hoàng Văn, cho ta chém giết. Diệp Thần vành mắt hết sức nứt ra, điều động đan điền bên trong còn sót lại linh khí, một cổ não toàn bộ bơm vào đến Bích Thủy Khảm Linh Châu bên trong. Ông ông ông, linh khí một bơm vào đi vào, đúng hạt châu, nhất thời toát ra ngập trời kim quang, khác ở trên hạt châu tinh văn đồ đằng, điên cuồng bộc phát ra ánh sáng sáng chói. Từng luồng canh kim hơi thở, ở trong hư không ngưng tụ. Cuối cùng biến thành nghìn vạn đạo đao kiếm khí lưu, giống như chín tầng trời thác nước đánh vào, hung hăng hướng Công Giã Phong chém chết đi. Công Giã Phong nhìn chém chết mà đến canh kim đao kiếm, nhất thời con người co rúc lại,
sợ hãi tới cực điểm. Đây là Thái Thượng Thiên Nữ tự tay khắc vẽ tinh văn, trong truyền thuyết Bạch Đế Kim Hoàng Văn, đại biểu ngũ hành canh kim loại tính, sát phạt ác liệt, đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Hiện tại Công Giã Phong thương thế trên người, còn không hoàn toàn hết bệnh, nếu như bị Bạch Đế Kim Hoàng Văn chém trúng, sợ rằng không chết cũng phải trọng thương. Không! Công Giã Phong gầm thét một tiếng, đột nhiên cắn chót lưỡi, phun một ngụm máu tươi vẩy ra đi. Nốt ta máu tươi, thần diệt thiên chiếu, sắc. Sống chết trước mắt, Công Giã Phong cháy tự thân máu tươi, bộc phát ra vô cùng hùng hồn năng lượng, bơm vào đến vậy một vòng màu đen mặt trời bên trong. Ở tự thân máu tươi cháy bơm vào hạ, thần diệt thiên chiếu công uy lực, nhất thời tăng nhiều. Vậy một vòng màu đen mặt trời, điên cuồng bành trướng, giống như là muốn che khuất bầu trời, uy áp vô cùng hư không, chắn Công Giã Phong trước người. Suy suy suy. Diệp thần Bạch Đế Kim Hoàng Văn, ngút trời canh kim đao kiếm chém đi giết, đều bị đen nhánh kia mặt trời ngăn trở. Vô số canh kim đao kiếm, mang đáng sợ sát phạt hơi thở, rất miễn cưỡng đem vậy một vòng đen nhánh mặt trời, trực tiếp cắt chi. Oanh! Mặt trời nổ, đáng sợ hủy diệt gió bão, phá hoại năng lượng, tựa như điên bạo tràn ra, chấn động được không gian tấp tấp nổ tung. Công Giã Phong thân thể, bị khí lãng nổ lật, thua thiệt được hắn tu vi cường hãn. Cũng không đáng ngại. Thật may, thật may. Công Giã Phong mồ hôi lạnh cũng nhô ra, liền hô may mắn. Thật may hắn phản ứng mau, nếu không, bị Bạch Đế Kim Hoàng Văn chém chết đến, vậy thì thật là thiết tưởng không chịu nổi. Đây chính là Thái Thượng Thiên Nữ tự tay khắc vẽ tinh văn, lực sát thương lớn, đủ để chém ngang tinh không, liền hắn đều là vô cùng kiêng kỵ. Phốc xích, mà Diệp Thần, thân thể nhưng giống như bãi cỏ vậy. Trực tiếp bị khí lãng nổ trọng thương, vô cùng chật vật rơi xuống ở một mảnh không gian trong phế tích, trong miệng khạc ra máu tươi, nhưng là trọng thương. Hắn hao hết cuối cùng lực lượng nhất kích, vốn chính là muốn xuất kỳ bất ý, nhất kích chém chết Công Giã Phong, nhưng tiếc là, Công Giã Phong vừa nhìn thấy Bích Thủy Khảm Linh Châu, cũng biết lợi hại, đã sớm có phòng bị, không để cho Diệp Thần thuận lợi. Mà xa xa Huyết Long, vậy được sóng xung kích đạt tới, lại là liên tiếp gặp tai nạn. Quanh thân chi chít long ảnh, tựa như ác mộng vậy đạp chết đi lên, phải đem hắn đoạt xác. Hắn đã chống đỡ không được bao lâu. Ha ha ha, luân hồi chi chủ, xin lỗi, hôm nay ta thắng không anh hùng, cái đầu của ngươi, ta sẽ hiến tặng cho Hồng Thiên Kinh đại nhân, ngươi cũng chết được không oan. Công Giã Phong thấy Diệp Thần và Huyết Long bộ dáng chật vật, không khỏi vui vẻ cười to, trong lòng có vẻ thoải mái. Nếu như là đỉnh cấp tỷ thí. Diệp Thần có như thế nhiều lá bài tẩy, hắn đơn đả độc đấu, coi như có thể thắng, cũng sẽ không thắng được ngày hôm nay như thế ung dung. Đáng chết! Diệp Thần cắn răng nghiến lợi, hắn và Huyết Long là bởi vì là luyện hóa long cốt, đưa đến nguyên khí lớn dây dưa, mới bị Công Giã Phong lượm tiện nghi. Nếu không, ai chết vào tay ai, còn chưa biết được. Chẳng lẽ ta ngày hôm nay, thật phải chết ở chỗ này? Không đúng, ta khí vận. Còn chưa tới mất hút thời điểm à? Diệp Thần trong mắt chuyển động, rõ ràng là nguy cơ sinh tử, nhưng hắn cũng không có khí số đã hết cảm giác, sự việc tựa hồ còn có chuyển cơ. Ai dám tổn thương ta Huyết Thần người? Ngay tại Diệp Thần nghĩ như vậy thời điểm, một đạo uy nghiêm thanh âm lãnh khốc, từ trong hư không vang lên. Chỉ gặp vô cùng mưa máu, đầy trời phiêu sái, một cái tràn đầy ly hỏa thiên kiếm trường kiếm, từ trong hư không phá giết ra. Chém thẳng Công Giã Phong đầu. Cái gì? Công Giã Phong bỗng nhiên thấy này cùng biến cố, nhất thời cả kinh thất sắc, vội vàng đi bên né tránh. Suy! Trường kiếm vạch qua, tước mất hắn một chòm tóc, nếu như hắn lại né tránh chậm một chút, liền đầu người đều phải bị chém xuống. Công Giã Phong chán, nhất thời mồ hôi lạnh nhễ nhại, ánh mắt kinh hoàng tới giữa, nhưng thấy hư không biến dạng, một đạo uy vũ bóng người, cưỡi một đầu già nua cự thú xuất hiện. Chính là Huyết Thần. Suy. Ly hỏa kiếm quay về, lần nữa trở lại Huyết Thần trong tay. Huyết Thần một kiếm nơi tay, cưỡi kim nghê lão thú, cả người sát phạt dọn ra, khí thế vô cùng cường đại. Ở hắn sau lưng, từng đạo bóng người, lục tục hiện lên, đều là huyết tử ngục bên trong, các nhà các phái cường giả, người người sát khí ác liệt. Công Giã Phong thấy này cùng tình cảnh, kinh hãi được không nói ra lời. Huyết Thần, người tới. Ta cũng biết, ta ngày hôm nay còn chưa tới rơi xuống thời điểm. Diệp Thần thấy Huyết Thần tới, nhất thời trong lòng đại hỉ.
hắn quả nhiên không cảm ứng sai, sự việc còn có chuyển cơ. Ở giây phút sau cùng, huyết thần kịp thời chạy tới, có thể coi như là giúp Diệp Thần bận rộn. Diệp Thần đánh giá huyết thần bóng người, chỉ cảm thấy huyết thần hơi thở, so trước kia cường đại rất nhiều, thực lực và trí nhớ, khẳng định cũng khôi phục không thiếu. Huyết tử ngục, kim nghê lão tổ, khắc tình ly hỏa kiếm, thời gian mộ đạo. Diệp Thần hơi đẩy một cái diễn, nhất thời cảm giác được vô cùng nhân quả, thấy được huyết thần sau lưng cơ duyên. Lúc đầu huyết thần đổi được lớn mạnh như vậy, là bởi vì là ở huyết tử ngục bên trong, có một phen kỳ ngộ. Hôm nay huyết thần, hơn nữa Diệp Thần, cho dù đối mặt nho tổ uy hiếp, vậy sẽ không như vậy chật vật. Huyết thần thật sâu nhìn Diệp Thần một mắt, lộ ra một cái nụ cười. Sau lưng hắn rất nhiều các cường giả, đều là khiếp sợ, không nghĩ tới cái này đại ma vương, lại còn có như thế hiền lành một mặt. Mọi người ánh mắt, đều rối rít rơi vào Diệp Thần trên mình, suy đoán Diệp Thần thân phận. Có thể để cho huyết thần như thế hưng sư động chúng, ồ ạt trước tới cứu viện, Diệp Thần thân phận, tự nhiên không đơn giản. Ngươi là huyết tử ngục chí tôn, huyết thần. Công Giả Phong sắc mặt rất là khó khăn xem, cũng nghe qua huyết thần truyền thuyết. Nếu như hắn không bị thương, đơn đả độc đấu mà nói, có thể còn có chiến thắng huyết thần cơ hội, dẫu sao hắn là thượng vị giả. Nhưng hiện tại, huyết thần người đông thế mạnh, kiêu căng chính là hừng hực, hắn một thân một mình, nơi nào là địch thủ. Rất tốt, lúc đầu ngươi cũng cùng luân hồi chi chủ một nhóm, lão phu nhớ ngươi, hôm nay tạm thời cáo từ, ngày khác lại dẫn dạy ngươi cao chiêu. Công Giả Phong hừ một tiếng, cũng không dám lưu lại. Liền vội vàng xoay người biến dạng hư không, liền muốn thoát đi. Nếu đã tới, cần gì phải đi? Huyết thần con người run lên, cưỡi kim nghê thú, đột nhiên cướp phá hư không, ly hỏa kiếm vung cuồng ra, thi triển ra một chiêu hồng mông cổ pháp, thiên cương tuyệt mệnh phù. Trong thoáng chốc, thì có từng cái tàn bạo hồng mông ký tự, từ hắn trên thân kiếm nổ tung đi ra, giết tuyệt hung chiến vân. Vân, mỗi một chữ phù, đều mang hồng mông đại đạo uy nghiêm. Hừ, lão phu phải đi, ngươi có thể cản ta. Công Giả Phong không có ham chiến, chỉ lo là đi về trước phi đột. Hiện tại hắn trạng thái không tốt, không phải huyết thần địch thủ, nhưng dẫu sao là thượng vị giả, căn cơ vô cùng thâm hậu, hắn muốn chạy trốn, huyết thần chưa chắc có thể đuổi kịp. Hống. Nhưng đột nhiên, một đạo vô cùng vang dội tiếng gào, từ huyết thần dưới háng kim nghê thú trong cổ họng, bộc phát ra, giống như cửu thiên lôi âm vậy. Hung hăng đánh vào Công Giả Phong màng nhĩ. Phốc! Công Giả Phong dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, gặp phải gào to đánh vào, nhất thời khí huyết chấn động, tạng phủ như muốn biến dạng, cuồng phún ra một ngụm máu tươi, đầu ông ông tác hưởng, ngay tức thì bị trọng thương. Thái Thượng Thiên Hống Đạo, cao nhất nguyên thú đại kim nghê. Công Giả Phong ánh mắt sợ hãi, nhìn về huyết thần dưới háng thú cưỡi. Đến lúc này, hắn mới phát hiện, huyết thần thú cưỡi không đơn giản. Chính là một đầu kim nghê thú, hình dáng tuy già nua, nhưng lão nhi di kiên, hơi thở đặc biệt hùng hồn. Kim nghê thú, là trong truyền thuyết cao nhất nguyên thú, vô cùng lợi hại, này cùng nguyên thú, phóng thích Thái Thượng Thiên Hống Đạo, chiến hống uy lực, so với thường nhân không biết lợi hại hơn nhiều ít. Công Giả Phong không dự liệu dưới, lập tức gặp phải chiến hống đánh vào, chỉ cảm thấy khí huyết quay cuồng, khó mà bình tĩnh. Hiện tại ta có thể lưu lại ngươi chứ? Huyết thần thanh âm lạnh lùng, cưỡi kim nghê thú xông lên đánh ra, một kiếm cuốn lên cuồn cuộn ly hỏa, chém về phía Công Giả Phong cổ. Công Giả Phong con người co rúc lại, cái này một tí, nhưng là không có lại né tránh chỗ trống. Chanh! Mắt xem hắn liền phải bị giết, nhưng đột nhiên, một chuôi tràn đầy mất đi hơi thở thiên kiếm, từ trong hư không giết ra, vừa vặn chặn lại huyết thần kiếm. Hai kiếm giao kích, tia lửa văng khắp nơi. Huyết thần chỉ cảm thấy một cổ khó mà hình dung sát phạt thiên uy, hung mãnh truyền tới, vội vàng rút người ra bay ngược. Yên tịch thiên kiếm, hồng thiên kinh binh khí. Huyết thần sắc mặt trầm xuống, nhưng thấy hư không vặn vẹo, mất rơi thời không hỗn độn khí voi hiển hóa đi ra. Một cái lạnh lùng cao ngạo, cả người kiếm khí hừng hực nam tử, từ thất lạc thời không bên trong nổi lên, chính là Yên Tịch Kiếm Linh. Kiếm Linh đại nhân. Công Giả Phong thấy Yên Tịch Kiếm Linh tới. Thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ không chạng. Công Giả tiên sinh, ta sớm nói với ngươi, không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Yên Tịch Kiếm Linh thanh âm lãnh đạm, ánh mắt quét nhìn toàn trường, không gặp có Nhâm Phi Phàm bóng người,
nội tâm âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cái này thế gian, hắn kiêng kỵ, chỉ có Nhâm Phi Phàm một người thôi. Xin lỗi. Công Giã Phong xấu hổ không dứt, nếu như không phải là Yên Tịch Kiếm Linh tướng cứu, hắn đã chết. Diệp Thần thấy Yên Tịch Kiếm Linh hạ xuống, cũng là lông tơ đảo thụ, lập tức cảnh giác. Nghe ta hiệu lệnh, kết trận. Huyết Thần vậy cảm thấy Yên Tịch Kiếm Linh hơi thở, không giống vật thường, một khi thiên kiếm mũi nhọn bùng nổ, đây tuyệt đối là muốn chém giết hết thảy. Ở to lớn dưới uy hiếp, Huyết Thần quát to một tiếng, sau lưng rất nhiều huyết tử ngục cường giả, lập tức bốn tản ra, cũng ký kết ra một cái đại trận, giữa hai bên khí huyết tương liên, từng luồng máu tươi lững lờ đi ra, để cho được toàn bộ đại trận, cũng giống như hóa thành một phiến chết địa ngục, hướng Yên Tịch Kiếm Linh vây khốn đi. Yên Tịch Kiếm Linh ánh mắt như cũ âm u, liếc Diệp Thần một mắt, nói, thằng nhóc, coi là ngươi ngày hôm nay may mắn, chờ ta thương thế khôi phục, vô luận là ngươi, vẫn là bạn ngươi, hoặc là Nhâm Phi Phàm, ta đều phải các ngươi đầu người rơi xuống đất, cho ta chờ. Dứt lời, Yên Tịch Kiếm Linh nắm lên Công Giã Phong, thừa dịp huyết tử ngục đại trận còn không hoàn toàn thành hình, một cái thời không nhảy, nhanh chóng chạy trốn xa đi. Yên Tịch Kiếm Linh bỏ chạy phương pháp, hỗn hợp thời không nhún nhảy bí ẩn, vô cùng kỳ diệu, lập tức hoàn toàn rời đi, Huyết Thần vậy không kịp cản đường. Người này khí tức thật là cường đại. Hồi tưởng Yên Tịch Kiếm Linh sát phạt uy nghiêm, Huyết Thần không khỏi chau mày, cũng cảm nhận được uy hiếp. Thật may người này không cùng Nho Tổ liên thủ, nếu không trăm ngày ước hẹn, chúng ta tất bại không thể nghi ngờ. Diệp Thần nói, Huyết Thần, đừng để ý những thứ này, giúp một tay Huyết Long, hắn mau không chịu nổi. À! Huyết Thần ánh mắt nhìn về Huyết Long, nhất thời một hồi kinh ngạc. Nhưng thấy Huyết Long thân thể, ở Long cốt khí tức hủy diệt dưới sự xung kích, đã là không ra hình dáng trạng, miếng vải cơ hồ toàn bộ chóc ra, mọi chỗ nổ vết thương, sâu thấy tới xương. Đáng sợ hơn phải, chung quanh có chi chít long ảnh, điên cuồng đánh thẳng vào Huyết Long óc, muốn chiếm thân xác. Một khi Huyết Long bị đoạt xác, vậy sợ rằng Diệp Thần, Huyết Thần các người, cũng phải bị hắn công kích. Ngao! Đột nhiên, máu long nhất tiếng gầm thét, lại có thể huy động móng vuốt, vô cùng huyết quang bạo giết ra tới, một móng vuốt đánh về phía Diệp Thần đầu. Chú ý! Huyết Thần thấy vậy, lập tức xông tới bắt Diệp Thần, kéo hắn tránh thoát đi. Oanh! Máu long nhất móng vuốt đánh xuống, nhất thời làm được hư không nổ tung, chảy loạn tán loạn, uy thế kinh người. Con rồng này muốn điên! Rất nhiều huyết tử ngục các cường giả, cũng cảm nhận được nguy hiểm, rối rít bay ngược, tránh né Huyết Long. Huyết Long ánh mắt hiển hiện ra vùng vẫy, thống khổ nhìn Diệp Thần, nói, chủ nhân, các ngươi đi nhanh một chút, ta mau không chịu nổi. Bây giờ Huyết Long, đã sắp bị đoạt xác, tinh thần đã bị ảnh hưởng, thậm chí làm ra công kích Diệp Thần cử động. Huyết Long! Diệp Thần trong mắt co rúc lại, không nghĩ tới Huyết Long tình huống như thế nghiêm trọng. Nhưng muốn hắn ném xuống Huyết Long bỏ mặc, nhưng là tuyệt đối không thể. Trước chân áp những long ảnh kia, Huyết Thần ánh mắt chấn định, rất nhanh phán đoán rõ ràng thế cục. Hiện tại nguy hiểm nhất, chính là Huyết Long muốn bị đoạt xác, những long ảnh kia, đều là năm đó chết theo Triệu Long đám người, lưu lại chấp niệm, tâm ma hơi thở vô cùng cường đại. Một khi Huyết Long bị đoạt xác mà nói, tương đương với bị tâm ma công hãm, nhất định là muốn đánh mất lý trí. Ngày khác nếu như gặp phải Đế Thích Thiên mà nói, còn khả năng bị Đế Thích Thiên khống chế, dẫu sao có lòng ma. Làm sao trấn áp? Diệp Thần sắc mặt ngưng trọng, đây chính là Triệu Diệt Long thần tộc chấp niệm à. Năm đó Triệu Long tộc chết theo, khí thế kinh khủng bực nào, quyết tâm hạng phách liệt, nơi nào có như thế dễ dàng bị trấn áp. Kim Nghê lão tổ, ngươi nên ra tay. Huyết Thần nhìn về phía dưới háng Kim Nghê thú, nói. Huyết Thần đại nhân. Kim Nghê thú không nói nhảm, hoàng kim vậy sáng chói con ngươi, nhìn về Huyết Long phương hướng. Chiến hống thiên âm, phá. Hạ một sát, Kim Nghê thú bỗng nhiên dương ra cổ họng, vô cùng vang vọng, vô cùng to lớn chiến hống tiếng, như thiên quân vạn mã lao nhanh, như khói lửa chống trận sấm sét, hùng mãnh bạo giết ra, hội tụ thành một cổ sóng âm nước lũ, đánh phía Huyết Long quanh thân dày đặc long ảnh. Nó lần nữa thi triển ra Thái Thượng Thiên Hống đạo. Hơn nữa chiến hống thanh âm uy lực, so mới vừa công kích Công Giã Phong thời điểm, mạnh hơn hoành được hơn. Nối liền hai lần thi triển chiến hống, Kim Nghê thú đã là thở hồng hộc, hiển nhiên hao phí cực lớn khí lực. Mà chiến hống uy lực, cũng không có để cho người thất vọng.
Cường đại chiến hống sóng âm, dưới sự xung kích tới, vậy rất nhiều long ảnh, nhất thời vặn vẹo, ngay tức thì gặp phải trấn áp. Những thứ này long ảnh, đều là năm đó diệt long thần tộc chấp niệm biến thành, coi như là tâm ma oan hồn, mà thái thượng thiên hống đạo, cường mãnh ác liệt, chiến hống thiên uy, vừa vặn khắc chế loại này âm hồn. Lập tức, rất nhiều long ảnh, đều bị áp chế xuống. Diệt long thần tộc oán niệm, quá mức thâm hậu, ta chỉ có thể áp chế một nén nhang thời gian. Kim Nghê Thú ngưng trọng nói. Một nén hương thời gian, cái này có gì dùng? Diệp Thần trong mắt trầm xuống, ngắn ngủi một nén hương, huyết long có thể làm những gì, sợ rằng liền thở một cái cũng không kịp. Cùng một nén hương sau khi kết thúc, triệu long hồn oán niệm lần nữa cuộn sạch, hắn vẫn là muốn bị đoạt xác. Yên tâm, một nén hương thời gian đủ rồi, ta cho hắn kéo dài ngàn năm. Huyết thần tới đây vỗ vỗ Diệp Thần bả vai, tỏ ý hắn không muốn lo lắng. Kéo dài ngàn năm. Diệp Thần sửng sốt một chút, cũng không biết huyết thần đây là ý gì. Huyết thần khẽ mỉm cười, hai tay kết ấn, từng luồng khoáng đạt thời gian pháp tắc, nhưng uyển như tinh không văn lạc, không ngừng trào hiện ra, giao ánh rực rỡ. Thời gian mộ đạo, năm tháng ngàn năm. Huyết thần vung tay lên, ra hơn thời gian pháp tắc, chính là bao phủ ở huyết long trên thân thể. Thời gian mộ đạo, lúc đầu ngươi lại có thể nắm giữ loại thần thông này. Diệp Thần thấy vậy, nhất thời một hồi kinh ngạc. Thời gian mộ đạo, và hủy diệt mộ đạo như nhau, cũng là nguyên thủy tam đạo một trong. Cái loại này đạo pháp, có thể nghịch chuyển thời gian quy tắc, vô cùng lợi hại. Thông thường thời gian pháp tắc vận chuyển, Diệp Thần tự nhiên vậy sẽ, nhưng nơi này là thiên nhân vực, quy tắc vô cùng là vững chắc, hắn cũng không thể tùy tiện đánh vỡ. Mà thời gian mộ đạo, lại có nguyên thủy thiên uy, đủ để nghịch chuyển thời không, vô cùng kỳ diệu. Liền gặp các loại thời gian pháp tắc, bao phủ ở huyết long trên mình, huyết long vậy thống khổ diễn cảm, lập tức lấy được chậm tách ra. Thương thế trên người, vậy lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, một chút xíu khép lại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hắn quanh thân, có một vòng thời gian vòng xoáy, bọc lại hắn thân rồng. Vào lúc này gian trong nước xoáy, huyết long thời gian pháp tắc, và ngoại giới là bất đồng. Ngoại giới một nén nhang thời gian, đủ để cho hắn vượt qua ngàn năm. Cái này thời gian mộ đạo, muốn nghịch chuyển ngàn năm, sợ rằng tiêu hao không cản chứ. Diệp Thần nhìn về phía huyết thần, nhưng gặp huyết thần không nói gì, trán thấm vào suốt mồ hôi nước, tóc lại có thể chuyển bạc trắng vài tia. Ngươi thế nào? Diệp Thần sợ hết hồn. Ngươi nói đúng, nghịch chuyển thời gian ngàn năm, đúng là không quá dễ dàng, ta phải chịu đựng một chút cắn trả, hụ hụ. Nhưng chỉ cần có thể giúp được huyết long, điểm này cắn trả không nói ở đây. Huyết thần ho khan kịch liệt hai cái, hiển nhiên cắn trả không nhẹ. Diệp Thần trong lòng có vẻ cảm kích, nói, huyết thần, đa tạ ngươi, cùng trăm ngày ước hẹn mở, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào giúp ngươi. Huyết thần cười nói, đa tạ. Ở huyết thần dưới sự giúp đỡ, huyết long tình huống, lập tức tốt hơn nhiều. Hắn có dài đến ngàn năm thời gian, có thể khôi phục thương thế. Luyện hóa hấp thu long chiến dã hải cốt hơi thở. Để cho huyết long kiêng kỵ long hồn oán niệm, đã bị chiến hống áp chế. Không có đoạt xác uy hiếp, huyết long tất cả tâm thần, đều tập trung ở luyện hóa long cốt bên trên. Ngàn năm thời gian, huyết long không ngừng hấp thu luyện hóa, đem long cốt năng lượng, hóa thành tự thân lực lượng. Ngàn năm rất lâu năm tháng, ở Diệp Thần, huyết thần các người trong mắt, cũng chính là một nén hương thời gian mà thôi. Cho nên, Diệp Thần cơ hồ là trừng mắt nhìn, liền thấy huyết long trên thân thể, bộc phát ra vô cùng hung mãnh ngoài rồng, tràn đầy vô cùng nồng nặc khí tức hủy diệt. Từng mảnh kim quang, từng mảnh thần hà, cũng là khoáng đạt tràn ngập ra, bầy khắp đúng phiến hư không. Huyết long thương thế trên người, đã hoàn toàn hết bệnh, miếng vảy cùng máu thịt lần nữa mọc ra. Hào hùng sức sống, ở huyết long trong cơ thể ra đời. Mênh mông lực lượng, làm người ta lộ vẻ xúc động. Long chiến dã hải cốt, bao hàm năng lượng, linh khí, tu vi, thần thông, khí vận vân. Vân, đều bị huyết long đổi thành hấp thu. Cái này cơ duyên, muốn nghịch thiên. Huyết thần cũng là hơi có điểm rung động, nhìn một màn này. Long chiến dã, nhưng mà diệt long thần tộc trưởng giáo, thời kỳ tột cùng đủ để sánh bằng hồng thiên kinh, tu vi hạng lợi hại, khí vận hạng bằng bạc, huyết long hấp thu hắn di cốt năng lượng, đơn giản là thiên đại tạo hóa.
Diệp thần nói, đây đều là may mà ngươi. Nếu như không có huyết thần hỗ trợ, chỉ có chính là một nén hương thời gian, máu kia long nhất định là phải thất bại, liền lấy hơi cũng không kịp, lại làm sao có thể luyện hóa long cốt. Nhưng huyết thần, rất miễn cưỡng dùng thời gian mộ đạo, giao cho huyết long ngàn năm tháng, chừng ngàn năm rất lâu thời gian, huyết long dĩ nhiên là vô cùng thuận lợi, thành công luyện hóa long cốt. Ngao! Một tiếng kinh thiên rồng ngâm. Một nén hương thời gian đến. Huyết long từ thời gian vòng xoáy, bay vút lên lên, đúng cái thân thể, kim mang nổ bắn ra, trong con người oai rồng như ngục, vô cùng xâm nghiêm. Giờ khắc này hắn, hơi thở quá kinh khủng, giống như thái thượng thần long hồi phục, uy nghiêm cuồn cuộn. Huyết long, người thành công không? Diệp thần vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ, hỏi. Huyết long con người đông lại một cái, nhìn chăm chăm Diệp thần, nhưng bỗng nhiên nổ bắn ra ra sát khí, gầm thét một tiếng, một móng vuốt đánh xuống tới. Diệp thần thất kinh, không nghĩ tới huyết long lại đột nhiên công kích hắn. Huyết long móng vuốt đến nửa đường, bỗng nhiên dừng lại, trong tròng mắt lộ ra to lớn vùng vẫy cùng vẻ thống khổ, nói chủ nhân, thật xin lỗi. Diệp thần tựa hồ cảm giác được cái gì, nói, những con rồng kia hồn oán niệm, lại lần nữa dây dưa ngươi. Huyết long thống khổ gật đầu một cái, trên mình kim quang nhạt đi đi. Diệp thần lúc này mới thấy rõ, ở huyết long quanh thân, lại có một từng đạo long hồn bóng người, nổi lên, mới vừa đằng đằng sát khí, quấn vòng quanh huyết long, muốn chiếm thân xác. Thật may lúc này huyết long, đã lột xác, thân xác cùng tu vi cũng cường hãn rất nhiều, không có tùy tiện bị đoạt xác. Diệp thần nhìn một mắt huyết thần lại nhìn một mắt kim nghê thú. Kim nghê thú thở dài nói, xin lỗi, ta nói qua, ta chỉ có thể áp chế một nén nhang thời gian, tiếp theo phải dựa vào chính hắn. Huyết long cắn răng, nói chủ nhân, người yên tâm, ta có thể chịu được. Mới vừa một nén hương thời gian, huyết long khổ tu ngàn năm, đã là đột nhiên tăng mạnh, trong thời gian ngắn sẽ không có bị đoạt xác nguy hiểm. Nhưng, cứ thế mãi, huyết long thủy chung là nguy hiểm. Âm hồn bất tán đồ, tất cả cút ra cho ta. Huyết long gầm hét lên, gắt gao nhìn chằm chằm chung quanh chi chít long ảnh, trong mắt tinh mang bùng nổ, bắn ra từng đạo tràn đầy khí tức hủy diệt ánh mắt, công kích hướng chung quanh long hồn oán niệm. Suy suy suy, từng đạo long hồn, gặp phải huyết long công kích, nhất thời hồn thể bốc hơi, trực tiếp hóa thành hư không. Nhưng bốn phía long hồn bóng người, như châu chấu bay con ruồi vậy dày đặc, chừng triệu số, huyết long lại làm sao có thể toàn bộ dọn dẹp. Rất nhiều long hồn oán niệm, thấy được huyết long công kích, tựa hồ là tức giận, như ong vỡ tổ đạp chết đi lên, lấy hung mãnh hơn tư thái, đánh thẳng vào huyết long đầu, phải đem hắn đoạt xác. Huyết long vô cùng thống khổ kêu rên lên, chỉ cảm thấy nhức đầu đau, ý thức dần dần mơ hồ, cặp mắt nhìn bốn phía đều tràn đầy máu loãng, tựa như tất cả mọi người đều là kẻ địch. Sát sát sát, huyết long vành mắt hết sức nứt ra, cơ hồ là đánh mất ý thức, lần nữa một móng vuốt vỗ về phía Diệp thần. Diệp thần vội vàng rút người ra lui về phía sau, kêu lên, huyết long, là ta à? Chẳng lẽ ngươi không nhận biết ta sao? Nghe được Diệp thần kêu lên, huyết long thân thể kịch liệt chấn động một cái, tựa hồ tỉnh ngộ cái gì, trong nội tâm có một giọng nói vang lên, nói cho hắn vô luận như thế nào, đều không thể tổn thương Diệp thần. Không, không thể tổn thương chủ nhân. Huyết long gầm thét kêu to, thân rồng ở trong hư không vùng vẫy vặn vẹo, chung quanh chi chít long hồn, phảng phất là từng luồng hắc khí, còn quấn hắn toàn thân. Hắn đúng cái thân rồng, nhìn như tựa như gặp phải vô số màu đen xích sắt trói buộc, như rơi vào vực sâu ma long, vô cùng thê thảm. Cuối cùng, huyết long móng vuốt đi thân thể mình trên, loạn vung bắt loạn, lại có thể tự hủy hoại, tình nguyện thương tổn tới mình, cũng không muốn tổn thương Diệp thần. Huyết long. Diệp thần kinh ngạc nhìn một màn này, nhưng là ảm đạm. Huyết thần nói, à, chuyện cho tới bây giờ, đã không có cách nào khác, muốn chiến thắng cổ xưa long hồn đoạt xác, chỉ có thể dựa vào chính hắn tinh thần ý chí. Diệp thần cười khổ nói, đây chính là ước chừng triệu long hồn à. Hắn là thấy rõ, cái này triệu long hồn, năm đó chết theo hy sinh thời điểm, là hạng đoạn tuyệt, mỗi một cái long hồn, cũng hàm chứa vô cùng đáng sợ tâm ma chấp niệm, muốn chinh phục triệu long hồn oán niệm, lại nói dễ vậy sao? Huyết thần nói, dưới mắt chỉ có thể tạm thời đem hắn tù khốn, nếu không, một khi hắn bị đoạt xác, vô cùng hậu hoạn. Diệp thần theo bản năng cự tuyệt,
nói, người muốn tù khốn huyết long. Không, đây tuyệt đối không thể. Huyết thần nói, chẳng lẽ người còn có biện pháp tốt hơn? Nghe vậy, Diệp thần nhất thời im miệng, hắn đích xác không có biện pháp tốt hơn. Nếu như không tù khốn huyết long mà nói, một khi phát sinh cái gì bất ngờ, huyết long bị đoạt xác, mất đi khống chế, đây tuyệt đối là vô cùng hậu hoạn. Nhưng, huyết long bầu bạn hắn vào sanh ra tử nhiều năm, hơn nữa hôm nay tạo kiếp này khó khăn, cũng là bởi vì là hắn, muốn hắn đi tù khốn huyết long, hắn lại tại tim vì sao nhẫn. Chủ nhân, tù khốn ta đi, ta cũng cần một chỗ, từ từ suy nghĩ biện pháp áp chế những thứ này long hồn oán niệm. Lúc này, huyết long nhưng là khôi phục vẻ thanh tỉnh, cả người tuy máu rầm rề, nhưng trong mắt vô cùng thanh tỉnh. Hắn vậy quyết định nhốt mình, miễn được gây thành đại họa. Diệp thần trầm mặc xuống, cuối cùng nghĩ ngợi hồi lâu, mới ảm đạm gật đầu. Huyết thần thở phào nhẹ nhõm, nói cùng để ta đi, chúng ta về trước huyết tử ngục một chuyến. Lập tức huyết thần biến dạng hư không, mang Diệp thần, huyết long, còn có các nhà các phái các cường giả, lần nữa trở lại huyết tử ngục. Không cần thiết đã lâu, đám người trở lại huyết tử ngục bên trong. Huyết thần nói, ta biết có một địa phương, kêu thù ma hạp, năm đó là nhốt luân hồi ma bia địa phương, có thể tạm thời đâu vào đấy huyết long. Tù ma hạp, nhốt luân hồi ma bia. Diệp thần hơi kinh hãi. Huyết thần nói, ừ, ở thời đại thái cổ, huyết tử ngục sản sinh ra một vị đại năng, đã từng tìm được luân hồi ma bia, dùng vô số cấm chế xiềng xích trói buộc nhốt, muốn chấn áp ma khí, thu lấy luyện hóa, nhưng tiếc là, sau đó luân hồi ma bia sản sinh ra ý thức của chính mình, trực tiếp phá vỡ phong ấn chạy khỏi, hôm nay là bị ngươi luyện hóa. Huyết thần tự nhiên có thể cảm giác được, luân hồi ma bia ngay tại Diệp thần trên mình, đã sớm bị Diệp thần luyện hóa. Thì ra là như vậy. Diệp thần lại không nghĩ rằng, huyết tử ngục và luân hồi ma bia tới giữa, lại còn có sâu xa như vậy. Nếu có thể tù ma hạp, có thể nhốt ở luân hồi ma bia, vậy muốn đến vậy có vô cùng mạnh mẽ trói buộc lực, cũng có thể đâu vào đấy hạ huyết long. Huyết long nghe được có chỗ này, cũng là tinh thần chấn động, hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên một chút tự mình nhốt, miễn được thương tổn tới Diệp thần. Đi thôi. Huyết thần mang Diệp thần và huyết long, đi tới một nơi thung lũng. Chỗ này thung lũng, khắp nơi quát âm u gió lớn, ma khí cuồn cuộn. Cái này ma khí, để cho Diệp thần hết sức quen thuộc, chính là luân hồi ma bia ma khí. Hiển nhiên, cái này thung lũng, năm đó nhốt luân hồi ma bia thời điểm, vậy dính liền rất nhiều ma khí. Ở thung lũng trên núi cao chót vót, có từng cái cổ xưa xiềng xích, phía trên hiện đầy cấm chế, những ràng buộc hơi thở đặc biệt nồng nặc. Huyết long cũng không nói nhảm, thân rồng ngăn lại, trực tiếp bay xuống đến thung lũng bên trong, lại là cho đòi tới tất cả viễn cổ xiềng xích, thúc cột vào thân thể mình trên, tự mình nhốt. Huyết long. Diệp thần trong lòng chấn động một cái. Huyết long nói, chủ nhân, không cần lo lắng ta, ta nhất định có thể chịu đựng qua kiếp này. Sau đó, huyết long lại hướng huyết thần nói, huyết thần tiền bối, ta sợ những thứ này xiềng xích, không đủ vững chắc, mời ngươi củng cố một hai. Nếu năm đó ma bia đứng đầu, có thể chạy khỏi, huyết long sợ mình phát làm, cũng có thể tránh thoát. Huyết thần nói, năm đó có người ở chỗ này đúc khắc tình ly hỏa kiếm, đã củng cố qua một lần. Lúc đầu năm đó luân hồi ma bia chạy khỏi sau đó, năm tháng bể dâu, lại có đại năng lần nữa đúc kiếm, cũng dùng đặc thù đúc kiếm vật liệu, đem những thứ này xiềng xích tăng cường qua một lần, trói buộc uy lực mạnh hơn. Trước kia huyết thần thống trị huyết tử ngục thời điểm, gặp phải có người không nghe lời, hoặc là trực tiếp giết chết, hoặc là trực tiếp đưa đến tù ma hạp bên trong tống giam, không có bất kỳ người có thể từ nơi này chạy đi. Huyết long nói, ta cảm thấy còn chưa đủ, huyết thần đại nhân, mời ngươi lần nữa củng cố. Huyết thần nói, được. Bàn tay nặn quyết, huyết thần thả ra từng luồng thời gian đạo ấn. Cái này từng luồng thời gian dấu vết, quấn quanh đến những cái kia viễn cổ trên ống khóa, từng cái xiềng xích, cũng nổi lên cổ xưa thời gian pháp tắc, cấm chế lực lượng cường đại hơn. Tốt lắm, những thứ này thời gian pháp tắc, có thể duy trì trăm năm, cái này trăm năm ngươi muốn chạy thoát đi ra ngoài, trừ phi là trước đánh vỡ ta bố trí thời không. Thời không chi đạo, ta kiến thức vô cùng là nông cạn, muốn đến là đánh không phá được. Máu long nhất cười, mang một chút bộ dáng ung dung, hướng Diệp thần nói, chủ nhân, ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không lại tổn thương ngươi. Diệp thần trong lòng không nói ra được mùi vị,
nói, Huyết Long, ở nơi này nghỉ ngơi cho khỏe, chờ sau này có cơ hội, ta lại thả ngươi đi ra ngoài. Huyết Long tuét miệng cười một tiếng, nói yên tâm đi, chủ nhân, chờ ta giải quyết hết những con rồng kia hồn oán nghiệp, không có nỗi lo về sau, nói không chừng còn có thể gặp phải các ngươi và Nho Tổ Thần Điện trăm ngày ước hẹn. Diệp Thần trong lòng động một cái, nếu như trăm ngày ước hẹn, Huyết Long có thể đuổi lên, đó đích xác là chuyện may mắn, có Huyết Long mạnh mẽ trợ lực, chắc hẳn sẽ ung dung không thiếu. Bất quá, xem Huyết Long hiện tại bộ dáng này, muốn gặp phải ước định, sợ rằng không dễ dàng. Hô hô hô! Trong thung lũng lớn gió mạnh thổi phất, Huyết Long quanh thân long hồn oán niệm, tựa hồ càng khốc mãnh liệt, không ngừng hành hạ hắn. Huyết Long yên tĩnh lại, không nói gì thêm, tất cả tâm thần, chống lại trước long hồn đánh vào. Diệp Thần và Huyết Thần nhìn nhau, cũng là trầm mặc, rời đi tù ma hạp. Cùng Diệp Thần các người rời đi sau đó, khốn ma hạp chỉ còn lại có Huyết Long. Huyết Long ngưng mắt nhìn vậy vô tận xiềng xích cùng với hắc ám, hắn nhắm mắt. Chuyện cũng như nước thủy triều vậy vào tới. Hắn từ Ninh Ba một thiếu niên trong cơ thể uẩn dục tới. Như không có vậy Ninh Ba thiếu niên ngút trời sát ý, hắn liền không tồn tại tại cái này thế gian. Hắn loáng thoáng nhớ, khi lần đầu tiên ở Thương Khung Hóa là Huyết Long trấn nhiếp Hoa Hạ mọi người hình ảnh. Hắn không thể bại. Hắn mất mát bại, Diệp Thần vậy sẽ phải chịu cắn trả. Trọng yếu hơn chính là, hắn phải bồi Diệp Thần đi thẳng đi xuống. Chung nhau đối mặt thế gian trí cường địch, đối mặt vậy cao cao tại thượng, nắm trong tay hết thảy vạn khư. Huyết Long hô hấp dồn dập, con người bên trong lại là lưu chuyển từng đạo màu máu phù văn. Màu máu phù văn lại mơ hồ có lục đạo luân hồi mâm dấu vết. Không có ai biết Huyết Long giờ phút này xảy ra như thế nào lột xác. Hắn không cam lòng. Hắn chẳng muốn thất bại. Một giây kế tiếp, một đạo kinh thiên rồng ngâm vang tận mây xanh. Nhưng mà, tất cả mọi người đều không có chú ý tới tận trên trời, có hai đạo thân ảnh. Một đạo bao trùm thiên địa, một đạo còng lưng lão hí. Chính là Nhâm Phi Phàm và Diệp Lão. Nhâm Phi Phàm con người huyết nguyệt lưu chuyển, ngưng mắt nhìn Thương Khung dưới không ngừng gầm thét Huyết Long, khóe miệng phác họa một đạo nụ cười. Diệp Lão, cái này hẳn coi như là Huyết Long tránh cơ duyên đi. Trước kia mấy đạo cơ duyên chỉ có thể coi là trên khai vị nhỏ món. Lần này cơ duyên, mới tính trên chân chính bữa tiệc lớn đi. Diệp Lão ngưng mắt nhìn Huyết Long, con người viết phức tạp, do dự hồi lâu, mới nói, bữa tiệc lớn đúng là bữa tiệc lớn, chỉ là bữa ăn này thực sự quá lớn, chỉ sợ Huyết Long không tiêu hóa nổi. Huyết Long nếu như xảy ra chuyện, sau đó bố trí có thể liền nguy hiểm. Người hẳn rất rõ ràng, đối mặt Vạn Khư và những tên kia bàn cờ này, Huyết Long là mấu chốt. Năm đó, người ta tiêu phí giá cực lớn, rình dập liền một phần chia tương lai, Huyết Long ở đó đạo trong hình nhưng mà cực kỳ trọng yếu. Nhâm Phi Phàm gật đầu một cái, hai tay chắp sau lưng, cho nên hắn thì nhất định phải rớt xuống. Không quá ta ngẫm nghĩ một tí, lại như vậy cái thúng đè ở Diệp Thần trên mình, biết hay không? Diệp Lão ngắt lời nói, người phải biết, đây không phải là chúng ta lựa chọn, mà là Diệp Thần. Đừng quên, hắn không riêng gì Diệp Thần. Đã từng vẫn là luân hồi chi chủ. Vậy thế gian duy nhất dám chống lại Vạn Khư Thần Điện luân hồi chi chủ. Nhâm Phi Phàm thân thể ngẩn ra, chợt lộ ra một đạo thích trong lòng nụ cười, ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, đúng rồi, Hoa Hạ bên kia ván cờ như thế nào. Diệp Lão ngón tay khẽ động, rồi sau đó lộ ra một đạo nụ cười, và dự liệu thế đi nhất trí, Diệp Lăng Thiên đã động thân, phỏng đoán muốn không được bao lâu, cái này Diệp tiểu tử phải trở về một chuyến TQ. Nơi đó, có thể có rất nhiều người ở chờ hắn. Trái đất, Bắc Cực. Long hồn chú đóng ở nơi đây. Cực quang mơ hồ hiện lên, lộng lẫy và tuyệt vời đến mức tận cùng. Nhưng mà, như vậy cảnh đẹp, nhưng hoàn toàn không có ai chú ý. Trong gió tuyết, xây dựng từng cái đơn sơ kiến trúc. Vô tận tuyết trắng đã tẫn nhiên bao trùm. Duy chỉ có vậy long hồn xinh xắn trong đêm đen lóe lên ánh sáng. Đó là thuộc về Hoa Hạ quang. Kiến trúc gia, mấy người mặc long hồn ký hiệu chống lạnh dùng người đàn ông đang điều khiển một máy móc lớn. Máy màn hình trên có rất nhiều số liệu cùng với một cái không ngừng chập chờn đường cong. Đột nhiên, đường cong chập chờn biến mất, đổi thành là một cái đường thẳng. Đội trưởng, Diệp tiền bối số liệu đã mất. Một vị long hồn nghiên cứu viên khá là ngưng trọng mở miệng nói.
số liệu mất ý nghĩa truyền tống thất bại, cũng hoặc là, Diệp Lăng Thiên đã đến cái này máy không cách nào dò xét vùng. Nếu như là người sau khá tốt, nếu như cái trước, vậy hết thảy liền sẽ thất bại trong gang tấc. Kim Lãnh Nhạn từ trong bóng tối hiện lên, nàng cầm trong tay một máy bàn là, mắt đẹp viết đầy bình tĩnh. Nhưng chỉ có nàng biết, bình tĩnh hạ là như thế nào sóng gió kinh hoàng. Đoạn thời gian này, Hoa Hạ linh khí dị biến tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Không biết là hồi phục vẫn là càng hỏng bét tồn tại. Thậm chí ở trong phạm vi toàn cầu, cũng xảy ra hơn dậy và linh khí có liên quan án kiện. Long hồn quyền hạn, có thể biết được rất nhiều sự việc. Diệp Lăng Thiên biết phải mau sớm liên lạc Diệp Thần, thế nhưng đưa tin ngọc bội không biết là linh khí dị biến nguyên nhân vẫn là cái khác, căn bản không cách nào câu thông Diệp Thần. Lần này, như vậy hỏng bét cục diện, phải có người đứng ra. Đã từng, chiến thần Diệp Thần bảo vệ bọn họ. Rồi sau đó, hoàn toàn biến mất ở Hoa Hạ con dân tầm mắt bên trong. Vừa biến mất chính là mấy năm. Lần này, bọn họ thật cần Diệp Thần. Côn Lôn Hư đã bị Viên Đạo Phong hoàn toàn chiếm cứ, Viên Đạo Phong lại là nuôi dưỡng một cổ thế lực, chúa tể toàn bộ Côn Lôn Hư. Thậm chí lực lượng đã thấm vào đến Hoa Hạ thậm chí còn toàn cầu. Viên Đạo Phong vì sao ngông cuồng như vậy? Chính là bởi vì thực lực. Linh khí dị biến, Viên Đạo Phong võ đạo cơ hồ lên đỉnh Hoa Hạ, thậm chí đối với tại Côn Lôn Hư và nhiều nước cường giả dị nghị, cưỡng ép chân áp. Những cái kia người phản kháng ly kỳ biến mất. Cổ võ giới đại biểu thậm chí còn long hồn nhiều lần và Viên Đạo Phong đàm phán, nhưng là Viên Đạo Phong thái độ nhưng là như cũ phách lối. Từ góc độ nào đó đi lên nói, hắn Viên Đạo Phong chính là võ đạo giới đại danh từ. Thậm chí Viên Đạo Phong bỏ lại một câu nói. Hoa Hạ linh khí dị biến, ta Viên Đạo Phong là Hoa Hạ duy nhất người bảo vệ. Làm một người khống chế quá mạnh mẽ lực lượng, ắt phải sẽ chiếm đoạt hắn hết thảy. Viên Đạo Phong dã tâm ở mấy năm qua này không ngừng phóng đại, nhưng hắn quả thật có cái này tư cách. Long hồn biết rõ ở tiếp tục như vậy, tình huống tất nhiên nguy cơ, liền khởi động biệt hiệu SSSSS kế hoạch. 5S kế hoạch nhân vật then chốt chỉ có một, đó chính là Diệp Thần. Muốn gặp được Diệp Thần, thì nhất định phải đánh vỡ Hoa Hạ linh khí dị biến tạo thành không gian gông xiềng. Vốn là Diệp Lăng Thiên tư cách căn bản không cách nào rời đi. Còn ở Giang Nữ Dung và Diệp Thiên Chính ở Bắc Cực đột phá. Lại là ngoài ý muốn phát hiện Bắc chỗ cực sâu có một đạo viễn cổ truyền tống trận lưu lại. Đám người không tiếc bất cứ giá nào khởi động cái này viễn cổ truyền tống trận, cưỡng ép biến dạng hư không, đem Diệp Lăng Thiên truyền tống đi. Toàn bộ Hoa Hạ kỳ vọng cũng giao phó cho ở Diệp Lăng Thiên trên người một người. Có thể, trước đây không lâu, tín hiệu bị mất. Diệp Lăng Thiên sống chết không biết trước. Kim Lãnh Nhạn hô hấp có chút gấp rút, vậy ngạo nhân nịt ngực ở trong gió rét run run. Mấy giây sau đó, Kim Lãnh Nhạn lẩm bẩm nói, Diệp tiền bối, hết thảy, kính nhờ. Lưu cho chúng ta thời gian, không nhiều lắm. Linh võ đại lục, hư không biến dạng, một cánh cửa như ẩn như hiện. Rồi sau đó một đạo thân ảnh đột nhiên từ nơi này bên trong vọt ra. Nếu như Diệp thần ở chỗ này, tất nhiên sẽ phát hiện đây chính là đi Hoa Hạ thật lâu Diệp Lăng Thiên. Diệp Lăng Thiên nhìn chung quanh hoàn cảnh, từng ngụm thở hổn hển, lẩm bẩm nói, đáng tiếc, chỉ đến Linh Võ Đại Lục, khoảng cách vực ngoại còn có một chút khoảng cách. Ta phải mau sớm thấy điện chủ. Ta không thể phụ lòng điện chủ phụ mẫu kỳ vọng. Nếu là không có bọn họ bỏ ra giá cao như vậy, có thể ta đều không cách nào đi tới nơi này. Cũng may Linh Võ Đại Lục và Thất Đại Thần Quốc đều là điện chủ thế lực. Cũng ở đây ta nắm trong tay bên trong, tin tưởng muốn không được bao lâu, là có thể đi vực ngoại, thấy điện chủ. Nói tới chỗ này, Diệp Lăng Thiên con người đông lại một cái, liền chợt hướng một phương hướng phi nước đại đi. Cùng lúc đó, Hoa Hạ Khoa học Kỹ thuật Đại học, E khu phòng ngủ 617. Một gian to lớn nữ sinh phòng ngủ, quỷ dị chính là chỉ có một tấm màu hồng giường. Có thể tại đại học bên trong có một gian độc lập phòng ngủ. Có thể gặp cái này gian phòng ngủ chủ người thân phận có bao nhiêu đặc thù. Không chỉ như vậy, trừ màu hồng giường lớn ngoài ra, toàn bộ phòng ngủ đều tràn đầy nghiêm túc ý. Ba máy vi tính vận chuyển tốc độ cao, màn ảnh không ngừng nhúc nhích mật mã ký hiệu, thậm chí một cái màn hình bên trong còn có một bộ Hoa Hạ bản đồ, mà Hoa Hạ trên bản đồ không ngừng có tránh tốc điểm sáng. Càng quỷ dị hơn là, màn hình góc trên bên phải thậm chí có một đạo long dọn ra ký hiệu.
Máy vi tính này lại là Long Hồn nghiên cứu chế tạo. Toàn cầu chỉ có 7 đài. Cái này mấy máy vi tính cũng không phải là bắt mắt nhất là cái này gian phòng ngủ ngay ngắn một cái mặt tường. Trên tường lại đóng một bức bức đưa tin, cùng với từng tờ một ảnh chụp. Kinh thành Đại học sư phạm thần bí giáo sư Diệp rời đi mất tích, đồng thời, giáo viên tiếng Anh Ngụy Dĩnh cũng xuống rơi không rõ. Kinh thành làm mẫu đại học lòng đất dị động, năm đó một lần kia học sinh rõ ràng cảm giác được chấn cảm. Hoa Hạ Diệp ra kiếp trước kiếp này. Ninh Ba Thiên Chính cao ốc cải cách, thần bí thanh niên đưa tới vô số danh môn cắt xén. Tỉnh Chiết Giang Hạ ra nghìn vàng thần bí sinh nhật tiệc, họ Diệp chàng trai tin tức bị đương cục phong tỏa. Hồ Đông Tiền rơi xuống hồ thiếu niên thần bí mất tích, đội cứu viện liên tục một tháng cũng không phát hiện hài cốt. Long hồn sau lưng người đàn ông, kết quả là ai? Hoa Hạ địa mạch bên trong phải chăng tồn tại trong truyền thuyết Côn Lôn Hư? Năm gần đây Hoa Hạ nhiệt độ biến, sự kiện linh dị liên tục phát sinh, kết quả thế nào? Chi chít báo và đường dây đặc thù tin tức, tràn đầy đúng mặt tường. Mà Trung ương nhất lại là có một tấm ảnh. Tấm ảnh bên trong là một tấm lãnh đạm gò má. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, tất nhiên sẽ phát hiện tờ này gò má chính là mình. Phòng ngủ phòng tắm không ngừng truyền tới tiếng nước chảy. Đột nhiên, tiếng nước chảy ngừng. Một đạo tràn đầy vô tận cám dỗ ngạo nhân thân thể từ trong phòng tắm đi ra. Vậy nổ đỉnh núi cùng với thon dài như ngọc bắp đùi, phảng phất là thượng đế hài lòng nhất tồn tại. Thiếu nữ dùng màu hồng khăn tắm không ngừng lau chùi thân thể, rồi sau đó đơn giản mặc lên một kiện mỏng như cánh ve dây đeo quần áo ngủ, mắt đẹp hướng trong đó một máy vi tính nhìn lướt qua, đột nhiên, nàng phát hiện cái gì, vậy như hổ phách con người lóe ra tia sáng chói mắt. Thiếu nữ hai chân thon dài ngồi xếp bằng ở trên ghế, ngón tay ở trên bàn phím nhanh chóng sao động. Đột nhiên, trước mặt máy vi tính truyền đến một đạo thanh âm cứng ngắc, rồi sau đó trên màn ảnh nhanh chóng lăn lóc một chùm số liệu. Làm số liệu tải thêm hoàn thành, một phần tin tức liền xuất hiện ở thiếu nữ trước người. Tên họ, Diệp Thần cơ mật cấp bậc, SSSSS, cảnh cáo, không S cấp SSS quyền hạn không được phỏng vấn. Thân phận, kinh thành Diệp gia tộc trưởng. Long hồn hộ quốc chiến thần Côn Lôn Hư người điều khiển trước. Tương quan nhân vật, Hạ Nhược Tuyết, Kim Lãnh Nhạn, Tôn Di. Tin tức cụ thể. Thiếu nữ nhìn tin tức phía trên, sắc mặt có chút ửng đỏ, không biết là kích động vẫn là cái gì. Nàng ngực không ngừng phập phồng, vốn là thấp ngực quần áo ngủ lại là lộ ra một phiến lại một phiến trắng như tuyết. Diệp Thần, đây chính là long hồn một mực bảo vệ bí mật sao? Nhưng là tin tức gì chỉ dừng lại ở mấy năm trước, chẳng lẽ cái này kêu Diệp Thần người đã tử vong? Thiếu nữ môi đỏ mọng tự lẩm bẩm, thế nhưng đẹp lại mắt to linh động tình nhưng viết đầy hưng phấn. Thiếu nữ tên là Hàn Thiên Mẫn, 15 tuổi liền bị cử đi học Hoa Hạ Khoa học Kỹ thuật Đại học, lại là trở thành Khoa học Kỹ thuật Đại học thiên tài ban tươi đẹp nhất tồn tại. 4 năm bên trong lại là trở thành nhảy một cái trở thành Hoa Hạ Khoa học Kỹ thuật Đại học trẻ tuổi nhất tiến sĩ sinh. Không chỉ học phách quang vòng diêm dúa, lại là Hoa Hạ Khoa học Kỹ thuật Đại học duy nhất hoa khôi trường học, không có một trong. Ở năm ngoái càng bị vô số dân trên mạng đánh giá chọn là Hoa Hạ 10 đại mỹ nữ một trong. Nhưng cái này chút quang vòng cũng không trọng yếu là Hàn Thiên Mẫn sau lưng gia tộc thân phận, không thể khinh thường. Tương truyền, Hàn Thiên Mẫn phụ thân là Hoa Hạ cổ võ giới ngôi sao sáng. Không người dám chọc, thậm chí bị hết sức thần bí long hồn mời là đặc cấp giáo quan. Dĩ nhiên những thứ này đều là lời đồn đãi, chân thực tính, không người tìm tòi nghiên cứu. Hàn Thiên Mẫn bỏ ra những thứ này thân phận, còn có một cái thân phận đặc thù. Nàng là Hoa Hạ hải khách liên minh thần bí tồn tại M. Nếu như nói Diệp Thần là cổ võ giới thần, vậy Hàn Thiên Mẫn chính là hải khách và hệ thống máy tính thần. Ngay tại lúc này, Hàn Thiên Mẫn điện thoại di động reo. Thời khắc này Hàn Thiên Mẫn nhìn một cái trên điện thoại di động tin tức, đột nhiên lộ ra một đạo nụ cười, đổi cả người bó sát người quần jean và một kiện đơn giản thuần trắng áo thun, liền hướng phòng ngủ cửa đi. Cố nhiên đơn giản ăn mặc, thế nhưng nổ thêm bắt mắt vóc người, hay là để cho vô số nữ sinh sinh lòng tự ti và hâm mộ. Nửa tiếng sau, Hàn Thiên Mẫn đi tới một nhà tiệm cà phê. Nàng xuất hiện ngay tức thì để cho tiệm cà phê mỗi một người đàn ông hưng phấn không thôi, thậm chí có một ít phái nam cũng chủ động bắt chuyện, nhưng mà trả lời bọn họ chỉ có Hàn Thiên Mẫn vậy cao ngạo trong trẻo lạnh lùng ánh mắt. Tiểu Hàn,
tiệm cà phê buổi chiều nghỉ ngơi, không chiêu đãi quý khách. Hàn Thiên Mẫn đi tới quầy rượu đối với một cái người đàn ông trung niên nói. Vậy gọi và bên ngoài cực độ không xứng đôi người đàn ông trung niên gật đầu một cái, sau đó liền hướng mỗi một vị khách hàng đi. Rất nhanh, toàn bộ phòng cà phê chỉ còn lại người đàn ông trung niên và Hàn Thiên Mẫn. Hàn Thiên Mẫn đánh một cái hưởng chỉ, đối với người đàn ông trung niên Giang Hàn nói, quy củ cũ, trên hai ly kiểu Mỹ cà phê, sau đó người vậy rút lui đi. Tiểu thư, Giang Hàn khom người nói. Không lâu lắm, một đạo lung linh, đeo kính mát, hơn nữa đầu đội mũ lưỡi chai bóng người đẩy cửa vào. Cô gái da cực kỳ trắng nõn, hai chân thẳng tắp, mũ lưỡi chai kéo rất thấp, tựa hồ rất sợ người khác thấy rõ mặt nàng. Cô gái ánh mắt rơi vào Hàn Thiên Mẫn vị trí, khẽ mỉm cười, phong tình vạn trùng, rồi sau đó thẳng đi tới Hàn Thiên Mẫn ngồi xuống bên người, bưng lên cà phê, nhẹ khẽ nhấp một miếng, rồi sau đó, nói tiểu Mẫn, nhiều ngày như vậy không gặp, ngươi lại trổ mã không thiếu mà. Hàn Thiên Mẫn tựa hồ đã sớm thói quen lời của cô gái tiếng nói, liếc một cái đối phương, mới mở miệng nói, Linh Lung tỷ, ngươi giàu gì là cái ngôi sao lớn, lại không thể khiêm tốn một chút sao. Chú ý chó săn cầm ngươi xuất hiện tấm ảnh phát ra ngoài, đến lúc đó xem ngươi làm thế nào. Tôn Linh Lung cười khúc khích, rồi sau đó tháo xuống vậy kính mát và mũ lưỡi chai, lộ ra tuyệt sắc dung nhan. Lại hoàn toàn không thua Hàn Thiên Mẫn. Trọng yếu hơn phải, Tôn Linh Lung trên mình như vậy phong tình vạn chủng và tự tin khí chất, là Hàn Thiên Mẫn so ra kém. Tôn Linh Lung đôi mi thanh tú khều một cái, rất là tò mò nói, đúng rồi, ngươi trước nói có cái gì phát hiện mới. Không kịp chờ đợi và ta nói, rốt cuộc là cái gì? Ta nhưng mà đẩy mất một cái khá là trọng yếu thông báo xin nghỉ tới đây, ngươi nhưng không thể để cho ta thất vọng. Nếu không, ta ngày hôm nay không cho ngươi thật tốt massage. Vừa nói, Tôn Linh Lung lại là trên không trung bắt tay. Hàn Thiên Mẫn theo bản năng nhìn một cái ngực mình, rồi sau đó từ trong túi sách móc ra một tấm ảnh, đưa cho Tôn Linh Lung, nói, Linh Lung tỷ. Người còn nhớ ta trước điều tra cái đó thần bí đàn ông sao? Tôn Linh Lung ngẩn ra, chợt nói có chút im lặng, cái này cũng đã bao nhiêu năm, người còn đang điều tra cái đó cơ hồ không tồn tại người đàn ông. Mấy năm trước liền nói một chồng không giải thích được sự việc, ta vốn cho là ngươi làm trò đùa, không nghĩ tới ngươi lại có thể đùa thật. Ngươi thật cho rằng cái thế giới này có người có thể điều khiển tinh đấu, ngự không phi hành. Mặc dù ta biết ngươi biết một chút cổ võ. Ba người lại là biết một chút khá là thần khí thủ đoạn, nhưng đây chính là thế kỷ 21 à, khoa học và khoa học kỹ thuật chủ đạo xã hội phát triển thời đại, thua thiệt ngươi là khoa học kỹ thuật đại học học phách, làm sao sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này. Tôn Linh Lung nói tới chỗ này, âm điệu lại là dương cao mấy phần, mấy năm trước, Hàn Thiên Mẫn liền tuyên bố ở núi Côn Lôn thấy được một người đàn ông trôi lơ lửng hậu thế, ánh sáng rực rỡ lưu truyền, kinh vi thiên nhân. Mấy năm này càng tiêu phí tất cả nghiệp dư thời gian đi điều tra người đàn ông kia, nhưng ở Tôn Linh Lung xem ra, đây bất quá là hoa mắt mà thôi, cái thế giới này làm sao có thể cất ở đây loại người. Hàn Thiên Mẫn giãy giụa nửa mình dưới, tiếp tục đem tấm ảnh đẩy tới, đồng thời còn từ trong túi sách lấy ra một phần in tư liệu. Linh Lung tỷ, ta thật không có lừa gạt ngươi, trước đây không lâu ta rốt cuộc hack vào hệ thống, hơn nữa lấy được rồi người đàn ông này tư liệu. Hắn kêu Diệp Thần. Hắn chính là ta mấy năm trước thấy người đàn ông kia. Vậy biểu tình lãnh đạm cùng với áp đảo đời khí chất không có sai. Hắn thật tồn tại. Linh Lung tỷ, người có biết hay không, người đàn ông này vậy mấy năm làm sự việc có bao nhiêu chói mắt. Ta cũng cảm giác mình muốn yêu hắn. Trọng yếu hơn phải, người đàn ông này cơ mật ở toàn bộ hệ thống đều là cao cấp mã hóa. Cái này ý vị như thế nào? Ý vị này cái này kêu Diệp Thần người đàn ông. Đối với long hồn mà nói cực kỳ trọng yếu. Hơn nữa thực lực tuyệt đối áp đảo cổ võ giới. Tôn Linh Lung bị hoàn toàn giật mình. Nàng sâu đậm nhìn một cái Hàn Thiên Mẫn trong mắt cuồng nhiệt, rồi sau đó tỉnh táo lại, đem phần kia tư liệu từng cái quét qua. Càng về sau, vậy giếng cổ không dao động mặt mũi nhưng là hoàn toàn thay đổi, nàng môi đỏ mọng khẽ nhếch, còn người lại nữa tản ra xinh đẹp khí chất, mà là kinh hãi. Trong tài liệu thời gian điểm, cùng với mỗi một chuyện cũng liệt kê rõ ràng, thậm chí còn có tấm ảnh. Cái này không thể nào làm giả. Nàng vậy tin tưởng Hàn Thiên Mẫn không thể nào tạo giả cho mình xem. Có thể, cái này thế gian thật tồn tại loại người này sao? Cũng hoặc là nói, đây là người phàm ngửa mặt trông lên thần. Diệp Thần,
Tôn Linh Lung đem tư liệu khép lại, đặt ở một bên, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Cái này một phần tư liệu lật đổ nàng hơn 20 năm thế giới quan và giá trị quan. Hàn Thiên Mẫn tựa hồ rất hài lòng Tôn Linh Lung diễn cảm, di chuyển thân thể đi tới Tôn Linh Lung bên người, nhẹ giọng nói, Linh Lung tỷ, căn cứ Long Hồn tin tức xem, người đàn ông này rất có thể ở tương lai không lâu xuất hiện. Tựa hồ hoàn cảnh chung quanh biến hóa thuộc về linh khí dị biến. Cái loại này dị biến tựa hồ thay đổi loại nào đó cách cục. Người tưởng tượng một tí, nếu như người đàn ông này thật xuất hiện, cũng hoặc là nói đi tới nơi này, sẽ đối với cả thế giới tung lên dạng gì sóng gió kinh hoàng. Trọng yếu hơn chính là, nàng có thể trị hết người bệnh. Câu nói sau cùng, hoàn toàn để cho Tôn Linh Lung thất thần. Nàng mặc dù bề ngoài gọn gàng xinh đẹp, nhưng không có ai biết, nàng trong cơ thể như luyện ngục vậy. Vậy tật bệnh mặc dù không có thể chết người, nhưng mỗi tháng cũng sẽ tái phát, mà tái phát sau thống khổ để cho nàng như đắm chìm trong vĩnh hằng ác mộng. Những năm gần đây, gia tộc thông qua nhiều ít thủ đoạn tìm liền trong và ngoài nước nhiều ít danh y, nhưng cũng không có dùng. Nàng thậm chí đã buông tha, lại là chuẩn bị kỹ càng ở tương lai một ngày nào đó vĩnh viễn rời đi cái thế giới này. Nàng tại sao lựa chọn làm ngôi sao lớn, bất quá là hy vọng đem mình đẹp lưu ở cái thế giới này. Nàng chẳng muốn tới uổng một lần, nàng sợ một ngày nào đó đột nhiên rời đi cái này đẹp thế giới. Mà hiện tại, tựa hồ xuất hiện chuyển cơ. Hồi lâu, Tôn Linh Lung ngẩng đầu lên, hỏi, ngươi xác định. Hàn Thiên Mẫn con ngươi đông lại một cái, gần từng chữ, Linh Lung tỷ, ta xác định, cái này kêu Diệp Thần người, y võ song tuyệt. Thế gian không có tật bệnh gì có thể làm khó hắn. Hắn còn có một cái đặc thù danh hiệu, thần y. Vì sao là thần y? Đó chính là y đạo thần à. Tôn Linh Lung thân thể mềm mại chấn động một cái, mắt đẹp ửng đỏ, đột nhiên nắm chắc Hàn Thiên Mẫn tay, kích động nói, vậy. Hắn hiện tại, ở nơi nào? Hàn Thiên Mẫn đột nhiên thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, đây cũng là ta muốn hỏi, mấy năm trước, cái này Diệp Thần nhân gian bốc hơi. Không có ai biết hắn đi nơi nào, nhưng có một chút có thể khẳng định, hắn nhất định còn sống. Chúng ta phải làm chính là cùng, đến khi người này xuất hiện. Hình ảnh quay về, vực ngoại, nho tổ thần điện chỗ sâu. Ta muốn cầu nguyện, trăm ngày ước hẹn, ta tất thắng. Mà huyết thần cùng luân hồi chi chủ, hẳn phải chết. Một viên minh mông tinh cầu khổng lồ dưới, một cái ông già đang giơ hai tay, cao giọng ngâm sướng. Thanh âm mang vô cùng kiên định tín niệm. Cái này ông già, dĩ nhiên chính là Nho Tổ. Hắn ở hướng nguyện vọng thiên tinh cầu nguyện. Nguyện vọng thiên tinh, viên tinh cầu này, truyền thuyết có thể thực hiện người nguyện vọng. Nho Tổ nguyện vọng rất nhiều hạ, nhất thời, đúng viên tinh cầu cũng chấn động đứng lên, hàng tỷ tín đồ nguyện lực, cuồn cuộn hội tụ thành nước lũ, diễn hóa ra đầy trời thần Phật khí tượng. Đầy trời thần Phật, cũng rơi xuống chúc phúc thần quang, bảo vệ Nho Tổ. Nho Tổ đắm chìm trong thần quang bên trong, ánh mắt híp lại, vô cùng thư thích viết ý. Mặc dù, hắn biết, mình nguyện vọng này, quá mức thật lớn, tự nhiên không phải một viên hỗn độn tinh thần có thể thực hiện. Nhưng, lần này cầu nguyện, vẫn là nhất định. Bởi vì, rất nhiều hạ lớn thể nguyện, có thể để cho Nho Tổ đạo tâm, vững chắc hơn. Cảm nhận được đầy trời thần Phật chúc phúc, Nho Tổ tín niệm, trước đó chưa từng có kiên định. Hắn trong lòng chào đáng trước chiến ý. Hắn tin tưởng, mình nhất định có thể chém chết huyết thần và diệp thần, giải quyết tất cả uy hiếp. Lần này cầu nguyện, tăng cường thật nhiều liền hắn lòng tin. Tín niệm một kiên quyết định, Nho Tổ rất nhiều ý niệm, cũng lung lay. Lão Tổ, đều chuẩn bị xong. Lúc này, Chí Huyền Hòa Thượng từ bên ngoài đi vào, thấp giọng hướng Nho Tổ nói. Rất tốt, lên đường, bắt khúc trầm vân. Nho Tổ cười nhạt. Hắn tự nhiên sẽ không ngây thơ đến, lấy là vô căn cứ rất nhiều cái kế tiếp nguyện vọng, liền có thể vô tư không lo. Cái này là tăng cường lòng tin phương pháp thôi, lòng hắn bên trong có kế hoạch khác. Hiện tại thế cục có chút không ổn, Diệp Thần đoạt đi địa tâm Diệt Châu, hắn lại nhận được tin tức, huyết thần trọng trưởng liền huyết tử ngục, đối với hắn uy hiếp cực lớn. Hắn chẳng muốn ngồi chờ chết, cho nên quyết định đối với Khúc Trầm Vân ra tay. Khúc Trầm Vân là Khúc Trầm Yên tỷ tỷ. Người phụ nữ này, Diệp Thần tự nhiên sẽ không ngồi nhìn bỏ mặc. Ban đầu, Nho Tổ từng đối với Khúc Trầm Vân có chút uy hiếp, nhưng 10 ngày sau cũng không chọn lựa hành động, hiện tại hắn quyết định ra tay.
Nếu như có thể đem Khúc Trầm Vân bắt lại, liền có thể cầm tới uy hiếp Diệp Thần và Huyết Thần. Lập tức Nho Tổ mang Chí Huyền, còn có một nhóm tinh nhuệ đệ tử, trực tiếp cưỡi Nguyện Vọng Thiên Tinh, hướng Khúc Trầm Vân đạo tràng bay đi. Sao rơi hoa phá trường không, biến dạng không gian quy luật, cơ hồ là ngay lập tức, liền đi tới Khúc Trầm Vân đạo tràng bầu trời. Lúc này Nho Tổ, ngồi ngay ngắn ở Nguyện Vọng Thiên Tinh lên một tòa trên tế đàn, quan sát phía dưới sơn thủy, ánh mắt vô cùng lãnh khốc. Mà Khúc Trầm Vân tọa hạ các đệ tử, đang tu luyện trước, bỗng nhiên thấy một ngôi sao bay tới, treo thật cao ở trên trời, cuộn sạch muôn vàn mưa gió, đều là vô cùng chấn động, rối rít dừng tu luyện lại động tác, kinh nghi bất định nghị luận. Ta cầu nguyện, Khúc Trầm Vân tọa hạ đệ tử, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Đột nhiên, vậy trên tinh cầu, truyền xuống một đạo như lôi đình thanh âm. Đó là Nho Tổ thanh âm. Nho Tổ ngồi ở trên tế đàn, trong miệng tiếng sấm cuồn cuộn, điều động Nguyện Vọng Thiên Tinh tín ngưỡng thiên uy, trực tiếp hóa thành kinh khủng nguyền rủa hơi thở, điên cuồng bạo đánh ra. Từng luồng vô hình nguyền rủa, mang đáng sợ tín ngưỡng nguyện lực, hạ xuống đi xuống. Khúc Trầm Vân tọa hạ rất nhiều các đệ tử, bỗng nhiên gặp phải nguyền rủa đánh vào, còn không rõ ràng chuyện gì xảy ra, trên mình liền bốc lên tai họa lớn cướp khói đen, đau nhức truyền tới, cả người kêu thảm một tiếng, tại chỗ hóa thành mù. Thời gian đảo mắt, ít nhất có một nửa đệ tử, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, hoàn toàn mất đi. Lão Tổ uy vũ, Nguyện Vọng Thiên Tinh trên, Chí Huyền và rất nhiều Nho Tổ thần điện đệ tử, rối rít quỳ xuống khen ngợi. Ngôi sao này, ở Nho Tổ trong tay, uy lực đích thực quá đáng sợ, thật là nhúc nhích một chút miệng lưỡi, rất nhiều cái kế tiếp nguyện vọng, là có thể giết người, vô cùng đáng sợ. Nguyện Vọng Thiên Tinh, Nho Tổ, là ngươi. Một cái tư thế oai hùng hiên ngang, ăn mặc ngân trang cô gái, nghe được dị biến, vội vàng bay vút ra, chính là Khúc Trầm Vân. Thấy bầu trời tinh thần, còn có Nho Tổ khoáng đạt bóng người, Khúc Trầm Vân sắc mặt, nhất thời đổi được vô cùng khó khăn xem. Nho Tổ chân thân hạ xuống, thậm chí còn điều động Nguyện Vọng Thiên Tinh, xem ra là chẳng muốn thả qua nàng. Đủ rồi, cho ta dừng tay. Khúc Trầm Vân nhìn đệ tử chung quanh, từng cái chết bất đắc kỳ tử, nội tâm vô cùng đau buồn, cặp mắt thiêu đốt lên lửa giận, bực tức thét mắng một tiếng, chính là sách đao bạo khởi, lau một cái đao mang thẳng sông lên trời cao. Liền người mang đao giết hướng Nho Tổ. Ha ha, Khúc Trầm Vân, bằng ngươi cũng muốn tổn thương ta. Nho Tổ ngồi ngay ngắn không nhúc nhích, nhìn Khúc Trầm Vân bạo chém mà đến bóng người, tựa như chỉ là nhìn một con kiến hôi. Đại Nguyện Vọng Thiên Long, cho ta trấn áp. Già nua bàn tay vung lên, trên tinh cầu tín ngưỡng lực lượng, cũng đi Nho Tổ lòng bàn tay hội tụ, ngay tức thì hóa thành một đầu thiên long. Cái này đầu thiên long, như truyền thuyết bên trong, có thể thực hiện người nguyện vọng rồng thần, hơi thở uy nghiêm dâng trào, oai rồng nổ tung, nguyện lực cuồn cuộn. Thậm chí, Nho Tổ đem tự thân sấm sét bản nguyên khí tức, cũng là dung nhập vào, đúng đầu thiên long trên thân hình, lôi quang nổ tung, điện mang loạn xạ, vô cùng hung hãn, dương nanh múa vuốt, hướng Khúc Trầm Vân lướt đi. Khúc Trầm Vân thấy vậy, vội vàng sử dụng pháp bảo chuông đồng đang, đón gió thoáng một cái, chuông đổi được vô cùng to lớn. Muốn ngăn cản Nho Tổ Đại Nguyện Vọng Thiên Long. Nàng pháp bảo này, mặc dù không phải là 33 thiên hỗn độn chí bảo, nhưng vậy có quy luật oai, đung đưa một tí, liền vang lên từng cơn đặc biệt tiếng chuông, chấn động người huyết mạch. Làm. Nhưng là, pháp bảo này, cũng không có thể chống đỡ Nho Tổ công kích. Hung mãnh Đại Nguyện Vọng Thiên Long, gầm thét đánh xuống tới, trực tiếp đem Khúc Trầm Vân chuông, đánh rớt xuống đi. Hống. Thiên Long uy lực còn lại không giảm, tàn bạo đánh tới đây, Long Chảo Tử mang sấm sét bổn nguyên hơi thở, hung hăng ở Khúc Trầm Vân trên cánh tay một cạo, xé kéo ra một đạo dữ tợn vết thương. Đáng chết! Khúc Trầm Vân chật vật sau lui ra, hoàn toàn không phải Nho Tổ địch thủ. Nàng nhiều năm qua như vậy, cũng không có ở võ đạo đắm chìm quá nhiều, tự nhiên không thể nào tương đương Nho Tổ. Ha ha ha, Khúc Trầm Vân, người còn muốn ngoan cố kháng cự sao? Nho Tổ ngửa mặt lên trời cười to, hoàn toàn không đem Khúc Trầm Vân đặt ở bên trong mắt, bàn tay bao phủ đi xuống, hóa thành ngàn trượng vậy to lớn, phong tỏa bốn phía hết thảy hư không, cấm tuyệt Khúc Trầm Vân đường chạy trốn, còn quá mức phòng ngừa nàng sắp chết tự bạo. Nhìn Nho Tổ khoáng đạt bàn tay chấn áp xuống tới, Khúc Trầm Vân chỉ cảm thấy nghẹt thở, hoàn toàn không có một chút ngăn cản chỗ trống. Nàng thực lực, và Nho Tổ chênh lệch quá lớn, không có khả năng chiến thắng.
yên tâm, ta không giết ngươi, ta còn muốn cầm ngươi làm con tin. Nho Tổ cười lớn, bàn tay chấn động một cái, liền muốn bắt đi Khúc Trầm Vân. Đừng tổn thương tỷ tỷ ta. Nhưng đột nhiên, một cái chu tước phi kiếm, nhưng là từ đàng xa nổ bắn ra tới, chém thẳng Nho Tổ bàn tay. Ừ. Nho Tổ hơi biến sắc mặt, cẩn thận dưới, rút bàn tay về. Nhưng gặp một cái cô gái tuyệt mỹ, cả người còn quấn từng luồng thiên dực cháy hơi thở, cuồn cuộn hạ xuống. Nhưng là thượng cổ nữ võ thần chuyển thế, Kỳ Tư Thanh. Trầm Yên, là ngươi. Khúc Trầm Yên thấy muội muội tới, nhất thời sửng sốt một chút. Lúc này Kỳ Tư Thanh, thái thượng thiên dực cháy đạo thi triển đến mức tận cùng, quanh thân hừng hực ánh sáng phun trào, diễn hóa ra vô số chu tước cùng thần nữ khí tượng, vô cùng nguy nga. Ha ha, Khúc Trầm Yên, nguyên lai là ngươi, một cái liền huyết mạch lực lượng đều không hoàn toàn khôi phục phế vật, ngươi tới làm gì? Nho Tổ cười lạnh một tiếng, hắn biết Kỳ Tư Thanh chính là nữ võ thần chuyển thế, nhưng lúc này Kỳ Tư Thanh còn không hoàn toàn hồi phục nữ võ thần huyết mạch, ở Nho Tổ trong mắt, hoàn toàn là con kiến hôi tồn tại. Coi như là chân chánh nữ võ thần hạ xuống, Nho Tổ cũng là không sợ chút nào. Dẫu sao, hắn cũng không phải là giống vậy thái chân cảnh cường giả, tu vi ước chừng đạt tới thái chân cảnh hậu kỳ, đủ để ngạo thị hết thảy, trừ phi thời kỳ tột cùng luân hồi chi chủ, vận mệnh đứng đầu đích thân tới, hơn nữa liên hiệp, nếu không chính là một cái nữ võ thần, hắn không hề đặt ở bên trong mắt. Kỳ Tư Thanh xuất hiện, như một đạo rực rỡ, nhưng, Khúc Trầm Vân biết, Kỳ Tư Thanh tuyệt đối không phải Nho Tổ địch thủ. Ngươi tới đây bên trong làm gì, chịu chết sao? Đi nhanh một chút à? Khúc Trầm Vân cắn chặt hàm răng, liền nàng đều không phải là Nho Tổ địch thủ, Kỳ Tư Thanh lại như thế nào có thể tương đương? Tỷ tỷ, đời trước chúng ta ồn ào quá nhiều, cái này nhất thế, ta chỉ muốn bảo vệ ngươi một lần. Kỳ Tư Thanh xách kiếm, nhìn thẳng Nho Tổ, ánh mắt không sợ chút nào. Nho Tổ nói, rất tốt, tỷ muội tình thâm, thật khiến cho người ta cảm động à, Khúc Trầm Yên, ta nhường ngươi ba chiêu, ngươi cứ việc ra tay công kích ta, nếu là có thể làm bị thương ta một sợi lông tơ, ta lập tức để cho các ngươi rời đi, lại đem nguyện vọng thiên tinh vậy đưa cho ngươi. Lời nói bên trong, mang cực lớn tự tin. Chí Huyền Hòa Thượng cũng nói, Khúc Trầm Yên, có nghe hay không? Lão Tổ thủy ban cho ân từ, ngươi còn không mau quỳ xuống tạ ơn. Kỳ Tư Thanh mặt đẹp rét lạnh, nhưng không có lên tiếng, bỗng nhiên vung tay lên, lại là sử dụng một quả ngọc châm, là nàng pháp bảo, Phi Hà Ngọc Châm. Rào! Phi Hà Ngọc Châm sử dụng một cái, lập tức phá vỡ hư không, Kỳ Tư Thanh tư thái tự nhiên, tựa như chín tầng trời thần nữ, ở vũ trụ bên trong vạch ra một cái ngân hà. Chói mắt thần mang, từ ngọc châm phá vỡ trong hư không. Hùng mãnh tách thả ra ra, sáng chói được người hoa mắt, liền Chí Huyền Hòa Thượng cũng che ở ánh mắt. Tỷ tỷ, chúng ta đi. Kỳ Tư Thanh cắn chặt hàm răng, lập tức nắm Khúc Trầm Vân cánh tay, từ nguyện vọng thiên tinh trên bay khỏi đi ra ngoài. Nho Tổ không có động tĩnh, nhàn nhạt nhìn hai cô gái rời đi. Lão Tổ, các nàng chạy. Chí Huyền Hòa Thượng có vẻ nóng nảy, hoảng hốt vội nói. Ha ha, hai con kiến hôi, ở ta mí mắt phía dưới. Lại có thể chạy đến nơi nào đi? Ta cầu nguyện, không gian đông, phong tỏa hết thảy. Nho Tổ khinh thường cười một tiếng, hoàn toàn là một bộ mèo vờn chuột, rừng rưng hình dáng, bàn tay vung lên gian, vô cùng tín ngưỡng nguyện lực, lần nữa tràn ngập ra. Kỳ Tư Thanh mang Khúc Trầm Vân, thoát đi ra nguyện vọng thiên tinh, mới vừa bay rơi xuống đất, còn chưa đi xa, nhưng bỗng nhiên cảm thấy chung quanh không gian, lập tức đông, tất cả quy luật, cũng bị phong tỏa. Hai nàng thân thể mềm mại, giống như bị người định thân liền vậy, rất miễn cưỡng như ngừng lại tại chỗ. Đây là... Kỳ Tư Thanh và Khúc Trầm Vân nhìn nhau, hai cô gái đều là kinh hãi. Đây chính là Nho Tổ thực lực, chúng ta tuyệt đối không phải địch thủ. Khúc Trầm Vân lộ ra buồn bã nụ cười, nhưng là tuyệt vọng. Nho Tổ thực lực, chân thực quá cường hãn, đặc biệt là có nguyện vọng thiên tinh gia trì, cơ hồ là nói sao làm vậy, mỗi một câu nói đi ra. Liền có thể trở thành nguyện vọng thực hiện. Tỷ tỷ, ta để che ở hắn. Ngươi đi mau. Kỳ Tư Thanh cắn răng, bỗng nhiên cháy máu tươi, sau lưng hiển hóa ra nữ võ thần bóng người. Thượng cổ nữ võ thần lực lượng, nàng điên cuồng mượn dùng trước, rất miễn cưỡng phá vỡ Nho Tổ không gian phong tỏa, tiêm vung tay lên, một cổ ôn nhu kình lực, cuốn lên Khúc Trầm Vân, đem nàng đưa đến xa xa đi.
còn muốn phí công vùng vẫy. Thấy vậy, nhỏ tổ hừ lạnh một tiếng, thân thể trực tiếp từ nguyện vọng thiên tinh trên nổ bắn ra ra, trong tay lôi quang cuồn cuộn, sấm sét bổn nguyên năng lượng, tàn bạo nổ tung đi ra. Khúc Trầm Yên, ta trước hết cầm tính mạng ngươi tế trời. Con tin, một cái là đủ rồi. Nhỏ tổ gương mặt vô cùng dữ tợn, bàn tay như khỏa cuốn hàng tỷ lôi quang, ùn ùn kéo đến, điên cuồng đánh phía Kỷ Tư Thanh đỉnh đầu. Kỷ Tư Thanh nhất thời nghẹt thở, chỉ cảm thấy vô cùng sấm sét thiên uy, tàn phá chân áp xuống tới. Sau lưng nàng nữ võ thần hư ảnh, nhất thời không ngừng vặn vẹo chấn động, ở nho tổ lực lượng dưới sự uy hiếp, căn bản không cách nào duy trì tiếp. Mà Kỷ Tư Thanh trên mình đạo pháp, tất cả linh lực nội tức, cũng bị áp chế gắt gao ở, hoàn toàn không có một chút phản kháng có thể. Trầm Yên, xa xa Khúc Trầm Vân, lạc giọng kêu to, trong mắt đỏ bừng, chỉ lấy là muội muội phải bị nho tổ giết chết. Nho tổ có thể sẽ không có chút nào thương hương tiếc ngọc, thủ đoạn vô cùng lãnh khốc, một trưởng này chính là chạy giết người đi. Dẫu sao, con tin một cái là đủ rồi, hắn không cần quá nhiều. Oanh! Ở Khúc Trầm Vân tuyệt vọng trong tròng mắt, nho tổ một đánh rớt xuống, lôi quang nổ tung, bộc phát ra thanh âm kinh khủng. Khúc Trầm Vân một trái tim đều tan nát, nàng và Khúc Trầm Yên mặc dù ý kiến không cùng, vậy không tán thành Khúc Trầm Yên đầu dựa vào luân hồi chi chủ, nhưng nàng là thật tâm thương yêu cô em gái này, lo lắng nàng mà thôi. Hai người tuy có cãi vả, nhưng nội tâm đều là yêu thương đối phương. Cái này một tí, thấy Kỷ Tư Thanh bị nho tổ toàn lực một trường, Khúc Trầm Vân dĩ nhiên là vô cùng tuyệt vọng, lấy là em gái mình chết chắc. Nhưng, ra ý liệu, đợi được lôi quang tản đi, Khúc Trầm Yên nhưng thấy rõ, Kỷ Tư Thanh không chút tổn hao nào, còn êm đẹp đứng tại chỗ. Ở Kỷ Tư Thanh trước người, xuất hiện một cái cô gái tóc trắng, không phải người khác, chính là Tô Mạch Hàn. Tô Mạch Hàn hơi thở, vô cùng uy nghiêm, trong mắt như nước tẩy vậy trong trẻo lạnh lùng. Ở Tô Mạch Hàn bên người, còn có một cái cô gái tuyệt mỹ, nhưng là Ngụy Dĩnh. Tư Thanh, không có sao chứ? Ngụy Dĩnh đỡ ở Kỷ Tư Thanh, cười nói. Ngụy Dĩnh, Tô tiền bối, là các ngươi. Kỷ Tư Thanh thấy hai người, hơi ngẩn ra. Không nghĩ tới Tô Mạch Hàn sẽ kịp thời hạ xuống, cứu vãn tánh mạng của nàng. Ha ha, Tô Mạch Hàn, vẫn khỏe chứ à? Nho tổ thấy Tô Mạch Hàn tới, lạnh ngắt cười một tiếng, hiển nhiên cũng có chút ngoài ý muốn. Nho tổ, người đường đường một đại tông sư, đối với một tên tiểu bối ra tay, có biết, xấu hổ, hai chữ viết như thế nào? Tô Mạch Hàn thanh âm uy nghiêm, nói. Nho tổ nói, ta biết người mạnh là vua, các nàng kỹ không bằng người. Há có thể trách ta? Giỏi một cái người mạnh là vua, vậy ta liền xem, người mạnh mẽ bao nhiêu? Tô Mạch Hàn hừ một tiếng, trong trẻo lạnh lùng gương mặt sát khí uy nghiêm, chợt một kiếm vung chém ra, kiếm mang cực kỳ ác liệt, giết tuyệt hết thảy nhân gian cảm tình. Vong yêu tuyệt tình kiếm. Lạnh lùng kiếm mang, hướng nho tổ đầu chém ngang đi, trực thủ chỗ hiểm, hiển nhiên là không lưu chỗ trống. Chỉ bằng ngươi một người, cũng muốn tổn thương ta. Trừ phi ngươi kêu Nhâm Phi Phàm đi ra. Nho tổ nhìn hờ hững, năm ngón tay như rồng móng giết ra, mỗi một đầu ngón tay trên, cũng nhảy lên vô cùng sấm sét tinh mang, như muốn nổ tung bầu trời, khí thế vô cùng xâm nghiêm. Suy, Tô Mạch Hàn kiếm khí, ở nho tổ sấm sét uy nghiêm hạ, ngay tức thì hóa thành hư không. Như thế nào? Nho tổ dửng dưng một tiếng, hắn loại cảnh giới này nhân vật lớn, kiến thức rộng. Tự nhiên nghe nói qua Tô Mạch Hàn và Nhâm Phi Phàm quan hệ. Tô Mạch Hàn là Nhâm Phi Phàm hồng nhan chi kỷ, nếu như hai người song kiếm hợp bích mà nói, vậy nho tổ ắt phải không phải địch thủ, nhưng thật may hiện tại Tô Mạch Hàn là một thân một mình, hơn nữa Nhâm Phi Phàm sau lưng nhân quả dây dưa dễ má đặc biệt phức tạp, sẽ không tùy tiện hiện thân. Cho nên, nho tổ không cố kỵ chút nào, bàn tay như muốn che khuất bầu trời, bao phủ hướng Tô Mạch Hàn thân thể, muốn trực tiếp chân áp nàng. Hừ, Tê Vân Thiên Tinh, lên. Tô Mạch Hàn thong thả, sử dụng một hạt châu. Hạt châu này, một nổi lên, lập tức bành trướng trở nên lớn, hóa thành một cái tinh cầu, từ từ bay lên. Trên viên tinh cầu này, khắp nơi hiện đầy khói mù nồng nặc, xây dựng trước một tòa tòa cổ xưa cung điện, chính là Tô Mạch Hàn pháp bảo, Tê Vân Thiên Tinh. Nàng đạo tràng, còn có nàng môn hạ đệ tử, đều ở đây ngôi sao này trên. Nho tổ bàn tay. Tới gần một chút Tê Vân Thiên Tinh, lập tức thì có vô cùng khói mù, vô cùng mây màu, quấn quanh tới đây, dọc theo bàn tay hắn,
một đường đi trên người hắn leo đi. Những thứ này khói mù bên trong, có vô cùng là khủng bố, vô cùng là quỷ dị quy luật lực, người bình thường một dính, thì phải hóa thành mù. Nho Tổ quanh thân bị khói mù quấn quanh, lập tức cảm thấy cả người nóng lên, hơi khói bốc hơi lên tới giữa, tựa hồ liền xương của mình máu tủy, đều phải bị hòa tan. Được, được, tốt, này chờ một chút tục tinh thần, lại có thể bị ngươi rèn luyện được như vậy khủng bố, ta đây là khinh thường ngươi. Nho Tổ ha ha cười một tiếng, ở hỗn độn cửu tinh bên trong, Tê Vân Thiên Tinh hạng mạt lưu, xa xa không thể cùng hắn Nguyện Vọng Thiên Tinh so sánh. Nhưng, Tô Mạch Hàn tu vi cường hãn, rất miễn cưỡng đem ngôi sao này, nhúng luyện thành bổn mạng của mình pháp bảo, uy lực dị thường to lớn, trên tinh cầu mỗi một tia khói mù, cũng hàm chứa tan dã máu thịt, làm tan dã xương cốt, đem người bốc hơi thành mù uy lực đáng sợ. Ta cầu nguyện, khói dáng tan hết, kim cương bất phôi. Nho Tổ bị hóa cốt khói dáng triền thân, không sợ chút nào, trong miệng chữ chữ như trời âm, vang khắp lên. Trong thoáng chốc, trôi lơ lửng ở trên trời Nguyện Vọng Thiên Tinh, giáng xuống từng luồng tiên khí điểm lành, từng luồng tín ngưỡng nguyện lực, bao phủ ở Nho Tổ trên mình.